chương 1480, trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên kiêu. Linh vũ giới, trên trời cao, Vân Phi Dương lần nữa trở về, một cái tay dán tại linh vũ giới giới chủ trước ngực, nói, người nên đi. Bành, mạnh mẽ lực lượng bạo phát, xuyên thấu trái tim, cuối cùng, linh vũ giới giới chủ vẫn lạc, mà hắn chết, cũng triệt để hóa giải linh vũ giới nguy cơ. Bởi vì Vân Phi Dương đem linh tộc binh lính thu hồi, về đến lưu ly bảy màu trong xe, phiêu nhiên mà đi. Không lâu sau đó, lược đoạt giả liên minh, linh vũ giới giới chủ bị diệt tin tức tại vạn giới bên trong điên cuồng truyền lại vân phi dương cái tên này lần nữa trở thành nghị luận tiêu điểm càng đối với hắn thực lực rất nhiều người suy đoán khả năng đã là vạn giới tối cường giả một trong cái này mạnh nhất là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn cấp bậc này lại qua một đoạn thời gian một con đường khác tin tức trong nháy mắt tại vạn giới nổ tung cái kia chính là thần ẩn đế quốc quân chủ đế quân thiên cùng đến từ chân vũ thần vực người chấp pháp động thủ trận chiến kia, chuẩn bị đủ đủ 3 ngày ba đêm. Cuối cùng, hai tên người chấp pháp không địch lại đế quân thiên, bị giam tại thần ẩn đế quốc. Ta thiên, đế quân thiên lá gan cũng quá lớn, công nhiên đối kháng chân vũ thần vực người chấp pháp, đây là tại muốn chết ga. Đế quân thiên sự kiện tình huống đặc thù, nhất thời vượt trên vân phi dương diệt linh vũ giới giới chủ sự việc. Rất nhiều người cũng biết, chân vũ thần vực chắc chắn sẽ không dừng tay như vậy, nhất định sẽ phái càng cao cấp bậc cường giả đến trừng trị hắn. Kỳ quái là, đợi tới đợi lui, vẫn không có người mạnh hơn hạ giới. Thực bọn họ cũng không biết, đế quân thiên đã đem người chấp pháp thả đi, cũng nắm bọn họ nhắn cho tiên đế, việc của mình kết, liền sẽ phi thăng chân vũ thần vực. Đến lúc đó, nguyện ý tiếp nhận tàn khốc nhất trừng trị. Còn về tiên đế có đồng ý hay không, cái kia thì không biết được, nhưng đế quân thiên còn bắt đầu chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Thảo hán vũ trụ bên trong, có một mảnh bị màu đen vật thể bao phủ khu vực. Xác thực nói, cái kia là có thể thôn vệ hết thảy thôn vệ chi lực, như là vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, chậm rãi hành tẩu. Đây cũng là hủy diệt thần giới kẻ cầm đầu, nó tồn tại ý nghĩa là không gián đoạn lan tràn, thôn vệ xung quanh phàm giới, sau đó đem năng lượng chuyển hóa cho tiểu thần giới, từ đó ra trì không gian bích lũy, mạnh hóa thiên địa thuộc tính. Thần giới diệt vong, tiểu thần giới sinh ra, cũng là bắt nguồn từ loại lực lượng này. Vào hôm nay cỗ này tồn tại vạn năm lực lượng tạm thời dừng lại, bởi vì đến từ vô số giới giới chủ, chính lấy tự thân lực lượng, đem triệt để phong tỏa. Bên trong, liền có bị thần ẩn đế quốc mang đi dược giới giới chủ, giờ phút này hắn hai con người ngốc trệ, chỉ biết là không ngừng phóng thích thuộc tính. Mặt khác mấy chục tên giới chủ, đồng dạng như thế. Bọn họ giống như bị lực lượng nào đó khống chế, mất đi tự ngã tư duy. Chủ thường, không ra mấy năm, cái này thôn vệ chi lực liền có thể bị luyện hóa. Trong vũ trụ, thần ẩn đế quốc tướng quân nói, tại bên cạnh hắn, đế quân thiên tung bay mà đứng, nghỉ non nói, chờ cái này thôn vệ chi lực bị luyện hóa, chính là tiến công tiểu thần giới ngày. Tướng quân ánh mắt xuất hiện nóng rực, làm một tên đã từng thần, hắn khát vọng hôm nay đến. Bất quá, đế quân thiên cao mày nói, điều kiện tiên quyết là, vân phi dương sẽ không tới quấy rối Hẳn là sẽ không đi, tướng quân nói, tên này tại giết linh vũ giới giới chủ về sau, thật lâu không có lộ diện, có lẽ có sự tình quấn thân. Đế quân thiên nghỉ non nói, chỉ hy vọng như thế đi. Vân Phi Dương thật có sự tình, hắn tại giết linh vũ giới giới chủ về sau, trở về thiên kiêu điện, trước đem đổi lấy trí bảo phân cho ninh trạch thiên bọn người, sau đó bái phỏng trầm viện trưởng. Mục đích rất đơn giản, xin phép nghỉ bế quan tu luyện. Dù sao, tại công huân các đổi lấy không ít vũ kỹ, nhất định phải mau chóng tu luyện có thành tựu. Xin nghỉ có thể, Trầm Thiên Hành nói, nhưng ta có một điều kiện. Vân Phi Dương nói, điều kiện gì? Trầm Thiên Hành chỉ trong ngực Vân Vô ưu nói con của ngươi lưu lại, ta tới dạy hắn võ đạo. a, à, vân phi dương khẽ giật mình. tiếp theo đại hỉ, trầm viện trưởng nhưng là cùng sư tôn một cái cấp bậc, từ hắn dạy tiểu vô ưu võ đạo, quả nhiên là cầu còn không được. trầm thiên hành nói, không đồng ý sao? vân phi dương cười nói, viện trưởng đầu tiên chờ chút đã, ta đi cùng chỉ khê thương lượng một chút. tuy nhiên hắn rất hy vọng trầm thiên hành dạy nhi tử võ đạo, nhưng nếu như không trưng cầu một chút lâm chỉ khê ý kiến về nhà khẳng định thế giới đại chiến a. phi dương giới bên trong. Lâm chỉ khê cao mày nói, vô yêu mới 3 tuổi, tiếp xúc võ đạo quá sớm đi. Cái này băng lãnh nữ nhân từ khi có hài tử, cao quý khí thức bên trong ẩn chứa vĩ đại mẫu tính quang huy. 3 tuổi tu luyện võ đạo rất bình thường, còn nữa nói, trầm tiền bối cũng không phải bình thường người, làm cho hắn tự mình dạy bảo, đối với nhi tử tới nói, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại cơ duyên. Vân Phi Dương tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, thực những đạo lý này, Lâm chỉ khê hiểu, nhưng dù sao thân thể vì mẫu thân, vẫn là không đành lòng cùng mình hài tử tách ra. Cái này không là vấn đề, dựa vào vân phi dương ba tắc không nát miệng lưỡi, đi qua dài rằng giặc khuyên bảo, rốt cuộc làm tốt lâm chỉ khê tư tưởng công tác. Lần nữa trở về cung điện, cười nói, trầm viện trưởng, hai vợ chồng ta không ý kiến. Đến, nhi tử, vân phi dương đem vân vô yêu kéo qua, cười nói, nhanh quỳ xuống, hành bái sư lễ. Trầm thiên hành khóe miệng giật một cái, tiểu tử này là cổ vô sỉ đồ nhi, con của hắn nếu như bái chính mình vi sư, há không phải liền là so tên kia thấp bối phận. Bái sư thì miễn, Trầm Thiên Hành nói, ta đặc phê, để hắn trở thành mới lên cấp thiên kiêu. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ, bây giờ mình cũng là thiên kiêu thân phận, nhi tử thành thiên kiêu, chẳng lẽ hai cha con gặp mặt muốn lấy học trưởng học đệ mà xưng. Cái này rất gây rối a. À. Ngày thứ hai, Trầm Thiên Hành đối ngoại tuyên bố, phá lệ chiêu nạp Vân Phi Dương con cháu, Vân Vô ưu vì thiên kiêu điện thiên kiêu. Tin tức này xuất trận, cung điện nhất thời vỡ tổ. Bởi vì, ba tuổi Vân Vô Ưu trở thành thiên kiêu điện trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên kiêu. Mà kỷ lục này nhất định không cách nào làm cho người hậu thế đánh vỡ. Chương 1481, Tiểu yêu nghiệt Vân Vô Ưu. Các người nghe nói không, Trầm viện trưởng phá lệ, đem Vân Phi Dương con cháu mệnh vì mới lên cấp thiên kiêu. Ta thiên, còn có loại chuyện này, nếu như nhớ không lầm lời nói, Vân Phi Dương con cháu giống như cũng mới ba tuổi a. Đây tuyệt đối là thiên kiêu điện trẻ tuổi nhất thiên kiêu a có quan hệ vân vô yêu trở thành thiên kiêu tin tức tại vạn giới điên cuồng truyền lại dẫn tới võ giả kinh thán không thôi đương nhiên lúc này không ai sẽ cho rằng vân vô yêu có thể trở thành thiên kiêu là bởi vì vân phi dương dù sao thiên kiêu điện tại vạn giới trong suy nghĩ đúng vậy có quyền uy trung lập tổ chức bổ nhiệm thiên kiêu quyết sẽ không cân nhắc quan hệ không có đi qua trường lão hội nghiên cứu thảo luận trực tiếp mệnh vì thiên kiêu thì đại biểu vân phi dương con cháu tất có phi phạm chỗ rất nhiều võ giả đã bắt đầu lớn gan suy đoán, không lâu sau đó, một đời mới lĩnh quân nhân vật khẳng định thiếu không vân vô ưu. Vân phi dương đem nhi tử lưu tại cung điện, sau đó tiến vào phi dương giới, bắt đầu tiến hành bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ chuyển tiên cấp trung kỳ vũ kỹ. trong lúc này, là một bọn người dựa vào ẩn chứa giữa thiên địa đạo ý, lần lượt đột phá đến bán tiên đại viên mãn tầng thứ. bọn họ cũng không có buông lòng cảnh giác, mà là tiếp tục tu luyện, tranh thủ đột phá cao hơn đến phụ tá vân phi dương tái tạo thần giới. Phi dương giới bên trong, tu võ bầu không khí, càng thêm mãnh liệt, tại thiên kiêu điện, mới lên cấp thiên kiêu vân vô ưu còn thâm thụ rất nhiều thiên kiêu ưa thích, thỉnh thoảng tới trêu chọc hắn. Một ngày này, vân vô ưu lẻ loi chơi trọi ngồi tại trên một tảng đá lớn, tay nhỏ kéo lấy quai hàm, khuôn mặt nhỏ treo đầy phiền muộn. Đi ngang qua thiên kiêu âm thầm lắc đầu, loại tình huống này bọn họ thường xuyên nhìn thấy, cũng hiểu rõ tiểu gia hỏa là tại tưởng niệm cha mẹ mình dù sao mới 3 tuổi a à. ai sơ qua vân vội yêu thở dài một hơi nỉ non nói dai di tỷ tỷ lăng xương muội muội vội yêu rất nhớ các người a à. phù phù chúng thiên kiêu mới ngã xuống đất nguyên lai tiểu gia hỏa này không là đang nghĩ phụ mẫu mà là tại nghĩ đến nữ hài trầm thiên hành tựa hồ đối với vân vội yêu vô cùng thưởng thức tự mình dạy bảo hắn võ đạo cái này khiến chúng thiên kiêu không ngừng hâm mộ vân vội yêu cũng rất dụng tâm đầy đủ bày ra như yêu nghiệt tư chất, vẻn vẹn chỉ là dùng một tháng thời gian, liền từ không có chút nào cảnh giới, đột phá đến vũ vương cảnh giới. Cái tốc độ này, tại cung điện truyền ra, tự xưng là bất phàm thiên kiêu nhóm, từng cái bị đả kích muốn thổ huyết. Một tháng, đột phá vũ vương, đây tuyệt đối là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, dù là năm đó vân phi dương, trọng sinh lại đến, cũng không có như thế nhanh chóng độ. Không có cách nào, vân vội yêu tư chất nghịch thiên, võ đạo tư nguyên phong phú, lại có trầm thiên hành tự mình chỉ đạo, nếu như cảnh giới không thể nhanh chóng đề cao đó mới gọi quái. Hai năm sau, năm tuổi vân vô ưu ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, tu luyện trầm thiên hành truyền cho tâm hắn pháp, bình tâm tĩnh khí vận chuyển đại tiểu chu thiên. Ước chừng một lát, ở trong cơ thể hắn hiện ra một cuồn cuộn cường thế khí tức, cũng hướng về ngoại giới tràn ngập ra. Đang cách đó không xa tu luyện thiên kiêu, cảm nhận được cỗ khí tức kia, nhao nhao khóe miệng co giật, bởi vì bọn hắn biết, tiểu gia hỏa đây là muốn đột phá đến vũ thần ngắn ngủi thời gian hai năm chưa từng cảnh giới đột phá đến vũ thần tầng thứ để bọn hắn trái tim lần nữa đau nhức nhưng mà khoa trương hơn là tiểu gia hỏa này mới năm tuổi a thử hỏi trong thiên hạ còn có ai có thể tại ở độ tuổi này đột phá đến vũ thần tầng thứ không có tuyệt đối không có trầm thiên hành đứng ở đằng xa hài lòng gật đầu nói coi như tại chân vũ thần vực năm tuổi đột phá võ hẳn là cũng không ai có thể làm được sau nửa canh giờ bên ngoài tán khí hơi thở điên cuồng tràn vào, không bao lâu, vân vô ưu mở to mắt, hai đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Dài gì tỉ tỉ, lăng xương muội muội ta đột phá đến vũ thần, các người nếu như biết, nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Tiểu gia hỏa nỉ non nói, sau khi đột phá, không trước hết nghĩ đến phụ mẫu, ngược lại nghĩ là nữ hài, vân đại tiện thần nếu như biết, nhất định sẽ kéo lấy 40 mét đại đao, tới gọt cái này tiểu hỗn đản. Phù phù, một ngày, đang tu luyện vân vô ưu đột nhiên ngã trên mặt đất, sắc mặt có chút suy yếu. Vô ưu học đệ, người làm sao? Đi ngang qua một tên nữ thiên kiêu vội vàng đi tới, ôm hắn lên tới. Không có, không có việc gì, tiểu vô ưu thuận thế nằm tại đại tỷ tỷ trước ngực, nói thanh liên học tỷ, nhưng là... Có thể là tu luyện quá độ, đang khi nói chuyện, tấm kia người vô hại và vật vô hại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo một tia âm mưu đạt được mỉm cười. Cái kia xinh đẹp học tỷ cũng không có ý thức được, Tiểu gia hỏa là đang biểu diễn, mà chính là nhẹ giọng chỉ trích nói, võ chỉ đạo coi trọng tiến hành theo chất lượng, nước chảy thành sông, nếu không rất dễ dàng phản tác dụng. Ừm, tiểu vô ưu nói, ta biết, thanh liên học tỷ. À, hắn nhẹ nhàng đưa lỏng cái mũi, cười nói, thanh liên học tỷ, trên người ngươi thơm quá à? xinh đẹp học tỷ cười không nói. Tiểu vô ưu tiếp tục nói, trên sách nói, nữ nhân càng hương thì càng xinh đẹp, khó trách thanh liên tỷ tỷ đẹp mắt như vậy. thật sao? Bị như thế một hồi khen, xinh đẹp học tỷ tươi nét mặt vui cười. Trùng hợp, mấy tên nam thiên kiêu đi ngang qua, nhìn thấy tiểu vô ưu đem luôn luôn khó có thể tiếp xúc mỹ nữ chọc cười, nhất thời bội phục không thôi. Vân vô ưu không chỉ có kế thừa vân phi dương võ đạo tư chất, còn kế thừa hắn tán gái chi thuật. Năm gần năm tuổi hắn, tại thiên kiêu điện, thâm thụ đại tỷ tỷ nhóm yêu thích. Bất quá, tiểu gia hỏa này cũng có khắc tinh, cái này khắc tinh, cũng là cơ phỉ nhã. So hiện nay thiên, vừa tu luyện hoàn tất, tiểu gia hỏa chuẩn bị tìm đại tỷ tỷ nhóm nói chuyện phiếm, liếc nhìn nữ nhân kia đi tới. Hưu, tiểu gia hỏa chân chừng một cái, như con khỉ trượt. Nhưng mà, chỉ có vô thần cảnh giới hắn, tại cơ phỉ nhã trước mặt, muốn chạy là chạy không thoát. Chỉ nhìn nàng thân pháp thi triển, ngân tại tiểu vô ưu trước người, lạnh mặt nói, số tiểu tử, gặp ta chạy cái gì? Cái này, vân vô ưu vội vàng kẹp lấy hai chân, lúng túng nói ta. Ta quá mót, thật sao, cơ phỉ nhã theo sát đi tới, khuôn mặt tràn ngập không tin vân vô ưu biết mình không gạt được nói phỉ nhã a di viện trưởng gần đây cho ta bố trí không ít võ đạo bài tập ta thật không có thời gian cùng ngươi đi làm nhiệm vụ ngươi còn thật thông minh nha cơ phỉ nhã cười nói biết ta tới tìm ngươi là làm nhiệm vụ vân vô ưu nói ngươi mỗi lần tới đều là làm nhiệm vụ nếu như ta không đoán ra được chẳng phải là giống như phụ thân ngốc a lời này nếu để cho vân đại tiện thần nghe được bốn mươi mét đại đao khẳng định lại phải ra khỏi vỏ đi thôi cơ phỉ nhã nói theo ta làm nhiệm vụ thực cũng là một trận lịch luyện vân vô ưu yếu ớt nói ta có thể có không đi quyền lợi sao không có cứ như vậy cơ phỉ nhã mang theo vân vô ưu rời đi thiên kiêu điện tiến vào hung thú trải rộng sơn lâm a a a rất nhanh trong rừng truyền đến vân vô ưu tiếng kêu to vô số hung thú tại hắn phía sau cái mông theo đuổi không bỏ tùy thời có khả năng một ngụm đem cái này tiểu bất điểm ăn hết cơ phỉ nhã đứng trên tàng cây hai tay ôm ngực cười nói tại loại nguy cơ này thời khắc, có thể nhất kích phát võ giả tiềm năng. Vân vô yêu phát điên, nhưng vì mạng sống, bố xưa kình đều dùng tới, chương 1482, 600 năm lĩnh hội. Vân vô yêu hai năm này lịch luyện, tại phi dương giới có thời gian gia tốc tình huống dưới, đã đi qua 400 năm. Mấy trăm năm bên trong, vân phi dương thủy trung lĩnh ngộ lấy theo công huân các đổi lấy vũ kỹ. Nói thật, lấy cho hiệu quả không lắm lý tưởng, dù sao lấy hắn hiện tại cảnh giới, đi lính mộ chuẩn tiên trung kỳ vũ kỹ, thực tại có chút quá tại mơ tưởng xa vời. Hô, ngày hôm đó, Vân Phi Dương thủ tại một mảnh sơn thủy như hòa khu vực, hai con người khép hờ, cầm trong tay hỗn nguyên cản khôn kiếm, quanh thân tản ra cường thế kiếm ý. Hắn đây là tại lĩnh hội Thái Thanh kiếm quyết, tại nỗ lực đại lượng thời gian về sau, rốt cục lấy cho thực chất tính tiến triển. Thái Thanh kiếm quyết tinh túy ở chỗ Thái Thanh, hai chữ này tại đạo tông ý tứ, chỉ thiên địa vũ trụ, thiên địa vạn vật giống nhau một thể, truy cầu là thanh tâm quả dục, vô vi vô dục. Vân Phi Dương hiện tại thì là ở vào một loại chiều sâu lĩnh ngộ bên trong, linh hồn dần dần lan tràn, làm tinh thần du lịch ở giữa thiên địa. Theo hắn không ngừng thăm dò, cùng gần như phiêu giật hình thái, ngưng tụ tại quanh thân kiếm ý cũng càng ngày càng mạnh. Hưu, đột nhiên, Vân Phi Dương cổ tay nhất động, hỗn nguyên càn khôn kiếm tại hư không xẹt qua, một đạo mắt thường khó có thể dò xét kiếm ý nhẹ nhàng mà ra. Một kiếm này, nhìn qua không có chút nào uy lực, nhưng kiếm khí bên trong mang theo không chỉ có kiếm ý, còn có đạo ý. Nói cái chữ này rất huyền diệu, cũng rất khó đi dùng ngôn ngữ đến giải thích, nhưng lại không thể phủ nhận, muốn bước vào mạnh hơn, tỉ như chuẩn tiên, nhất định phải đối đạo hữu càng mạnh lĩnh ngộ. Lại hoặc là nói, chân vũ thần vực võ đạo hệ thống, nổi bật nhất chính là, đạo chữ, muốn trở thành sẽ bất phàm chi cảnh, võ giả đối với nói thăm dò, chắc chắn vĩnh viễn không có điểm dừng. Cái này thái thanh kiếm quyết mặc dù là một loại kiếm kỹ, nhưng cũng ẩn chứa đạo nghĩa, Xem ra chính mình nhất định phải tốt hơn đi ngộ đạo. Phó đạo, ngộ đạo, đây là một loại càng cao tầng thứ thăng hoa. Hưu, Vân Phi Dương đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thu hồi, tâm cảnh bình thản xuống, một cuồn cuộn thanh sắc huyền khí tại quanh thân ngưng tụ, dần dần hóa thành phòng ngự kết giới. Đây là Tam thập lục thanh huyền tiên công, tại mấy trăm năm lĩnh hội hạ, Vân Phi Dương đã thành công đem ngưng tụ ra đạo thứ nhất thanh huyền kết giới, chỉ có thể coi là sơ khuy môn kính. Nhưng mà cũng liền đạo này kết giới, hình thành uy lực nhưng cũng phi thường khủng bố. Tại Vân Phi Dương suy đoán bên trong, dù là tùy ý hai tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể phá mất kết giới. Đây vẫn chỉ là một đạo thanh huyền kết giới, nếu như lĩnh ngộ ra hai đạo, ba đạo, thậm chí 36 đạo, hình thành phòng ngự cường độ, quả thực không dám nghĩ. Thanh huyền kết giới tuy nhiên rất cường hãn, nhưng lấy Vân Phi Dương hiện tại cảnh giới cùng thực lực, ngừng tụ ra một đạo, điều động đến cũng phá lệ phí sức. Bởi vì loại này thanh sắc huyền khí là từ thần lực chuyển hóa mà thành, tiếp tục trong quá trình, chẳng khác nào tại không gián đoạn thiêu đốt thần lực. Vẹn vẹn nửa canh giờ, vân phi dương to lớn thần lực thuộc tính, vốn nhờ trèo chống thanh huyền kết giới mà tiêu hao một phần ba. Nói đúng là, cường thế như vậy phòng ngự kết giới, hiện tại vân phi dương chỉ có thể gắn bó một cái nửa canh giờ, liền sẽ hao hết sạch tất cả năng lượng. Cái này chuẩn tiên trung kỳ vũ kỹ, thực tại không phải thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn có khả năng tu luyện vân phi dương ám đạo vâng đổi lại người khác không có hắn khổng lồ như vậy năng lượng coi như biết tam thập lục thanh huyền tiên công khẩu quyết cũng không có khả năng tu luyện có thành tựu lại tu luyện trăm năm chắc là có thể ngưng tụ ra đạo thứ hai thanh huyền kết giới đến có điều trả giá lớn khẳng định càng hao phí thần lực biết rõ là kết quả này vân phi dương vẫn nghĩa vô phản cố lĩnh hội dù sao cao tiêu hao hội đổi lấy phòng thủ cao ngự một khi lĩnh mộ hai đạo thanh huyền kết giới có lẽ có thể kháng phía dưới chuẩn tiên cường giả công kích chỉ ít có một lần bảo mệnh cơ hội. Triệt tiêu thanh huyền kết giới sau, Vân Phi Dương nghỉ ngơi một ngày, thần lực bổ sung hoàn tất, bắt đầu lĩnh hội túng bộ di vị. Đây là một loại không gian thân pháp, ưu điểm ở chỗ dù là không có không gian thuộc tính người, cũng có thể theo đặc thù khẩu quyết bên trong tiến hành tu luyện. Khuyết điểm thì là lĩnh ngộ thực tại rất khó khăn, coi như sơ khuy môn kính, tác dụng cũng vô cùng có hạn. Vân Phi Dương từng cố ý bỏ ra chút thời gian tu luyện trăm năm, mặc dù đã nhập môn, nhưng thi triển ra, tại không gian lệch vị trí khoảng cách, vẻn vẹn chỉ có trăm trường. Trăm trường, đối với người bình thường tới nói đã rất xa, nhưng đối với dù là chỉ có hư không cảnh võ giả mà nói, cũng giống như là một bộ. Đây là phi dương giới, không gian vững chắc trình độ cũng không cao. Nếu như đến chân vũ thần vực, tại cường độ cao không gian hạ, có thể lệch vị trí 10 trường, chắc hẳn thì là cực hạn. Vân phi dương âm thầm lắc đầu, buông lỏng tâm thần về sau, hắn lại đem liệt diễm chi giáp gọi ra tới vật này cũng là duy nhất để cho hắn vui mừng, bởi vì ba loại hỏa diễm thuộc tính gia trì hạ, tùy tiện liền có thể để phát huy hiệu quả. Tiếp tục, tiếp tục, Vân Phi Dương lần nữa bắt đầu dài rằng giặc tu luyện. Sở dĩ như vậy nỗ lực, cũng là sớm vì tiến vào chân vũ thần vực làm chuẩn bị. Tại có thời gian ra tốc khu vực bên trong, là một mấy người cũng cố gắng nữa tu luyện, tốc độ phát triển rõ ràng so trước kia càng nhanh. Sớm tại trăm năm trước, bước vào bán tiên đại viên mãn bọn họ, đã đột phá đến vững chắc kỳ càng đem Vân Phi Dương đưa cùng mình chuẩn tiên sơ kỳ vũ kỹ, đều lĩnh ngộ quán thông, chiến đấu lực có thể nói tăng vọt. Là một bọn người có thể nhanh chóng đề bạt, bắt nguồn từ Vân Phi Dương còn sót lại tại Phi Dương giới đạo ý, mà cái này liền rất có tiền nhân cắm thụ, hậu nhân hóng mát y tứ. Thực thụ nhất huệ, con trai của hay là hắn Vân Vô ưu dù sao tiên thiên ngũ hành thể chất, kiếm vũ ma mấy đạo, đều kế thừa tại phụ thân. Nếu như Vân Phi Dương năm đó sống lại sau khi, có loại thiên phú này, phiêu miểu giới cấp bậc thiên địa thuộc tính, cùng trầm thiên hành dạy bảo, một tháng đột phá vũ vương, hai năm vũ thần cũng là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, chắc là không còn, chui từ dưới đất lên trọng sinh đến nay, chỉ có nghịch thiên quyết, cùng rất nhiều bởi vì không có thần lực, mà không cách nào thi triển thần kỹ, chân chính trên ý nghĩa xem như tay trắng khởi ra. Lại qua 200 năm, Vân Phi dương đối với Thái Thanh kiếm quyết lĩnh ngộ càng tiến một bước, nhưng khoảng cách đại thành còn có một khoảng cách. 36 đạo thanh huyền tiên công, cũng đã ngưng tụ ra đạo thứ hai đến, chỉ là quá lạnh nhạt, khoảng cách thực chất hóa, còn cần một quãng thời gian. Túng bộ di vị theo đã từng trăm trượng khoảng cách, cũng mở rộng đến 150 trường, hiệu quả cũng coi như có cũng được mà không có cũng không sao. Hô, Vân Phi Dương nằm trên đồng cỏ, nói, dựa theo tốc độ này, không có mấy ngàn năm thời gian, rất khó đem ba loại vũ kỹ lĩnh ngộ đại thành. Đã rất không sai, dù sao cũng là truyền tiên trung kỳ vũ kỹ, còn đồng thời tu luyện ba loại, có thể tại 600 năm thời gian lĩnh ngộ được tình trạng như thế, chuyển đến chân vũ thần vực cũng sẽ tiện sát không ít người. Nên ra ngoài đi dạo, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, về đến thiên kiêu điện, lúc này ngoại giới đã qua đi 3 năm. Khi hắn nhìn đến nhi tử Vân Vô ưu nhất thời ngây người, bởi vì tiểu gia hỏa 3 năm qua, kích cỡ cao không ít, loại kia thuộc về hài đồng ngây thơ cũng làm nhạt không ít. Càng để Vân Phi Dương chấn kinh là, tiểu tử này vậy mà đạt tới vũ thần đại viên mãn tầng thứ, nhìn tình huống tùy thời muốn bước vào phá toái cảnh. Cha, mới từ giã ngoại lịch luyện trở về, bị hung thú truy mặt mũi bầm dập vân vô ưu nhìn thấy phụ thân một khắc này, nước mắt lăn xuống đến, ủy khuất nói, người nhất định đắc tội phỉ nhã a di nếu không, nàng sẽ không như thế chơi ta. chương 1483, lại vào tiểu thần giới. Vân Phi Dương theo vân vô ưu trong miệng biết được, gần hai năm cơ phỉ nhã, một mực lôi kéo tiểu ra hỏa đi giã ngoại lịch luyện, các loại ném vào bầy thú, các loại đơn đấu cảnh giới cao hung thú, đụng phải vô tận tra tấn. Đối với cái này, Vân Đại Tiện thần thâm biểu đồng tình, nhưng mà đồng ý cơ phỉ nhã cách làm, dù sao, để tiểu tử này ăn chút khổ, vẫn là vô cùng có cần phải. Phải biết, năm đó hắn vô luận tại vạn thế đại lục, vẫn là tiểu thần giới, trải qua vô số lần sinh tử, cũng mới có ngày hôm nay cường đại. Nhi tử, Vân Phi Dương vỗ bả vai hắn, khích lệ nói, chỉ có trải qua loại khổ này khó, về sau mới có thể trở thành một cái đường đường chính chính nam nhân vân vô ưu lau nước mắt nghiêm túc nói vô ưu nhất định sẽ càng thêm nỗ lực trở thành đường đường chính chính nam nhân đây mới là nhi tử ta vân phi dương cười nói cha vân vô ưu nói ta muốn nương làm cho ta đi vào sao vân phi dương không có cự tuyệt đem hắn đưa vào phi dương giới đứng dậy đi tìm viện trưởng trên đường rất nhiều nhân chủ động tới chào hỏi đồng thời âm thầm nghị luận nội dung cũng nhiều cùng vân vô ưu có quan hệ lão tử nghiêu bức nhi tử yêu nghiệt cái này hai người tuyệt đối là thiên kiêu điện chú ý tiêu điểm. Trong thư phòng, Vân Phi Dương đi tới, nói, viện trưởng, tu luyện kết thúc, trầm thiên hành chắp tay sau lưng, đứng tại phía trước cửa sổ. Vân Phi Dương gái gãi đầu, nói tu luyện có chút bực bội, xuất quan đi một chút. Trầm thiên hành khẽ nhíu mày, nói, người mới bế quan ba năm, liền cảm thấy lấy buồn tẻ, đạo này tâm cũng quá bất ổn đi. Ây, Vân Phi Dương yên lặng, hắn đương nhiên sẽ không nói, tuy nhiên chỉ có ba năm, nhưng mình lại trải qua 600 năm tu luyện. Đúng, Trầm Thiên Hành nói, ta nhận được tin tức, thần ẩn đế quốc phương diện giống như có động tác. Cái gì động tác, Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc lên. Trầm Thiên Hành nói, đế quân thiên không đơn giản a, à, khống chế không ít nhất giới chi chủ, ức chế thôn vệ thần giới thôn vệ chi lực. Thôn vệ chi lực, Vân Phi Dương trao mày. Hắn biết, cái gọi là thôn vệ chi lực, cũng là hủy diệt thần giới, cũng bắt đầu vô hạn lan tràn khuếch trương vòng xoáy. Vân Phi Dương, trầm thiên hành xoay người nói ta xem ra người bây giờ tái tạo thần giới đối thủ lớn nhất không phải tiểu thần giới mà chính là đế quân thiên không sai vân phi dương nói ta cũng cho rằng như vậy tại vực ngoại chiến trường thời điểm hắn liền đã ý thức được dù sao tiểu thần giới hiện tại tầng thứ quá yếu chỉ cần tiểu thần chủ không có đột phá đến chuẩn tiên tự mình có thể dễ như trở bàn tay trà đạp đế quân thiên không được không nói trước hắn đã đạt tới chuẩn tiên thống trị thần ẩn đế quốc tất nhiên binh nhiều tướng mạnh mình muốn tái tạo thần giới trở ngại lớn nhất cũng khẳng định là đế quân thiên không thể nghi ngờ trầm thiên hành nói giữa các ngươi muốn phân ra thắng bại vân phi dương trầm mặc nếu có lựa chọn hắn thật không muốn cùng đế quân thiên giao phong bởi vì độ khó khăn quá lớn nhưng là hắn lại có không ít thần hồn người đơn từ điểm này vân phi dương cũng nhất định phải cùng làm đoạn đế quân thiên cũng nghĩ như vậy nếu có lựa chọn cũng không muốn cùng vân phi dương giao thủ nhưng là một cái gánh xây dựng lại thần giới sứ mệnh, một cái muốn thu hoạch được vô thượng công đức, phục sinh chính mình nữ nhân, hai người quan hệ cũng liền nhất định là đối thủ. Vân Phi Dương biết, Sư Tôn không gặp qua hỏi việc này, bởi vì đại hôn thời điểm, nói chuyện với đế quân thiên thì đại biểu muốn đặt mình vào ngoài suy xét. Viện trưởng, thần ẩn đế quốc khống chế giới chủ, áp chế thôn phệ chi lực, dụng ý ở đâu? Vân Phi Dương dò hỏi. Trầm Thiên Hành nói, ta làm sao biết? Vân Phi Dương trầm mặc, hắn nghe được trầm viện trưởng ý là người sự việc chính người đi nghe ngóng hỏi ta cũng không tốt viện trưởng ta đi trước đi thôi trầm thiên hành cũng không có ngăn đón đem tin tức này nói cho hắn biết cũng là xem ở vân vô ưu phân thượng nếu không tiện thể không biết tiểu thần giới tiểu thần thành đứng tại trong cung điện tiểu thần chủ bắc môn cửu thiếu có thể nói cháy gấp như lửa đốt ba năm này cung cấp tiểu thần giới năng lượng bị một loại nào đó khí thức ngăn chặn làm khó có thể tiến hành thăng hoa sau đó Tiến về thôn vệ chi ngọn nguồn dò xét, phát hiện bị một đám giới chủ cho phong tỏa, người thi hành chính là đế quân thiên. bắc môn cửu thiếu rất giận phẫn, nhưng không biết sao đế quân thiên thực lực cường đại, phong tỏa thôn vệ chi ngọn nguồn lại là giới chủ, cho nên không dám tùy tiện xuất thủ. Làm sao bây giờ, khẳng định tìm trợ thủ. Ba năm trước đây, hắn thì lấy thư tín phương thức liên hệ phụ thân Bắc môn xanh, hy vọng có thể mau chóng điều động cao thủ hạ giới. Hưu, một ngày bằng một năm trong khi chờ đợi, rốt cục vào hôm nay, liên tiếp chân vũ thần vực trận pháp lưu quang lấp lẽ, mấy trăm tên người mặc thống một ăn mặc võ giả, xuất hiện tại tiểu thần giới bên trong. Những người này đều không ngoại lệ, đều là bác môn gia võ giả, cảnh giới từng cái đều là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Thực nhận được tin tức về sau, bác môn xanh vẫn tại chủ bị, bác môn gia chủ cũng là không ngừng cùng tiên đế câu thông, mới cho phép nhiều như vậy thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn hạ giới. Có như thế nhiều cấp giới chủ cường giả, bắc môn cửu thiếu nhất thời có lực lượng. Càng, Gia tộc mang tới một cái quan trọng hơn tin tức, cái kia chính là đế quân thiên bị tiên đế hạn chế, không thể tại giới bên trong xuất thủ. Bác môn cử thiếu lo lắng nhất cũng là đế quân thiên, dù sao hắn cảnh giới đã đạt tới chuẩn tiên, bây giờ không thể ra tay, cũng không có nỗi lo về sau. Hừ, hắn cười lạnh nói tiểu thần giới tuy nhiên sinh ra vạn năm, nội tình không đủ, nhưng dù sao vẫn là có năng lượng, bất kỳ người nào cũng đừng hòng dung chuyển. Nói, liền muốn hạ lệnh tiến về thôn vệ chi ngọn nguồn, cùng đám kia giới chủ nhất quyết thư hùng. Nhưng vào lúc này, tiểu thần giới bầu trời, hiện ra một đạo bảy màu lưu quang. Đó là một cỗ trang trí xe sang trọng, bánh xe xung quanh, có bảy loại màu sắc khác nhau tường vân, có thể nói sặc sỡ lóa mắt. Bác môn cửu thiếu thấy rõ trên xe người, mục quang lãnh lệ nói, vân phi dương. Ngồi trên xe vân phi dương, tiên niệm bắt được tiểu trong thần giới khu vực dâng lên tức giận, khóe miệng hơi hơi dương lên, mỉm cười nói, tiểu thần chủ. Hắn tại tiểu thần giới tu luyện không thiếu niên, nhưng ngày hôm nay lại là lần đầu tiên cùng giới chủ mắt đối mắt, mặt đối mặt nhìn chăm chú. Vân Phi Dương chưa thấy qua tiểu thần chủ, nhưng những năm nay, tiểu thần chủ lại tại thời thời khắc khắc chú ý hắn. Nếu như không phải cùng trầm lận phong có trăm năm ước hẹn, chỉ sợ sớm đã hiện thân đem hắn mặt sát. Nhưng mà, tỉ mỉ tính được, trăm năm ước hẹn bây giờ còn không có hơn phân nửa, Vân Phi Dương lần nữa về đến tiểu thần giới, cũng đã có cùng vị giới chủ này bình khởi bình tọa năng lực đã từng yếu đến, một cái ngón tay liền có thể bóp chết ra hỏa, bây giờ ngồi tại chuẩn tiên cấp trí bảo bên trên, bộc lộ ra cùng mình tương xứng khí tức, bắc môn cửu thiếu giận không nhịn nổi. Nhưng mà, càng rung động, vẫn là tiểu thần giới sinh linh, bọn họ nhao nhao đưa mắt, nhìn lấy ngồi tại thất thải lưu vân xa bên trong, thấu phát một cỗ bế nghế thiên hạ khí tức nam nhân, tâm thần không khỏi bị rung động thật sâu. Trong lúc mơ hồ, nhớ tới năm đó long môn khảo nghiệp, hắn vừa bước vào vũ thần. Lại nghĩ tới thiên tài thi đấu, lấy một người tham chiến, đoạt được song quan, mới bước nhập hư không cảnh, ngưng tụ ra chân long chi lực. Bây giờ, lại là vương giả trở về, quân lĩnh thiên hạ. Chương sáu chiến bắc môn gia võ giả, đã từng vân phi dương, dựa vào long môn khảo nghiệm tiến vào tiểu thần giới. Tuy nhiên biểu hiện ra yêu nghiệt thiên tư, cũng gây nên thập đại tông môn hứng thú, nhưng mạo xưng chỉ là phàm giới thiên tài. Sau bị linh tiêu phái đuổi ra, cuồng tông tham gia thiên tài thi đấu lấy cho ngạo nhân song quan, đạt được bọn họ tán thành. Nhưng vẫn chỉ là thiên tài cấp bậc, rời đi tiểu thần giới, ở bên ngoài tu hành, trở về sau tham gia lưỡng giới chi chiến, công phá linh vũ giới chấn giữ thiên hùng thành, mới tính chân chính ý nghĩa bị đánh phía trên cường giả nhãn hiệu. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn cường giả, tại rất nhiều người xem ra, đơn giản cũng là nhất tông chi chủ, cùng siêu nhất lưu tiêu ra, diệp ra so ra, vẫn thiếu khuyết nội tình. Tiếp cuồng tông tông chủ về sau, Vân Phi Dương lần nữa rời đi, tiến về thiên kiêu điện. Một đoạn thời gian rất dài, tên hắn, tại tiểu thần giới, chỉ là bị người ngẫu nhiên ngươi đề cập tới. Cho đến khi trước đây không lâu, hai đại siêu cấp giới giới chiến, Vân Phi Dương xuất hiện tại vực ngoại chiến trường, lần nữa để bọn hắn nhiệt nghị lên. Triệu hoán vô số thần thú, đối kháng cùng là thiên kiêu Vũ Văn ưng. Thành lập thành trì triệu hoán linh tộc binh lính, tuyên bố đại biểu thần giới, cùng lưỡng giới khai chiến. Vân Phi Dương mỗi làm một chuyện, đều cho tiểu thần giới võ giả mang đến to lớn rung động, rung động tại cái này rời đi nhiều năm người trẻ tuổi cuồng hơn, càng mạnh. Hoặc là nói, bọn họ căn bản không có nghĩ đến, chỉ là rời đi mấy năm vân phi dương, lại có cùng siêu cấp giới chống lại tư bản, đồng thời còn lấy cho thắng lợi sau cùng. Truyền kỳ, đây tuyệt đối là truyền kỳ, mà bây giờ, cái này truyền kỳ nhân vật, ngồi đang bị thất thải tường vân bao phủ trong xe, thấu phát một cỗ bế nghĩa thiên hạ khí thế, càng để bọn hắn thật sâu động dung. Tên này, cũng là Vân Phi Dương, mới vừa gia nhập tiểu thần giới Bắc môn ra võ giả, nhất thời từng cái cười lạnh. Lần này hạ giới, bọn họ hết thảy có hai nhiệm vụ, một, trợ giúp Bắc môn cử thiếu giải quyết hết đám kia đang phong tỏa thôn vệ chi nguyên giới chủ. Cái thứ hai nhiệm vụ, cũng là vô luận dùng thủ đoạn gì, cũng muốn trừ hết Vân Phi Dương. Mới vừa tới đến tiểu thần giới, đụng phải chính chủ, cũng là giảm bớt không ít phiền phức. Ừm, Vân Phi Dương cũng phát hiện đám kia thân ở lơ lửng trong cung điện trăm tên thời đỉnh cao, khẽ cao mày nói, bác môn gia võ giả. Xem ra, bọn họ hẳn là muốn đi tìm đế quân thiên phiền phức đâu, chính mình đến trả thật không phải lúc. Vô cùng không phải lúc, nếu như chậm thêm một lát, cái này trăm tên Bắc môn gia võ giả liền sẽ tiến về thôn vệ chi ngọn nguồn, liền sẽ cùng đế quân thiên khống chế giới chủ đứng lên. Bây giờ còn có cơ hội đi sao? Đột nhiên xuất hiện tại tiểu thần giới, ngồi tại cực phong cách thất thải lưu vân xa bên trong, bước đều giả vờ, muốn đi, khẳng định không có khả năng. Xoát, xoát, mười mấy tên bác môn ra võ giả bay tới, cấp tốc đem Vân Phi Dương vây quanh, trong ánh mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Gia tộc cho chỉ thị là, vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Vân Phi Dương, cho nên bọn họ sẽ không để ý mọi người cùng nhau động thủ. Bác môn cử thiếu còn lo lắng, nơi này là tiểu thần giới, muốn đánh nhau, khẳng định sẽ lọt vào phá hư, huống hồ trầm ra vẫn còn ở đó. Cái thứ hai suy nghĩ nhiều, bởi vì trầm lận phong cùng trầm lận nguyên đã sớm biết Vân Phi Dương đến, chưa từng xuất hiện, hiển nhiên không có ý định ngăn cản. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Huynh Đệ đã có thể giết Linh Vũ giới giới chủ, đã không cần trầm ra đến bảo hộ. Bị mười mấy tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn bao quanh, ngồi ở trong xe Vân Phi Dương, cười nhạt một tiếng nói, thế nào, các người tính toán nơi này động thủ. Bác môn khôn bọn người khẽ nhíu mày, một cái hạ giới đỉnh phong bán tiên đại viên mãn, tại đối mặt nhóm người mình vây khốn hạ, có thể cười như thế phong khinh vân đạm, thực tại khiến người ta nhìn khó chịu tiểu tử, nếu như ngươi là nhân vật, liền theo chúng ta tiến về vũ trụ. Bác môn khôn lạnh lùng nói, tiểu thần giới là bác môn trưởng lão một tay chế tạo, hắn không dám ở nơi này động thủ, để tránh đem phá hư, về đến bác môn ra hội thụ xử phạt. Có thể, Vân Phi dương ứng một tiếng, thất thải lưu vân xa ánh sáng lấp lẽ, thế mà tại mọi người vây khốn phía dưới hưu một tiếng biến mất. Cái này, bác môn khôn chờ người thần sắc biến đổi, có thể tại chính mình mí mắt dưới, nhanh chóng như vậy biến mất, chiếc xe kia phẩm chất khẳng định là chuẩn tiên cấp bắc môn ra võ giả ánh mắt nhất thời nóng rực lên cấp tốc đuổi theo bay về phía bên ngoài bầu trời theo lấy bọn hắn rời đi bao phủ tại tiểu thần giới loại kia áp lực khí tức cũng trải qua làm nhạt xuống tới rất nhiều võ giả vì vậy mà thở một hơi dài nhẹ nhõm nói thật nhiều giới như vậy chủ cấp cường giả thủ tại bầu trời ở giữa mặc dù không bạo phát nhưng hình thành uy áp cũng đủ làm cho bọn họ sợ mất mật càng nghĩ đến vân phi dương đối mặt nhiều cường giả như vậy, còn có thể biểu hiện bình tĩnh như thế, thực tại khiến người ta kính nể. Hạo hán vũ trụ, bảy màu lưu quang xa huyền ở chính giữa, ánh sáng bắn ra bốn phía. Vân Phi Dương vẫn ngồi tại bên trong, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt, nhạt mỉm cười. Trung quanh, hơn 10 tên bác môn ra thời đỉnh cao cường giả, ánh mắt gắt gao khóa chặt hắn, sát cơ không có chút nào ẩn tàng bộc phát. Càng xa xôi, mặt khác 80 tên bác môn ra võ giả, hình thành bên ngoài vòng, phòng bị Vân Phi Dương chạy trốn cái này thùng rỗng kêu to vân phi dương nếu như muốn đi tâm niệm nhất động thất thải lưu vân xa liền sẽ trong nháy mắt biến mất bác môn gia võ giả chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nhưng là đã đi vào tiểu thần giới lại trùng hợp gặp được nhiều như vậy bác môn gia võ giả không giết hắn mấy cái đi rất đáng tiếc đừng lãng phí thời gian vân phi dương thản nhiên nói đuổi mau động thủ đi cũng thế bác môn khôn cười lạnh tiếp theo hướng mọi người làm một cái ánh mắt soát soát trong khoảnh khắc 12 tên thời đỉnh cao võ giả, cấp tốc sắp xếp lạ thường quái trận pháp. Đây là Bắc Môn ra 12 tuyệt trận, lấy 12 tên võ giả làm chủ, vô luận lực công kích vẫn là phòng ngự lực đều rất mạnh. Nghe nói, nếu như tu luyện giả đem trận này lĩnh ngộ cực hạn, 12 người linh hồn quán thông, thậm chí có thể vây khốn chuẩn tiên cấp cường giả. Có chút y tứ, Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, "Hưu, đang khi nói chuyện, thất thải lưu vân xa hóa thành lưu quang, dung nhập phi dương giới." Vân Phi Dương ngạo nghế thủ tại bầu trời ở giữa, một tay phất lên, hỗn nguyên cản khôn kiếm theo trong hư không xuất hiện. Lên, bác môn khôn quát lạnh nói, xoát, xoát, 12 tên Bắc môn ra võ giả, nhất thời dẫm lên cố định thân pháp, nộp sai hình dáng thẳng hướng Vân Phi Dương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ phảng phất càng tối, mà vốn chỉ là 12 đầu bóng người, cấp tốc xuất hiện, hình thành mấy trăm đầu tàn ảnh. Đây chính là 12 tuyệt trận tinh ví, đang thi triển người ở giữa phối hợp xuống, huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, thật thật giả giả, hư hư thực thực. Bị vây ở trong trận pháp Vân phi dương, cũng không có xuất thủ tính toán. Cái này theo bắc môn khôn, khẳng định bị hoa mắt tàn ảnh mê hoặc, giờ phút này đang suy nghĩ người nào mới là chân thân. Hưu, không bao lâu, vân phi dương trường kiếm vung lên, xẹt qua hư không, chém về phía tàn ảnh. Bác môn khôn cười lạnh một tiếng, cái kia tàn ảnh rõ ràng là giả, hắn như thế chém tới, trừ bại lộ sơ hở, cũng chính là lãng phí năng lượng. Ô, kiếm khí bay lượn mà qua, đem tàn ảnh chém vỡ hư vô. Nhưng mà, kiếm khí cũng không có bởi vậy phai mờ, tiếp tục bạo bắn xuyên qua, cũng lần nữa chạm tại một đầu tàn ảnh bên trên. Phốc, tàn ảnh đầu lâu bay ra, phun ra nhiệt huyết, cười lạnh bác môn khôn, nụ cười ngưng kết, ánh mắt hiện ra khó có thể tin. Trường 1485, 7, ngừng, vân phi dương một kiếm kia, không chỉ có chém vỡ tàn ảnh, cũng chém giết một tên chân thân. Đầu lâu bay ra, máu tươi phun ra, mà cỗ thi thể kia cũng cuối cùng phiêu đáng tại trong vũ trụ, trở thành một hạt nhỏ bé cát bụi. Bác môn khôn mắt trợn tròn, bố trận 11 tên võ giả cũng mắt trợn tròn, bọn họ thực khó nghĩ đến, người này có thể tùy tiện tìm tới chân thân. Càng khó có thể hơn tiếp nhận là, coi như bị tìm tới chân thân, cũng không có khả năng một kiếm bị chém giết ra. Hiu, Vân Phi Dương lần nữa huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, chém ra một đạo kiếm khí. Một kiếm này cùng lúc trước giống nhau, bộc lộ ra một cỗ thản nhiên nói ý, cũng cuối cùng bị bắc môn khôn phát giác được. Sao làm sao có thể? Ánh mắt của hắn sợ hãi nói, ẩn chứa đạo ý kiếm khí. Sau lưng người khác, cũng là sắc mặt kinh biến, ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Giờ phút này bọn họ rốt cục ý thức được, Vân Phi Dương bình thản tự nhiên một kiếm, khẳng định là một loại kiếm kỹ. Đã ẩn chứa đạo ý, tất nhiên thuộc tại chuẩn tiên trung kỳ cấp. T, mọi người hít một hơi lãnh khí. Bọn họ những thứ này đến từ chân vũ thần vực thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, có thể thu luyện tới chuẩn tiên sơ kỳ vũ kỹ cũng không sai. Chuẩn tiên trung kỳ, hoàn toàn không dám yêu cầu xa vời. Mà cái này người hạ giới, vậy mà hiểu được chuẩn tiên trung kỳ kiếm kỹ, quá khoa trương A. Phốc, nhưng vào lúc này, kiếm quang hiện lên, lại có một tên bố trận võ giả bị chém tới đầu lâu. Lưỡng kiếm, hai tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Như thế biêu hãn thực lực, nếu như bị giới chủ khác nhìn thấy, nhất định sẽ bị rung động thật sâu. Trong khoảnh khắc, hai tên bố trận người bị giết, 12 tuyệt trận tương đương tự sụp đổ, mà 10 người kia thì là thần sắc hãi nhiên. Hai cái cùng cấp bậc đồng tộc, dễ như trở bàn tay bị giết, để bọn hắn sinh sinh sợ hãi. Rút về đến, bác môn khôn quát lạnh nói, trận pháp không cách nào vận chuyển bình thường, bọn họ khoảng cách Vân Phi Dương rất gần, tất nhiên gặp nguy hiểm. Rút về đến, Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, nói, đều đi chết đi. hưu hiu, hiu cổ tay cấp tốc chuyển động từng đạo từng đạo kiếm khí nổ bắn ra mà đến mà loại kia ẩn chứa đạo ý khí tức càng là đập vào mặt mười tên bác môn gia tộc võ giả người được nồng đậm tử vong khí tức phốc phốc trong khoảnh khắc mười cái đầu người bay ra máu tươi phun ra rất thời gian ngắn ở giữa mười hai tên bác môn gia võ giả đầu một nơi thân một nẻo kết cục này là bác môn khôn bất ngờ keng hỗn nguyên càn khôn kiếm thu vỏ kiếm phân phi dương khóe miệng vẫn treo mỉm cười mặt ngoài đến xem cỗ này trang bức khí thức, tự nhiên mà thành, trên thực tế bên trong thân thể thuộc tính cũng hao phí không ít. Chuẩn tiên trung kỳ kiếm kỹ rất cường hãn, nhưng vân phi dương cảnh giới chỉ có thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Cưỡng ép thi triển, đổi lấy hẳn là cao tiêu hao. Nếu như bước vào chuẩn tiên, nắm giữ càng năng lượng khổng lồ hạch, đem có rất lớn trình độ cải thiện. Thật yếu, vân phi dương cười nói, đáng giận, bác môn khôn muốn rách cả mí mắt, nhưng lại không dám tùy tiện xuất thủ. Tuy nhiên hắn biết, lấy tên này hiện tại cảnh giới, không có khả năng liên tục thi triển chuẩn tiên trung kỳ kiếm kỹ. Nhưng lại không cách nào phán đoán ra, hắn hiện tại phải chăng đã rất suy yếu, cho nên tùy tiện xuất thủ kết quả, cũng là để càng nhiều đồng tộc vẫn lạc. Lại đến chứ, Vân Phi Dương cười nói, bác môn khôn song quyền nắm chặt, cái kia phẫn nộ ánh mắt, phảng phất muốn ăn người. Tính toán, Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, các người đã sợ, vậy ta cũng liền đi. Hiu, thất thải Lưu Vân xa xuất hiện, Vân Phi Dương ngồi vào bên trong, tại hơn 80 tên bác môn gia võ giả nhìn hạ, phiêu nhiên đi xa. Cho đến đi rất xa, xác định bọn họ không đuổi kịp đến, nhanh dung nhập Phi Dương giới tiến hành tiếp tế. Ai, trang bức là cần muốn trả giá đắt, thực lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, nếu như không ỉ vào hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng chuẩn tiên trung kỳ vũ kỹ, khó có thể cùng trăm tên thời đỉnh cao cường giả nhất chiến. Xiết hơn 10 người liền đi, chủ yếu cũng là để bọn hắn biết, bây giờ mình rất đáng sợ. Quả là như vậy, khi hắn sau khi rời đi, phẫn nộ Bắc môn khôn dần dần tỉnh táo lại. Kẻ này có chuẩn tiên trung kỳ kiếm kỹ, thực lực nổ tung, muốn muốn giết chết hắn, khẳng định sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Làm sao bây giờ, Bắc môn khôn dối rắm gia tộc ra lệnh, vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Vân Phi Dương. Nhưng là tên kia cường thế như vậy, chẳng lẽ muốn cầm tộc mạng sống con người đi lên lấp, đem đổi lấy hắn một người mệnh a à? Bắc môn cử thiếu cũng ý thức được hiện tại Vân Phi Dương rất khó giải quyết, cho nên tại Bắc Môn Khôn trở về sau nói, giết tên kia sự việc, ta tới nghĩ biện pháp, các ngươi trước đi giải quyết đám kia giới chủ. Bắc Môn Khôn cầu còn không được, lúc này mang theo hơn 80 danh tộc người bay về phía thôn vệ chi ngọn nguồn. Theo phi dương giới khôi phục năng lượng mà ra vân phi dương, tiên niệm thủy chung bao phủ tiểu thần giới, nhìn thấy bọn họ đi, mỉm cười nói, đánh nhau đi, đánh càng lợi hại càng tốt. Tên này ưa thích lấy một cái quần chúng thân phận, nhìn bác môn ra võ giả cùng đế quân thiên giao thủ vẫn là làm chính sự quan trọng, Vân Phi dương tâm niệm nhất động, dung nhập tiểu thần giới. Lần này, hắn rất điệu thấp tiến đến, không chỉ có dịch dung, còn vận chuyển lên nghịch thiên quyết, làm tiểu thần chủ không thể phát giác. Kiếm nguyên chi địa, Vân Phi dương phiêu nhiên rơi ở chỗ này, đã từng hắn theo lâm giật phong, nạp lan mộc tuyết tới qua, cũng ở chỗ này đốn ngộ, sơ bộ lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo. Trở lại trốn cũ, nhớ lại chuyện cũ, có thể nói cảm khái vạn phần. Tiểu hữu Phụ cận một lão giả cắt ngang hắn suy nghĩ, thiện ý nhắc nhở, hôm nay là ngày đặc biệt, lập tức liền phải có kiếm vũ đột kích, chớ có xâm nhập. A, à, Vân Phi Dương cho ra một cái cảm tạ mỉm cười, nhưng cũng không có coi ra gì, vẫn dạo bước bên trong, cái này khiến lão giả nhất thời khẽ giật mình. Ha ha ha, bên cạnh một người trung niên cười nói, lão đặng đầu, hiện tại người trẻ tuổi không sợ trời không sợ đất, người cũng đừng xen vào chuyện bao đồng. Đúng vậy a, à, người còn lại nói, không đánh đổi mạng sống thì không biết mình nhỏ bé. Bọn họ những người này, hàng năm tuế mà đều sẽ tới kiếm nguyên chi địa, chờ kiếm vũ kết thúc, bắt đầu vơ vét hoàn chỉnh kiếm khí. Trong lúc đó cũng đã gặp qua rất nhiều không sợ chết người trẻ tuổi, kết quả thường thường đều là vẫn lạc. Có điều mấy năm trước, có người như kỳ tích tại kiếm vũ bên trong vượt qua, cái kia chính là bây giờ có thể so với giới chủ vân phi dương. Làm lúc ấy mắt thấy người, bọn họ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ai, lão đặng đầu lắc đầu, trên đời này, có Vân Phi Dương nghịch thiên người trẻ tuổi, khẳng định là không có. Mà hắn đã không nghe khuyên bảo, chính mình cũng không có cách nào. Hưu, đột nhiên, nơi xa đột nhiên dâng lên một đạo lưu quang, cũng cuối cùng ở trên không nổ tung, hiện ra sung hỉ khánh hồng quang. Muốn tới, mọi người nhất thời phấn khởi không thôi, một năm chờ, thì vì ngày hôm nay, nếu như có thể tìm tới một thanh địa giai, cái kia đem phát tài. Hưu, liền tại bọn hắn hưng phấn thời khắc, lại có một đạo lưu quang phóng lên tận trời, hình thành hào quang lóa mắt kiếm vũ thành đôi chúng người vui mừng loại này liên tục phun trào kiếm vũ vô cùng ít thấy khẳng định sẽ có địa giai kiếm khí xuất thế hiu 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 nhưng mà lại tại qua trong giây lát bảy đạo lưu quang tại cùng lúc phương vị khác nhau hiện ra đem chọn cái thiên địa phủ lên một mảnh đỏ bừng đám kia kiếm kiếm nhân nhất thời trợn mắt hốc mồm chín chín lần kiếm vũ ta thiên a à, mọi người hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt hô hấp đột nhiên tại dừng lại xoát xoát nhưng vào lúc này đầy trời mưa kiếm theo bốn phương tám hướng bay tới phảng phất che trời lưới lớn không tốt lão giả cả kinh nói mau bỏ đi nếu như số lượng như thế quy mô kiếm vũ đã lan đến gần khu vực an toàn chỉ là những cảnh giới này cũng không cao lắm võ giả đối mặt nổ bắn ra mà đến kiếm vũ lại như thế nào có thể tại thời gian nhanh nhất chạy đi xong xong chúng ta đều phải chết ở chỗ này rất nhiều võ giả trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ một cỗ nồng đậm tử vong khí tức tràn ngập trong lòng. Chín lần kiếm vũ, đột nhiên, phía trước truyền đến thanh âm, kiếm chủng là tại hoan nghênh ta lần thứ hai đến A. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy người tuổi trẻ kia còn tại một bộ một hàng. Nghiêu bức A, đối mặt như thế tuyệt cảnh, hắn lại còn có dũng khí hành tẩu. Hiu, hiu, vô tận kiếm vũ cuốn tới, đồng thời cũng phát sinh một kiện, để bọn hắn cả đời khó quên một màn. Cái kia chính là, kiếm vũ sắp đánh xuống lúc đến, người trẻ tuổi ngẩng đầu, thâm thúy trong ánh mắt thấu phát một cỗ lạnh lùng kiếm ý, cũng nói khẽ. Ngừng, một chữ nói ra, ẩn chứa vô thượng kiếm ý, nổ bắn ra xuống vô số lợi kiếm, nhất thời bị thanh âm bên trong kiếm ý cảm nhiễm, phảng phất đứng im đứng ở giữa không trung. Chương 1486, lại đến kiếm trùng. Kiếm nguyên chi địa, Vân Phi Dương ngạo mà đứng, bốn phương tám hướng bay tới kiếm khí, toàn ngừng giữa không trung, như là đứng im một dạng. Sau lưng kiếm kiếm nhân mắt thấy về sau, đều trừng to mắt, tâm thần bị rung động thật sâu. Một khắc này, bọn họ có loại ảo giác, người trẻ tuổi này, như là đang tiếp thụ vô số kiếm khí triều bái. Hắn là ai, vậy mà chỉ bằng một chữ, liền có thể để chín tầng kiếm vũ dừng lại. Ở hiện trường tất cả mọi người đang suy nghĩ vấn đề này. Lúc trước chế diễu trung niên nhân thì là một đỏ mặt lên, hiển nhiên có loại bị hung hăng đánh mặt cảm giác. Đạp, vân phi dương cất bước mà đi, tại hắn trên không, vô số lợi kiếm vẫn ngừng kết bất động, tựa như đang thụ duyệt binh lính. Cứ như vậy, tại đám người nhìn hạ, Vân Phi Dương dần dần đi xa. Mà khi hắn hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, nguyên bản ngưng kết kiếm, nhẹ nhàng ngã rơi xuống đất. Còn về kiếm kiếm nhân, còn rất nhẹ nhàng tránh đi, trốn qua một trận hẳn phải chết chi kiếp. Chúng ta còn sống, quá bất khả tư nghị, mọi người sống sót sau tai nạn, nhao nhao may mắn không thôi. Nói thật, thì vừa rồi trận thế kia, cho dù là bọn họ có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Nhìn lấy đã biến mất bóng người, lúc trước tên lão giả kia ngưng trọng nói là người trẻ tuổi kia cứu chúng ta lời vừa nói ra mọi người trầm mặc bọn họ tự nhiên biết vô số kiếm khí dừng lại khẳng định cùng người trẻ tuổi có quan hệ nhưng mà trên thực tế cứu bọn họ là tên lão giả kia nếu không có hắn thiện ý nhắc nhở vân phi dương có lẽ sẽ không lấy vô thượng kiếm ý lệnh cưỡng chế vạn kiếm dừng lại kiếm chủng tiểu thần giới cấm địa chi nhất năm đó vân phi dương ở chỗ này tìm tới thần ma bản nguyên hôm nay tới này mục đích chỉ có một cái, tìm tới hỗn nguyên càn khôn kiếm còn thừa hai khối mảnh vỡ. Trước kia hắn cảnh giới chỉ là hư không cảnh, cùng lâm giật phong bọn người tiến vào, muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Bây giờ đã là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, đi tại cắm đầy kiếm khí, cùng loại rắc rối phức tạp trong trận pháp, phân phi dương như tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Nguyên bản lưu dư ở trong mộ kiếm một ít cơ quan, cũng bởi vì hắn thực lực cường đại mà ngừng vận chuyển. Rất nhanh, Vân Phi Dương đi vào thông hướng lòng đất lối vào, năm đó hắn cũng là tiến vào bên trong, tìm tới thời không thần cùng năm tháng thần lưu lại thần ma bản nguyên. Vân Phi Dương cũng chưa đi đến nhập, bởi vì bên trong đã không có thứ gì, cho nên cất bước hướng về kiếm chủng chỗ càng sâu bước đi. Hô, từng đợt gió lạnh thổi đến, khiến cho hoàn cảnh trở nên có chút âm u. Vân Phi Dương chẳng sợ hãi, từng bước một tiến lên, rất mau tới đến một cái ước chừng ngàn trượng hình tròn trên bệ đá. Trên bệ đá tán lạc lít nha lít nhít bội kiếm, đều nhanh trồng chất thành núi. Xem ra, kiếm vũ cũng là từ nơi này bay ra đi. Vân Phi Dương nỉ non nói, đột nhiên, hắn phát hiện chính giữa bệ đá vị trí, cũng không có kiếm khí bao phủ, mà chính là hiện ra trống không, hiển lộ ra bàn đá. Có huyền cơ, Vân Phi Dương bồng bình mà tới, rơi tại đá cứng bên trên. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác một cỗ yếu ớt trận pháp khí thức, theo trống không bàn đá chỗ nhộn nhạo. Chẳng lẽ, nơi này chính là kiếm trùng trận pháp cội nguồn? Tại thế nhân trong mắt, kiếm chủng có vô số kiếm khí tồn tại, phương thức sắp xếp ly kỳ cổ quái, hình thành thiên nhiên kiếm trận. Nhưng Vân Phi Dương Thủy Trung cho rằng, thiên nhiên hình thành kiếm trận thực tại không thể nào, kiếm chủng bên trong nhất định ẩn tàng một loại nào đó cao cấp hơn trận pháp. Bây giờ cảm nhận được không giống với kiếm trận trận pháp khí tức, để hắn càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Hưu, tiên niệm tuôn ra, theo trận pháp khí tức thăm dò. Quả nhiên, chỉ là rất nhỏ dò xét, Vân Phi Dương thì xác định, kiếm trùng bên trong nhất định tồn tại trận pháp. Mà lại phi thường cao cấp, bởi vì lấy hắn chuẩn tiên cấp tiên niệm, lại nhất thời nửa khắc không cách nào thẩm thấu cái kia ẩn tàng chỗ tối trận pháp. Tiểu thần giới thành lập vạn năm, nội tình không đủ, tại sao lại có loại này cao thâm mặt chắc trận pháp đâu? Có phải hay không là thôn vệ chi ngọn nguồn hấp thu cái nào đó phàm giới đại lục, đem kiếm mộ cũng cùng nhau cho mang tới? Vân Phi Dương một bên nghĩ, một bên phá giải trận pháp. Đi qua nửa canh giờ thẩm thấu, tiên niệm rốt cục tan vào đi, ông thẩm thấu trận pháp trong nháy mắt bị vô số kiếm khí bao phủ kiếm trùng đột nhiên run lẩy bẩy mà đưa thân vào nội bộ vân phi dương có thể cảm nhận được đại địa tựa hồ tại chìm xuống thân ở kiếm nguyên chi địa đang vơ vết hoàn chỉnh kiếm khí đám kia võ giả cũng phát giác được dị dạng bọn họ đưa mắt nhìn về phía kiếm trùng phương vị chờ mắt nhìn lấy bị vạn kiếm bao phủ coi là cấm địa khu vực dần dần biến mất xác thực nói là chìm xuống tình huống như thế nào kiếm kiếm trùng không có, mọi người kinh hãi không thôi, cái kia thiện ý nhắc nhở lão giả lấy hết súng khí theo sát đi tới, nhưng cũng nhất thời trợn mắt hốc mồm. Tại hắn phía trước, cũng chính là kiếm trùng vốn nên tồn tại khu vực, mấy chục dặm bên trong lại không một kiếm, bày biện ra một cái to lớn vô cùng hố sâu. Cái này hố sâu bao nhiêu, lão giả không được biết, bởi vì lấy hắn hư không cảnh cấp nguyên niệm càng không có cách nào quan sát đến tận cùng dưới đáy. Ưng ừ ực, ừ, lão giả nuốt một miếng nước bọt, mấy tên có đảm lượng võ giả cũng theo sát đi tới nhìn thấy sâu không thấy đáy hố to đều là thần sắc hãi nhiên một ngày này đối bọn hắn tới nói tràn ngập các loại thật không thể tin đầu tiên là chín lần kiếm vũ đột kích tiếp là người tuổi trẻ kia một câu ngừng chữ làm đến vô số kiếm khí toàn bộ dừng lại sau cùng chính là tồn tại vĩnh cửu kiếm trùng trong khoảnh khắc biến mất còn sót lại một cái sâu không thấy đáy hố to u ám không ánh sáng trong hố sâu vân phi dương vẫn lập tại đá cứng bên trên ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nỉ non nói, hạ xuống rất sâu a. À. Ông, đột nhiên, nằm tại hình tròn trên bệ đá vô số lợi kiếm hơi run rẩy, tiếp theo bay lên, chui kiếm hướng lên trên, mũi kiếm hướng xuống sắp xếp ra. Chúng nó quanh thân phát ra yếu ớt kiếm quang, đem hắc ám khu vực nhất thời chiếu sáng. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương cảnh tượng trước mắt, thay đổi trong nháy mắt, vô số ánh sáng tại xung quanh lấp lóe, giống như sáng chói ngôi sao. Hưu, cảnh tượng dừng lại, Vân Phi Dương phát hiện mình đưa thân vào trong vũ trụ. Tầm mắt có khả năng nhìn đến bất kỳ khu vực, tất cả đều là dựng đứng kiếm khí, chúng nó sắp xếp ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Hưu, đột nhiên, từng dãy kiếm khí tự hành xê dịch, không gian đoạn địa biến đổi. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác được, đây cũng là một loại vô cùng đặc thù kiếm trận. Quả là như vậy, vô số lợi kiếm đi qua biến hóa sau dừng lại, sau đó cũng không lâu lắm, lại bắt đầu chuyển đổi, cùng lúc trước chuyển đổi không có sai biệt. Hiểu rõ, Vân Phi Dương nỉ non nói, đây là tại hướng ta biểu thị kiếm trận. Sứt lời, nhìn không chuyển mắt đem mỗi một nhóm kiếm biến động ghi ở trong lòng. Lần thứ hai chuyển đổi hoàn tất, ba lần chuyển đổi lần nữa bắt đầu. Vân Phi Dương đưa thân vào hảo hán vũ trụ bên trong, thủy chung hết sức chăm chú quan sát đến kiếm trận biến hóa, trong thức hải cũng dần dần phát họa ra hoàn chỉnh kiếm trận vận chuyển quỹ tích. Theo không ngừng hiểu biết, hắn phát hiện loại này kiếm trận thực tại quá huyền diệu. Ba ngày sau. Vân Phi Dương đem kiếm trận toàn bộ ghi lại. Cùng lúc đó, trong thức hải vang lên cẩn trọng thanh âm, cái kiếm trận này tên là Chu Thiên Kiếm Trận, chính là ta suốt đời tâm huyết sáng tạo, người tức lĩnh ngộ, chính là hữu duyên nhân. chương 1487, Bất Diệt Kiếm Linh, Thức Tỉnh Như Vân Phi Dương suy đoán, tiểu thần giới cấm địa chi nhất kiếm trùng, thật là từ một loại nào đó trận pháp hình thành. Là ai bố trí, không cách nào có thể biết rõ, nhưng tồn tại giá trị, thì là chờ đợi hữu duyên nhân, kế thừa kiếm chủng nội ẩn tàng kiếm trận. Kế thừa kiếm trận người, đầu tiên muốn phá giải trận pháp. Vạn năm đến, đến đây kiếm chủng võ giải nhiều không kể xiết, nhưng không ai có thể phá giải. Thực kiếm chủng là bị thôn vệ chi lực mang tới, nó tồn tại, muốn ngược dòng tìm hiểu đến càng xa. Vô tận năm tháng bên trong, không ai có thể phá giải trận pháp, cũng liền không cách nào thu hoạch được kiếm trận. Thẳng đến ngày hôm nay, Vân Phi Dương đến, mới thành công kích phát trận pháp, làm tồn tại vĩnh cửu kiếm trận có thể không ngừng diễn hóa lên không thể không nói là cơ duyên cũng là vận mệnh nếu như vân phi dương lần đầu tiến vào kiếm trùng đi đến cầu thang đá chỗ lấy lúc ấy thực lực cũng đoạn không kích phát trận pháp khả năng nguyên nhân rất đơn giản kích phát trận pháp yếu tố đầu tiên phải có cường đại linh hồn lực vạn giới bên trong đạt tới điều kiện võ giả trừ đế quân thiên cùng tử vi thần loại này chuẩn tiên bên ngoài căn bản là không có tồn tại ở kiếm trùng bên trong kiếm trận tên là Chu Thiên Kiếm Trận. Sáng tạo giả không rõ, bởi vì Vân Phi Dương lĩnh hội về sau, trong thức hải chỉ vang lên một câu, lại không có ai tin tức. Chu Thiên Kiếm Trận, Vân Phi Dương nỉ non nói, thật là khí phách tên. Ừm, đột nhiên, hắn phát hiện treo giữa không trung như là ngôi sao lợi kiếm đã ngã xuống, lần nữa tản mắt tại đài đá bên trên. Bên trong chuyện này, có hai đạo hào quang nhỏ yếu lấp lẽ, rõ ràng là hốn nguyên càn khôn kiếm mảnh vỡ. Quả nhiên, Vân Phi Dương cũng không có biểu hiện quá quá khích động. Thực tại kiếm khí này, kiếm ý nồng đậm mảnh đất, có hỗn nguyên càn khôn kiếm mảnh vỡ, quả thật bình thường nhất bất quá. Hưu, Vân Phi Dương vung tay lên, đem hai khối mảnh vỡ thu nhập Phi Dương giới. Kiếm nguyên chi địa, kiếm kiếm nhân vẫn tụ tập tại hố sâu ở mép, kiếm trùng đột nhiên biến mất, đối bọn hắn tới nói, thực tại quá bất khả tư nghị. Ừm, đột nhiên, lão giả phát giác cái gì, lúc này quay đầu, Tụ tập tại phủ cận vũ giả khác cũng phát hiện cái gì, cùng nhau nhìn về phía trong hố sâu bộ. Rất nhanh, một người tướng Mạo Anh Tuấn người trẻ tuổi theo trong hố sâu phiêu lên. Là hắn, mọi người giật mình, Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, quay lại nhìn một chút hố sâu, nói từ đó rốt cuộc không có kiếm trùng. Kiếm trùng tồn tại, là đang đợi duyên người. Vân Phi Dương thu hoạch được kiếm trận, tồn tại vĩnh cửu cấm địa cũng coi như chỉ còn trên danh nghĩa. Các ngươi, hắn quét qua mọi người, Nói, hàng năm từ cũ đón người mới đến ngày, cũng không cần tới nơi này kiếm kiếm khí. Rút lời, đứng dậy mà bay, tiêu sái rời đi. Rất nhiều võ giả mắt thấy Vân Phi Dương biến mất, nhưng cũng từng cái mờ mịt. Cho đến một cái từ cũ đón người mới đến ngày đến, không có kiếm vũ đột kích, bọn họ mới hiểu được ngày hôm nay người tuổi trẻ kia nói tới lời nói ý tứ. Phi Dương giới, Vân Phi Dương hòa tan vào đến, thủ tại chú tạo trước đài. Giờ phút này tâm tình của hắn có thể dùng kích động để hình dung, dù sao sau cùng hai khối Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm mảnh vỡ đã đã tìm được. Cái này đại biểu đem tái tạo về sau, liền có thể hình thành hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Có thể bắt đầu sao? Sớm đã chuẩn bị đã lâu Âu Dương Tuệ dò hỏi, lúc trước tái tạo Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, kết luận vật này bất phàm, nếu như có thể đem phục hồi như cũ, khôi phục đã từng phong thái, cũng là có phần có cảm giác thành công. Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm bình phục tâm tình kích động nói tới đi. Hưu, tâm niệm nhất động, chia cắt tốt một khối nhỏ hỗn nguyên thạch bay vào lò luyện bên trong. Hô, nóng rực địa hỏa nhất thời bốc cháy lên, đã từng hai người tái tạo bảy khối hỗn nguyên càn khôn kiếm, bây giờ lần nữa dắt tay tái tạo còn thừa hai khối, có thể nói phối hợp ăn ý. 20 năm sau, hai khối mảnh vỡ rốt cuộc cùng tàn khuyết hỗn nguyên càn khôn kiếm dính liền hoàn tất. T, Vân Phi Dương đem kiếm đặt trong nước đá, nhất thời dâng lên lăn lộn khói trắng, một cố cường thế kiếm ý trong nháy mắt lộng hành quấy rối mà đến. Âu Dương Tuệ nắm ở hô hấp, vẻn vẹn vừa tái tạo hoàn tất, ngâm ở trong nước còn không có lấy ra, thì có như thế kiếm ý, cái này Hỗn Nguyên Cản Khôn kiếm đương nhiên phải. Hưu, đột nhiên, Vân Phi Dương một tay phất lên, đưa thân vào trong nước Hỗn Nguyên Cản Khôn kiếm nhất thời bay ra. Hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Cản Khôn kiếm bay lên không trung, mũi kiếm hướng lên trên, chui kiếm hướng xuống, dựng đứng mà lên, quanh thân bị nồng đậm kiếm ý bao phủ ẩn núp ở trong thiên địa kiếm hệ thuộc tính bị điên cuồng kéo theo hướng hỗn nguyên cản khôn kiếm cấp tốc dựa sát vào một khắc này phi dương giới võ giả đều nhìn thấy bọn họ có thể cảm nhận được chuôi này bị kiếm ý bao phủ kiếm thấu phát khí thế phảng phất vương giả một dạng ông ông nhưng vào lúc này rất nhiều kiếm tu bội kiếm run rẩy kịch liệt keng keng cuối cùng chúng nó không nhận chủ nhân khống chế ra khỏi vỏ bay ra như là lít nha lít nhít hạt mưa tụ tập tại hỗn nguyên cản khôn kiếm bốn phía lúc trước tại kiếm nguyên chi địa chín lần kiếm vũ mà đến số lượng đủ rất khủng bố bây giờ toàn bộ phi dương giới kiếm đều bị điều động bao phủ nửa cái bầu trời hình ảnh càng cường hãn hơn cái này rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi bay tới vô số kiếm khí ngưng tụ tại hỗn nguyên càn khôn kiếm xung quanh tản ra hào quang lóa mắt cùng lúc đó kiếm thể bên trong phiêu đãng ra một chút như là đường nét thuộc tính chúng nó dần dần ngưng tập hợp cùng một chỗ theo cao nhồng chuyển hóa làm thô đầu như là thượng đẳng tơ lụa, dần dần bay về phía hỗn nguyên càn khôn kiếm. Lấy kiếm dưỡng kiếm, long viêm kiếm bên trong kiếm hồn nói, ngủ say kiếm linh muốn thức tỉnh. Vân Phi Dương đại hỉ, là hắn biết, đi theo chính mình ngàn năm tiểu tiện tiện, là bất diệt kiếm linh, chắc chắn sẽ không chết đi. Vù vù, vô số kiếm ý điên cuồng vào tới, đem hỗn nguyên càn khôn kiếm bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng bao vây lại, dần dần thẩm thấu nội bộ. Lâm vào chiều sâu hôn mê kiếm linh, như là như trẻ con điên cuồng mút lấy, theo vô số kiếm uẩn dưỡng, thân thể cũng theo trong suốt hình, hướng về thực chất hóa cải biến. Không biết qua bao lâu, một cái cùng nhân tướng giống như tồn tại, đản sinh tại kiếm thể bên trong. Nhưng vẫn ở vào trong hôn mê, còn tại tự chủ hấp thu đến từ vô số lợi kiếm cung cấp kiếm khí. Bỗng nhiên có một ngày, cái này thủy trung ngủ say hình người kiếm linh mở to mắt, chống giống hai con người hiện lên hai đạo sắc bén kiếm mang. Ao ao, kiếm linh mở to mắt trong nháy mắt, ngưng tụ tại bầu trời vô số lợi kiếm run rẩy kịch liệt, phát ra một chủng loại giống như gieo hò thanh âm. Hô, bất diệt kiếm linh phun một ngụm khí, nhìn lấy chính mình dần dần ngưng thực thân thể, nỉ non nói ta lại còn còn sống. A, à, Vân Phi Dương người cái này hỗn đản, lúc trước tại sao muốn đem hỗn nguyên càn khôn kiếm ném ra bên ngoài. Kiếm linh tư duy, còn dừng lại tại Vân Phi Dương bị chư thần vây công, giận dữ đem hỗn nguyên càn khôn kiếm ném ra bên ngoài thời khắc. Bất quá, loại này phẫn nộ rất nhanh lạnh đi. Bởi vì bất diệt kiếm linh sau khi tỉnh dậy, xem kỹ ngoại giới, liếc nhìn Vân Phi Dương. Nằm mơ sao, tên này còn sống, bất diệt kiếm linh ngây người. Nó rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy Vân Phi Dương thân chịu trọng thương, kết quả khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu, đột nhiên, một cỗ không thể làm trái lực lượng xuất hiện, khiến cho nó khu động hốn nguyên cản khôn kiếm bay qua. Ba, Vân Phi Dương giữ tại trên chuôi kiếm, cười nói ta chết, người thì vui vẻ, Chương 1488, 490. Chu Thiên kiếm trận, hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tái tạo hoàn tất, lấy vô số bội kiếm uẩn dưỡng, tồn tại bên trong bất diệt kiếm linh rốt cuộc thức tỉnh. Cái này khiến Vân Phi Dương rất vui vẻ, dù sao hai người từng ở chung ngàn năm, trải qua vô số lần sinh cùng tử. Bất diệt kiếm linh tại ý thức đến không phải nằm mơ, chủ nhân của mình còn sống, cũng là cuồng hỉ không thôi. Một người nhất linh, mặc dù ngăn cách Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm nhưng cũng thấu phát một cỗ xa cách từ lâu gặp lại tình cảm. Vân Phi Dương cùng Bất Diệt Kiếm Linh đoàn tụ, giữa hai bên khẳng định phải thiếu không kể đầu gối nói chuyện lâu. Biết được chủ nhân của mình trải qua vạn năm chấn áp sống lại sau khi lại trải qua một lần khó khăn tu luyện, Bất Diệt Kiếm Linh có thể nói đấm ngực rậm chân. Dưới cái nhìn của nó, cái kia nhất định là một trận đặc sắc lịch luyện, chính mình không thể bồi tiếp, thực đang đáng tiếc. Đừng thương tâm, Vân Phi Dương vuốt ve thân kiếm, cười nói, bây giờ ngươi thức tỉnh còn kịp theo ta chinh chiến thiên nhai bất diệt kiếm linh trầm mặc nó là thức tỉnh nhưng thân thể các phương diện đều vô cùng suy yếu khó có thể vì chủ nhân làm cái gì không có việc gì vân phi dương nói ta sẽ để ngươi tại thời gian ngắn cường đại lên thậm chí so trước kia lợi hại hơn thật sao bất diệt kiếm linh bán tín bán nghi khi nó tiến vào phi dương giới cảm nhận được nồng đậm thiên địa thuộc tính nhất thời trợn mắt hốc mồm thế nào Vân Phi Dương trọt trọt cười nói, nơi này cũng không sai lắm phải không? Ngoả tào, bất diệt kiếm linh bạo thô nói, cái này đây thật là người thế giới. Tiểu tiện tiện, ta sẽ lừa người sao? Sẽ, Vân Phi Dương im lặng, nhưng vẫn là đi vào thần ma sơn mạch, đem hỗn nguyên cản khôn kiếm cắm ở trên một tảng đá lớn. Nơi này thần lực nồng nặc nhất, thời gian cũng là ngoại giới 200 lần, có thể giúp người càng nhanh trưởng thành. Ừm, bất diệt kiếm linh gật gật đầu, lúc này ngồi xếp bằng xuống, làm hỗn nguyên càn khôn kiếm bên trong kiếm linh có thể hấp thu thần lực đến cường hóa tự thân phi dương giới thần lực cường độ đã sớm siêu việt đã từng thần giới cho nên đối với nó mà nói quả nhiên là phúc địa động thiên bất diệt kiếm linh tiến vào hấp thu thần lực trạng thái tu luyện vân phi dương cũng rời đi hắn tin tưởng làm chính mình tới nơi này lần nữa tiểu tiện tiện nhất định sẽ có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn một mảnh đất trống chỗ vân phi dương ngồi xếp bằng xuống tiện tay vung lên vạn thanh kiếm khí hiện ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tái tạo hoàn tất, tiểu tiện tiện cũng thức tỉnh, tiếp xuống hắn sắp mở bắt đầu lĩnh hội chu thiên kiếm trận. Trực giác nói cho Vân Phi Dương, loại này tồn tại ở kiếm trùng kiếm trận, tuyệt không đơn giản, một khi tu luyện có thành tựu, tất nhiên có rất lớn công dụng. Hưu, tâm niệm nhất động, vạn thanh kiếm khí treo giữa không trung, hình thành kỳ quái sắp xếp. Cái gọi là kiếm trận, thực cùng trận pháp không khác gì nhiều, khác biệt là trận pháp có trận tuyến, kiếm trận không có trận tuyến. Nó phương thức vận chuyển là lấy mỗi một chuôi kiếm làm mắt trận theo võ giả tâm niệm tiến hành điều chỉnh từ đó sinh ra ngàn vạn biến hóa kiếm trận không là tuyệt đối cố định phải căn cứ tình huống tiến hành kịp thời điều chỉnh cho nên tu luyện độ khó khăn mạnh hơn trận pháp vân phi dương tuy nhiên nhớ kỹ chu thiên kiếm trận tất cả vận chuyển quỹ tích nhưng chân chính bắt đầu tìm hiểu đến nhưng cũng vô cùng khó khăn khi hắn triển khai chu thiên kiếm trận ý đồ tiến hành bước đầu tiên chuyển đổi lúc vô số bội kiếm nhao nhao rơi xuống hiển nhiên đây là tại chuyển đổi quá trình cũng không có nắm chắc tốt lại đến vân phi dương cũng không nhụt trí tiếp tục dựa theo trình tự đem vạn kiếm dựng lên tới nhưng mà đi qua hơn nửa tháng tu luyện hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể hoàn thành bước đầu tiên đột nhiên mỗi lần chuyển đổi cuối cùng đều là thất bại rất khó khăn vân phi dương âm thầm lắc đầu cái gọi là chu thiên kiếm trận không chỉ có muốn nhìn linh hồn lực còn phải xem phối hợp lực giữa hai bên có bất kỳ sơ sẩy đều rất khó đi hoàn thành thực càng nhiều vẫn là Vân Phi Dương cảm giác có chút lực bất tòng tâm, có lẽ kiếm trận cấp bậc quá cao duyên cớ. Càng khó luyện, càng kích phát hắn muốn phải học được quyết tâm, sau đó bắt đầu dài rằng giặc lĩnh hội. Mười năm về sau, Vân Phi Dương ngạo mà đứng, tại hắn trên không, vạn kiếm mà đứng, thấu phát một cỗ uy nghiêm khí thế. Chu Thiên kiếm trận đã triển khai, nhưng bây giờ tác dụng vẻn vẹn cùng loại trận pháp, thuộc về duy nhất không thay đổi loại hình. Chân chính tinh túy chính là kiếm nhãn không ngừng chuyển đổi, hình thành đủ loại sát trận hưu, vân phi dương linh hồn lực khuếch tán, lan tràn đến kiếm thể bên trong. Tâm niệm nhất động, ngàn chuôi lợi kiếm, tại kiếm trận bên trong như là binh lính, tiến hành một loại nào đó trận pháp diễn biến. Hưu, 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 ngàn chuôi lợi kiếm dựa theo cố định lộ tuyến, lập tại khu vực khác nhau. Đi qua nhiều năm luyện tập, hắn rốt cục có thể làm được lần thứ nhất biến hóa, quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực hao phí vân phi dương không ít tâm huyết cùng nỗ lực. Kiếm trận lần thứ nhất chuyển đổi hoàn tất về sau, một cuồn cuộn cường thế khí thức hiện lên, hiển nhiên so lúc trước cường hãn hơn. Hiu, hiu, Vân Phi Dương lại lần nữa tiến hành lần thứ hai, lần thứ ba kiếm trận chuyển hóa. Cho đến lần thứ tư chuyển đổi kết thúc, liền dừng lại, bởi vì bốn lần chuyển đổi là trước mắt hắn cực hạn. Xác thực nói, lấy Vân Phi Dương thực lực cùng lĩnh ngộ lực, đối với Chu Thiên kiếm trận chuyển đổi, chỉ có thể làm bốn lần chuyển đổi. Còn về lần thứ năm thậm chí càng nhiều chuyển đổi, làm uy lực càng ngày càng mạnh, chỉ có bước vào chuẩn tiên sau mới có thể làm đến. Phi Dương ca, đem chúng ta gọi tới làm gì nha? Chắc thí chắc thí thực lực các ngươi, làm sao đo, ta tới bố trí một loại kiếm trận, các ngươi xông. Là mục chờ người ánh mắt sáng lên, từ Phi Dương ca tự mình bố trí kiếm trận, nhất định vô cùng có tính khiêu chiến. Hưu, một mảnh đất trống chỗ, vân Phi Dương tâm niệm thao túng, vạn chuôi lợi kiếm nhất thời bay ra, hình thành lít nha lít nhít kiếm trận. Là một bọn người thấy thế, thần sắc khẽ giật mình bọn họ còn không có tiến vào kiếm trận bên trong thì theo khí tức bên trong cảm nhận được cường thế vân phi dương nói các ngươi tất cả vào đi chúng ta đều đi vào là một cùng vân lịch đám người nhất thời sụp đổ phải biết bọn họ lần này tới hơn 10 người mỗi cái đều là thần hồn người thực lực đạt tới vững chắc kỳ cùng một chỗ tiến vào kiếm trận bên trong nó có thể chịu đựng được sao tuy nhiên đang chất vấn nhưng là một chờ người vẫn là đi vào cũng không có gì đặc biệt a à cùng phổ thông trận pháp không có gì khác biệt, là một bọn người thân ở kiếm trận, cảm giác khí thức có chút lạnh lệ bên ngoài, cùng liễu nhu năm đó bố trí, dùng đến rèn luyện đặc thù trận pháp không có hai loại. Không có khác nhau, Vân Phi Dương cười nói, các ngươi lập tức liền biết. Đang khi nói chuyện, tâm niệm nhất động, ngàn chuôi lợi kiếm nhất thời phân tán, cũng dừng lại tại không cùng vị trí. Vù vù, đột nhiên, toàn bộ kiếm trận trong nháy mắt tràn ngập một cỗ mãnh liệt ngay ngắn nghiêm nghị. Vốn đang không có coi ra gì là một bọn người, sắc mặt đột nhiên biến đổi tập thể bật thốt lên không tốt rất không tốt bởi vì trên không trong nháy mắt hiện ra lít nha lít nhít lợi kiếm hiện lên mưa to thức oanh tạc xuống tới để ta chặn lại lam mục một, một chân phóng ra kim cương thần thần hồn nhất thời bạo phát hóa thành cử viên hai tay vung vẩy đón lấy cái kia cuốn tới kiếm vũ bành 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 vô số lợi kiếm bị kim sắc cử viên đánh bay nếu như vẻn vẹn một vòng oanh tạc lam mục đỡ được dễ như trở bàn tay quan trọng ở chỗ tại vân phi dương thao túng hạ từng đám kiếm vũ ẩm vang bay tới mục tiêu toàn bộ khóa chặt tại kim sắc cửa viên bên trên đi qua ba bánh oanh tạc là một thần thông bị phá người cũng miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất chương 1489 91 cấp độ thứ hai là một ngạnh kháng ba bánh kiếm vũ oanh tạc về sau thần thông bị phá giải người cũng miệng sùi bọt mép bất tỉnh đi đây vẫn chỉ là vân phi dương đối chu thiên kiếm trận trưởng khống dưới đệ nhất hình tròn hình dáng cũng không bạo phát trạng thái mạnh nhất nếu không sớm đã có vẫn lạc nguy cơ. Ngoả tào, vân lịch quái khiếu mà nói, mạnh như vậy, tại phòng ngự bên trên, hắn tự nhận không cách nào cùng la mục đánh đồng, mà tên này chịu không nổi ba lần oanh tạc, đổi lại chính mình khẳng định một vòng quy. Long chấn vũ chờ người thần sắc cũng là ngưng trọng dị thường. Vân Phi Dương còn hiện ra mỉm cười, hiển nhiên đối Chu Thiên kiếm trận uy lực rất hài lòng. Hưu, tâm niệm nhất động, phòng thứ tư kiếm vũ lần nữa cuốn tới. Ta tới, xin một bộ phóng ra, thần lực hóa thành kim sắc cự thuẫn, lập tại mọi người trên không, hình thành cực mạnh phòng ngự lực. Âm ầm, kiếm vũ đánh vào cự thuẫn bên trên, cũng không có phá mất. Tại cùng cảnh giới hạ, nắm giữ chịu đánh nhất chiến thần thần hồn trầm thanh, phòng ngự muốn mạnh hơn Lam Mục. Hưu, hưu, vòng thứ năm kiếm vũ lần nữa đột kích, đi qua một phen oanh tạc về sau, lập ở trên không cự thuẫn vẫn tồn tại. Trầm thanh trao mày, hắn cảm giác lần này kiếm vũ cường độ, rõ ràng so lúc trước càng mạnh. Cái này đã nói lên, sư tôn lúc trước tại thao túng kiếm trận thời điểm, căn bản là không có vận dụng lực lượng mạnh nhất. Hưu, thứ sáu vòng kiếm vũ nổ bắn ra mà đến, trầm thanh thu hồi tạp niệm, thần lực rót vào cửa thuẫn bên trong, hình thành phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Oanh, oanh, một vòng này oanh tạc qua đi, lập ở trên không thần thuẫn, rõ ràng hạ xuống không ít, hơn nữa còn tại hơi run rẩy. Không ổn nha, vân lịch chờ người ý thức được, trầm thanh thần thuẫn chỉ sợ cũng trèo trống không quá lâu. Quả là như vậy, Vân Phi Dương tâm niệm lại cử động, vòng thứ bảy kiếm vũ ẩm vang mà xuống, cuối cùng đem kim sắc cự thuẫn đánh nát. Đạp đạp, trầm thanh lui nhanh mấy chục bước, ổn định thân thể về sau, máu trong cơ thể sôi trào. Liên tục tiếp nhận bốn lần kiếm vũ anh kích, mỗi một lần uy lực đều tại tăng cường, để hắn không thể tránh né thụ thương. Nếu như trầm thanh biết, Vân Phi Dương lần thứ tư kiếm vũ công kích, chỉ vận dụng kiếm trận ba phần sức mạnh, nội tâm khẳng định sẽ triệt để sụp đổ. Hiu, nhưng vào lúc này, lại một vòng kiếm vũ cuốn tới. Mọi người cùng nhau xông lên, tốt, vân lịch cùng long chấn vũ bọn người lúc này khí thức bạo phát, hướng cái kia vô tận kiếm vũ đánh tới. Một màn này, thì là vân phi dương muốn nhìn nhất đến. Bởi vì hắn nhất định phải nghiệm chứng một phen, chu thiên kiếm trận uy lực. Hơn 10 tên thần hồn người, thực lực gần như có thể so với thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, đây tuyệt đối là chắc thí cơ hội tốt. Oanh, oanh, kiếm trận bên trong, như sấm bên tai thanh âm không ngừng dập dờn khí tức khủng bố điên cuồng tràn ngập, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Nếu như giờ phút này có nhất giới chi chủ ở hiện trường, cảm thụ được phân lịch bọn người toàn diện bạo phát khí tức, nhất định sẽ nổi lòng tôn kính. Nếu như không phải Vân Phi Dương ánh sáng quá mức lóa mắt, trong bọn họ bất kỳ người nào đều có bị coi là yêu nghiệt tư cách. Dù sao một mực tại Phi Dương giới tu luyện, lại có thần hồn, thần cách, thần cốt. Nhưng mà, ngay hôm nay, bọn họ bị gấp đôi đả kích, bởi vì hơn 10 người các loại át chủ bài bạo phát, lại tại trong kiếm trận bị đánh chật vật không chịu nổi. oanh oanh, lần thứ bốn mươi chín kiếm vũ oanh tạc xuống tới. phù phù, mộ dung chiến cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, khổ cực ngã trên mặt đất. lại nhìn kiếm trận bên trong, hà kỳ, phong thiếu ngôn bọn người sớm đã mệt mỏi tình trạng kiệt sức, bây giờ còn đứng lấy, còn tại gượng chống lấy, chỉ còn lại có vân lịch cùng long chấn vũ, độc cô cần ba người. nhưng mà trèo chống đến thứ năm mươi hai lần kiếm vũ về sau, ba người vô pháp chống lại cuối cùng tình trạng kiệt sức ngã trên mặt đất. Không sai, không sai. Vân Phi Dương xuất hiện tại kiếm trận bên trong, cười nói, thực lực các người cùng biểu hiện vượt qua ta tưởng tượng. Chúng người không lời, chúng ta nhiều người như vậy, bị một cái kiếm trận ngược chết đi sống lại, đây không phải không sai, đây là mất mặt. Vân Phi Dương cười nói, qua một thời gian ngắn, tiếp tục. A, à, mọi người nhất thời sụp đổ, Vân Phi Dương chỉ là sơ bộ nắm giữ chu thiên kiếm trận, tại thao túng cùng chuyển đổi phía trên vẫn là không thuần thục. Muốn có chỗ đề cao, phải không ngừng tiến hành thực chiến, cho nên cơ hồ cách mỗi năm ba ngày, thì lôi kéo la mục mấy người khác luyện thủ. Hắn thoải mái, tất cả mọi người bi kịch. Sau đó một tháng, la mục bọn người tiến vào kiếm trận sáu lần, kết quả không có chỗ nào mà không phải là đoàn diệt. Nhất định phải tìm một chút vui mừng lời nói. Cái kia chính là mỗi lần chống lại số lần, đều so với lần trước đề cao không ít. Tỷ như lần thứ bảy xông trận, tuy nhiên lấy đoàn diệt kết thúc, nhưng cả đám lại đứng vững trăm lần kiếm vũ oanh tạc, số lượng rõ ràng muốn so lần đầu lật một phen. Cái này chứng minh, bọn họ tại kiếm trận bên trong không ngừng đoàn diệt, thực lực cũng đang nhanh chóng đề bạt. Chỉ cần có thể càng nhanh đề cao thực lực, là một mấy người cũng là làm không biết mệt đến đây xông trận, mỗi lần đoàn diệt, mỗi lần có thu hoạch. Có thu hoạch là bọn họ cho rằng, nhưng Vân Phi Dương biết, những người này thu hoạch phi thường to lớn. Bởi vì lần đầu để la mục bọn người xông trận, vận dụng kiếm trận lực lượng cũng liền ba phần, hiện tại vì đối phó bọn hắn đã đem tăng lên tới ngũ thành. Kiếm trận uy lực tăng cường, làm một bọn người thì là càng chống cự, số lần cũng càng nhiều, có thể nói trưởng thành thần tốc. Đương nhiên, loại này chỗ tốt là lẫn nhau, làm một bọn người thực lực đề bạt, phân phi dương đối kiếm trận khống chế cùng lý giải cũng đề bạt. Hiện tại hắn đã hoàn toàn trưởng khống kiếm trận vòng thứ nhất chuyển đổi, tâm niệm mà thay đổi, kiếm vũ liền có thể mưa như chút nước xuống. Chu thiên kiếm trận có không ít tầng thứ, cấp độ thứ nhất kiếm vũ, đơn giản cũng là nhập môn. Cho nên, đang thao túng cực hạn về sau, hắn liền bắt đầu cấp độ thứ hai thực chiến diễn luyện. Kiếm trận bên trong, là một bọn người lần nữa tiến vào, ngành đón bọn họ không còn là kiếm vũ, mà chính là 36 chuôi cự kiếm. Cái này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, xông vô số lần kiếm trận, trải qua vô số lần kiếm vũ, đột nhiên cách chơi thay đổi, cái này để bọn hắn nội tâm rất sụp đổ. Hưu, nhưng vào lúc này, tại Vân Phi Dương tâm niệm khống chế hạ, hai thanh cử kiếm nhất thời vung chém xuống tới. Hô, Lam mục lúc này thi triển thần thông, hình thành kim viên đi đón đỡ. Bành, tiếng vang truyền đến, từ thần lực ngưng tụ mà thành vượn thú nhất thời bị hai thanh đại kiếm chém vỡ hư vô. Phốc, thần thông bị bạo lực phá giải, Lam mục gặp phản phệ, máu tươi phun ra, tiếp theo mí mắt lật một cái, miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Bất tỉnh đi la mục, nội tâm độc thoại nhất định là tác giả, vì cái gì lại là ta trước tối tăm. Không phải đâu, mọi người chừng to mắt, lưỡng kiếm trực tiếp vỡ nát làm một kim cương thần thần thông, không khỏi quá kinh khủng đi. Vân Phi Dương cũng kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình tiến hành cấp độ thứ hai kiếm trận chuyển đổi, chỉ vận dụng hai thành lực lượng, thì phá mất làm một phòng ngự thần thông. Đây chính là chu thiên kiếm trận cường thế, cấp độ thứ nhất kiếm vũ, chỉ là món ăn khai vị. Càng cao tầng thứ, kiếm trận hình thành uy lực cũng liền càng kinh khủng. Trả giá lớn, Vân Phi Dương thao túng hai thanh tự kiếm chém xuống, vô luận linh hồn hay là năng lượng đều hao phí không ít. Năng lượng phía trên tiêu hao có thể dựa vào ăn đan dược đến cấp tốc tiếp tế, nhưng trên linh hồn tiêu hao lại chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đến tự hành chữa trị. Cấp độ thứ hai tuy nhiên biêu hãn, Vân Phi Dương thầm nghĩ, nhưng nếu như không phải đối mặt cường địch, ứng tận lực ít dùng thì tốt hơn. chương 1490 có cần phải làm thật. Phù phù, kiếm trận bên trong, đau khổ trèo chống độc cô cần, bất lực ngã xuống mà ở bên cạnh hắn la mục phân lịch bọn người sớm lúc trước liền đã đi đầu nằm xuống vân phi dương độc cô cần cũng không có hôn mê mà chính là yếu ớt nói ngươi ngươi đây rốt cuộc là cái gì kiếm trận xem như cả đời đều đang nghiên cứu kiếm đạo hắn chưa bao giờ thấy qua cường thế như vậy kiếm trận vân phi dương cười nói chu thiên kiếm trận chu thiên kiếm trận độc cô cần cười nói danh tự khá khí phách ta cũng cho rằng như vậy vân phi dương nói nào chỉ là tên bá khí hình thành uy lực cũng vô cùng bá khí. Phải biết, hơn 10 tên vững chắc kỳ thần hồn người, tại cấp độ thứ hai kiếm trận oanh kích hạ, vẻn vẹn chỉ chống đỡ nửa canh giờ. Quan trọng hơn một điểm, Vân Phi Dương chỉ vận dụng hai thành uy lực. Nếu như đem la mục bọn họ, đổi lại cấp giới chủ, một khi tiến vào kiếm trận bên trong, đồng dạng cũng tùy tiện đem chém giết. Đồng thời mặt sát hơn 10 tên giới chủ, cần phải dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương nỉ non nói, Chu Thiên kiếm trận uy lực rất mạnh, hình thành phòng ngự cũng rất mạnh. Vân Phi Dương không cách nào xác định, tại kiếm trận bên trong, có thể giết bao nhiêu cấp giới chủ, nhưng có tự tin, có thể vây khốn hơn 50 tên đỉnh phong bán tiên đại viên mãn. Phải tướng lãnh hội quán thông, như thế, cũng chẳng khác nào thêm một cái siêu cấp át chủ bài. Sau đó một đoạn thời gian, Vân Phi Dương Thủy Trung đắm chìm trong lĩnh hội trong kiếm trận, đồng thời để la mục bọn người tiếp tục sông trận. Vừa đến, chính mình có thể được lợi, thứ hai, cũng có thể kích thích thực lực bọn hắn như thế tu luyện cho đến cấp độ thứ hai lĩnh ngộ được vì tâm sở dụng bước mới dừng lại chu thiên kiếm trận còn có cấp độ thứ ba chuyển đổi lấy vân phi dương hiện tại linh hồn lực cùng thực lực căn bản là không có cách khống chế hưu hạo hán vũ trụ bên trong lưu quang lấp lóe vân phi dương tung bay mà đứng nỉ non nói trong khoảng thời gian này bắc môn ra võ giả phải cùng đế quân thiên đánh nhau a à. đang khi nói chuyện gọi ra thất thải lưu vân xa hướng về đã từng thần giới vỡ nát khu vực bước đi tam giới chi chiến kết thúc, cho tới bây giờ. Vân Phi Dương trải qua hai lần bế quan, cảnh giới vẫn là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Nhưng muốn nói thực lực, khẳng định đề bạt không ít, dù sao bây giờ hắn đã đem ba loại chuẩn tiên trung kỳ vũ kỹ lĩnh ngộ có thành tựu, lĩnh hội chu thiên kiếm trận, càng là như hổ thêm cánh. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, lại trở lại tiểu thần giới. Đối mặt trăm tên bác môn gia tộc cường giả, Vân Phi Dương tuyệt đối có thể buông tay đánh cược một lần, đem bọn hắn chậm rãi đùa chơi chết thậm chí, đối mặt chuẩn tiên cấp cường giả, cũng có tự tin cùng đánh một trận. Hảo hán vũ trụ, vĩnh viễn không cuối đường, vân phi dương điều khiển thất thải lưu vân xa, chậm chậm mà đi, xa xa nhìn thấy phía trước tinh không, có vòng xoáy khổng lồ phơi bày ra. Oanh, oanh, hình như là, không gian nhộn nhạo chiến đấu thanh âm. Vân phi dương tiên niệm bao phủ, phát hiện vô số tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn đang vòng xoáy ở mép ác chiến. Bởi vì tham chiến vũ giả cấp bậc rất cao, hình thành uy lực cũng cực kỳ khủng bố, trọn vẹn trăm vạn giảm vũ trụ, bị chấn phân mảnh. Chật chật, Vân Phi Dương sợ hãi than nói, đánh thật kịch liệt a. À. Ừm, đột nhiên, hắn phát hiện trong giao chiến một tên thời đỉnh cao cường giả, ánh mắt trống rỗng, giống như không có tự chủ ý thức, thế mà dược giới giới chủ. Xem ra, lão nhân này bị lực lượng nào đó cho không ở. Vân Phi Dương nỉ non nói, tham chiến vũ giả bên trong cũng có rất nhiều người ánh mắt đờ đẫn. Cái này khiến Vân Phi Dương rất ngạc nhiên, đế quân thiên đến cùng là làm như vậy đến có thể một chút khống chế nhiều như vậy cấp giới chủ cường giả đâu không nghĩ ra không nghĩ nữa đi vân phi dương đứng ở phía xa yên tĩnh làm một cái quan chiến mỹ nam tử bắc môn gia là địch nhân đế quân thiên cũng là địch nhân giữa bọn hắn quyết đấu sinh tử vân phi dương vui lòng nhất nhìn thấy nếu như sau cùng đánh một cái lưỡng bại câu thương chính mình lại ra tay đem diệt đi hoàn mỹ nhất bất quá ngay tại vân phi dương tưởng tượng thời khắc đang vòng xoáy ở mép kịch liệt đánh nhau hai phe thế lực, không hẹn mà cùng dừng lại. Bọn họ đem ánh mắt nhau nhau đưa tới, khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Bị phát hiện, Vân Phi Dương không ngoài ý muốn, dù sao không có vận chuyển nghịch thiên quyết đến che giấu mình. Hô, thất thải Lưu Vân xa chậm chậm đi tới, cuối cùng đứng ở từ màu đen khí tức ngưng tụ mà thành vòng xoáy khổng lồ ở mép trước. Tự trọng sinh đến nay, Vân Phi Dương còn là lần đầu tiên mắt thấy, cái này khiến thần giới vỡ nát, vô số trần thế đại lục vẫn diệt thôn vệ chi ngọn nguồn đột nhiên hắn ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị trong lòng dâng lên giận dữ chư thần chết hắn không đau lòng nhưng là bởi vì vật này tồn tại để vô số sinh linh vẫn lạc thực tại táng tận lương tâm vân phi dương đế quân thiên tâm phúc tên tướng quân kia thản nhiên nói thần giới vỡ nát ngàn vạn sinh linh chết vì cái này thôn vệ chi ngọn nguồn người thân là thiên mệnh chọn lựa người há có thể để nó tồn tại cái này hại người chi vật Vân Phi Dương lạnh lẽo âm u nói, không có tất yếu tồn tại. Hô, đang khi nói chuyện, vung tay lên, chín tòa hoang cổ đại địa đột nhiên hình thành, đem lực lượng quán trú tại hắn quyền đầu bên trong. Vân Phi Dương đây là muốn lấy cửu hoang trấn ngục quyền, phá mất tồn tại vạn năm thôn vệ chi ngọn nguồn. Ngăn cản hắn, bác môn khôn lúc này hạ lệnh, xoát, xoát, mấy chục tên thời đỉnh cao bác môn ra võ giả nhất thời áp sát tới, khi thế bạo phát, cùng chín tòa hoang cổ đại địa hiện lên đối lập hình bọn họ lần này hạ giới mục đích chính là vì bảo vệ thôn vệ chi ngọn nguồn thú vị tên tướng quân kia cười thầm không thôi hắn vừa mới nói cũng là tại kích thích vân phi dương động thủ nhưng cũng biết đại biểu tiểu thần giới cường giả chắc chắn sẽ không đồng ý cả hai tất nhiên phát sinh xung đột nói như thế chính mình liền có thể nhìn vân phi dương cùng tiểu thần giới tranh đấu nếu như đánh cái lưỡng bại câu thương thì không còn gì tốt hơn trùng hợp vân phi dương lúc trước cũng nghĩ như vậy bất quá tên này hiện tại giống như bị lửa giận chi phối, quên chính mình là quần chúng thân phận. Bác môn gia võ giả còn không có phức tạp như vậy ý nghĩ, vô luận là ai, chỉ cần phá hư thôn vệ chi ngọn nguồn, cái kia chính là địch nhân. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương một tay phất lên, ngưng tụ cửu hoang một quyền ngang nhiên oanh ra. Vù vù, trong khoảnh khắc, khi tức cuồng bạo bạo phát, hình thành hủy diệt thiên địa uy lực. Mà ở hắn ngay phía trước, đứng đấy thì là hơn 50 tên đến từ chân vũ thần vực Bắc môn ra thời đỉnh cao cường giả, Bọn họ tuy nhiên sợ hãi thán phục tại một cái hạ giới võ giả, chỗ bạo phát lực lượng rất khủng bố, vẫn là đồng tâm hợp lực phóng thích tự thân vũ khí, đón lấy cái kia rời núi lấp biển quyền kinh. Oanh, tiếng vang tại vũ trụ truyền lại, nguyên bản khép lại không gian lần nữa đại diện tích đổ sụp. Đạp đạp, Vân Phi dương lùi gấp trăm trượng, phương mới đứng vững thân thể, bên trong thân thể khí huyết kịch liệt lăn lộn. Hơn 50 tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, cường thế hóa giải hắn cử hoang trấn ngục quyền, mang đến phản vệ phi thường cường đại. Tên này, tướng quân trao mày, đối mặt hơn 50 tên thời đỉnh cao cường giả đánh trả, tên này vậy mà có thể đứng được ở, thật sự là đáng sợ. Nhìn tới, Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, muốn phá mất cái này thôn vệ chi ngọn nguồn, có cần phải làm thật. chương 1491, kiếm trận hiển uy. Làm thật, bác môn khôn cười lạnh, không thể phủ nhận, cái này hạ giới người trẻ tuổi thực lực rất cường đại, nhưng chỉ bằng vào tại tiểu thần giới lúc lấy chuẩn tiên trung kỳ kiếm pháp, không đủ dung chuyển mọi người. Theo Bắc Môn Khôn, lấy Vân Phi Dương thực lực, tuyệt không thể bền bỉ vận chuyển cấp bậc cao kiếm kỹ. Không sai, Vân Phi Dương xác thực không thể nhiều lần thi triển Thái Thanh kiếm quyết, dù sao quá hao phí năng lượng. Đương nhiên, coi như không hao phí năng lượng, có thể vĩnh viễn không có điểm dừng thi triển, hắn cũng không thể vận dụng kiếm kỹ. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể khu động Thái Thanh kiếm quyết hỗn nguyên cản khôn kiếm cắm ở Thần Ma Sơn cự thạch bên trong, chính đang không ngừng dựng dục tiểu tiện tiện. Không chừng tiên trung kỳ kiếm kỹ Vân Phi Dương lại như thế nào giải quyết rơi hơn 50 tên thời đỉnh cao. Hưu, đột nhiên, phá vỡ hư không bên trong, vô số lưu quang lấp lóe, từng chuôi phi kiếm nổ bắn ra mà ra. Chỉ là nháy mắt, mấy chục vạn phi kiếm, cách xa nhau mấy trượng sắp xếp ra, bao phủ vòng xoáy ở mép hơn 10 dặm khu vực. Đây là, bác môn khôn nao nao, nói kiếm trận, không sai, Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, linh hồn lực điên cuồng bao phủ, hơn 10 vạn thanh phi kiếm nhất thời lấp lóe tia sáng chói mắt soát soát treo ở trong vũ trụ phi kiếm bắt đầu quy luật sắp xếp tại mọi người chấn kinh thời khắc hình thành chu thiên kiếm trận kiếm trận thành hình trong nháy mắt theo ngoại giới có thể rõ ràng nhìn thấy cùng loại với trận pháp lưu quang như là thác nước chiếu nghiêng xuống bác môn ra võ giả toàn bộ lâm vào trong kiếm trận mà thì liền xem náo nhiệt tướng quân cùng hắn khống chế giới chủ nhóm cũng đưa thân vào kiếm trận bên trong như thế tính toán ra bị vây ở chu thiên kiếm trận thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn số lượng đã đạt 130 người. Số lượng này vẫn được, Vân Phi Dương nhếch miệng cười rộ lên, tại Phi Dương giới lấy la mục đến thực chiến, đơn giản cũng là đề cao đối kiếm trận độ thuần thục. Lần này vây khốn nhiều như vậy thời đỉnh cao cường giả, còn là chân chính đến nghiệm chứng Chu Thiên kiếm trận uy lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lại nói bác môn khôn bọn người, theo bọn họ góc độ đến xem, kiếm trận trên bầu trời, vô số phi kiếm lấp lóe ánh sáng, giống như từng khỏa sáng cho hình thành, có thể nói lộng lẫy Chỉ là, có tư duy võ giả, lại không lòng dạ nào thưởng thức sắc đẹp, mà chính là từng cái trao mày, bởi vì kiếm trận bên trong thấu phát một cỗ túc sát khí tức, để bọn hắn cảm thấy bất an. Hưu, đột nhiên, trên bầu trời treo phi kiếm, nhất thời cải biến vị trí, vô số kiếm vũ điên cuồng nổ bắn ra mà đến. Cấp độ thứ nhất kiếm vũ tại Vân Phi Dương khống chế hạ, hình thành lực lượng xa xa so khảo nghiệm la mục bọn họ càng nhanh, càng mạnh mẽ. Không tốt, thân ở kiếm trận bên trong rất nhiều võ giả, sắc mặt kinh biến. Giờ phút này bọn họ có thể cảm nhận được vô tận kiếm vũ bên trong ẩn chứa lực lượng phi thường khủng bố, nếu như chỉ nhắm vào mình một người, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỡ được, bác môn khôn quát lớn, xoát, xoát, mấy chục tên thời đỉnh cao cường giả nhất thời bay lên, mỗi người thi triển vũ kỹ đi oanh kích cái kia lít nha lít nhít kiếm vũ. Thần ẩn đế quốc tướng quân cũng không có nhàn rỗi, lúc này thao túng giới chủ nhóm xuất kích. Oanh, oanh, một trận bạo hưởng về sau, kiếm vũ bị đều hóa giải. Nhưng mà, bắc môn khôn cùng thần ẩn giới tướng quân lại là sắc mặt khó coi. Loại này kiếm vũ uy lực có chút mạnh, chống cự một lần vẫn được, nếu như không ngừng nghỉ oanh tạc, chỉ sợ cũng muốn phiền phức. Xoát, xoát, gạch nối dài gạch nối dài, nhưng vào lúc này, vòng thứ hai kiếm vũ lần nữa đột kích. Bắc môn khôn cùng tướng quân nhất thời sụp đổ, nhưng vẫn mệnh mọi người xuất thủ chống lại. Hóa giải về sau, bọn họ không có ngồi chờ chết, lựa chọn hướng hai cái phương vị khác nhau oanh tạc, ý đồ phá trận mà ra. Cái này cách làm rất chính xác, nhưng không biết sao kiếm trận hình thành về sau, phòng ngự lực cực mạnh, trên dưới 100 tên thời đỉnh cao cường giả không có thể đem phá vỡ. Tiếp tục, bác môn khôn phẫn nộ quát, hắn cũng không tin, Vân Phi Dương có thể dựa vào kiếm trận, vây khốn nhiều như vậy cùng cảnh giới cường giả. Là, không thể nào, Vân Phi Dương lại nghịch thiên, cũng tuyệt không có khả năng vây khốn 130 tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Hắn tại tiếp nhận xong phương đột phá lúc, máu trong cơ thể kịch liệt lăn lộn, thậm chí kém chút không có ổn định mà phun ra một ngụm máu tới muốn phá trận vân phi dương mục quang lãnh lệ nói lão tử hội cho các ngươi cơ hội này a à? đang khi nói chuyện vòng thứ ba kiếm vũ ẩm vang nổ bắn ra uy lực rõ ràng so lúc trước càng nhanh càng mạnh chuẩn bị xuất thủ lần nữa phá trận mọi người rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ đem tâm tư toàn bộ đầu nhập kiếm vũ bên trên cái này hoàn toàn không có nại liền một mực bất đắc dĩ đi bởi vì vân phi dương bật hết hỏa lực Kiếm Vũ lần lượt bạo phát, lần lượt oanh tạc, tốc độ như thế, hoàn toàn không cho Bác Môn Khôn bọn người phá trận cơ hội, chỉ có thể mệt mỏi chống cự. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, kiếm trận bên trong thì trải qua mấy chục lần oanh tạc, đứng tại ngoại giới Vân Phi Dương, quanh thân tung bay vô số bình đan dược. Đan bình phía trên viết siêu cấp hoàn hồn đan năm chữ. Những năm nay, Vân Phi Dương cũng không có quên đan đạo, siêu cấp hoàn hồn đan, bắt đầu từ siêu cấp hồi nguyên đan phía trên cải tiến mà đến. Đan dược lấy đặc thù dược tài phối hợp phi dương giới thần lực thuộc tính luyện chế mà thành, vạn giới võ giả phục dùng không có hiệu quả, nắm giữ hoàn chỉnh thần cách võ giả phục dùng, lại có vẻ tác phẩm nổi tiếng dùng. Hưu, lần nữa lấy ra một bình, đem 10 viên thuốc nuốt vào. Vù vù, trong khoảnh khắc, vân phi dương nhân khu động kiếm vũ hao tổn thần lực, nhất thời điên cuồng ngưng tụ. Ngày hôm nay lão tử cần nhờ đan dược và kiếm trận, chơi chết các ngươi. Vân phi dương ánh mắt càng lạnh lùng, xoát, xoát, kiếm trận bên trong, Kiếm Vũ vẫn đang không ngừng oanh tạc. Nguyên bản còn có thể ứng phó hơn 100 tên thời đỉnh cao, giờ phút này đã là vạn phần chật vật. Loại này không ngừng nghỉ oanh tạc, liền như là nước chảy đá mòn một dạng, dù là uy lực không mạnh, một mực tiếp tục kéo dài cũng vô cùng chí mạng. Oanh, oanh, lại là một vòng oanh tạc, Bắc Môn gia tộc mấy tên thời đỉnh cao cường giả tinh bị lực tấn ngã xuống, trên người bọn họ tràn đầy kiếm ngân, máu tươi ào ào chảy dòng. Đáng giận a, à, Bắc Môn Khôn phẫn nộ không thôi, tức giận là vô dụng bởi vì vẫn muốn đi đối mặt lại một vòng kiếm vũ oanh tạc. Cứ như vậy, Vân Phi Dương tại bên ngoài một bên uống thuốc tiếp tế, một bên thao túng kiếm vũ oanh tạc, nửa canh giờ trôi qua, Bắc Môn gia tộc gần nửa đếm võ giả trọng thương, đánh mất chiến đấu lực. Thần ẩn đế quốc phương diện ngược lại là so sánh là quan điểm, bởi vì bị khống chế giới chủ, hoàn toàn không cảm giác được thống khổ cùng dã rời. Oanh, oanh, lại là một vòng oanh tạc, dược giới giới chủ bọn người tuy nhiên mình đầy thương tích, vẫn đứng ngạo nghễ. Vân Phi Dương nói, không có ý thức, không biết đau đớn, loại này thao khống chi thuật không đơn giản. Bị khống chế giới chủ dù sao cũng là nhân loại, không phải thây khô, tại ngạnh kháng thật lâu về sau, cũng rốt cục dần dần hiện ra chống đỡ hết nổi. Lại qua nửa canh giờ, bác môn khôn cùng bác môn ra võ giả toàn bộ trọng thương. Lấy Vân Phi Dương hiện tại đối kiếm trận khống chế, nếu như không sử dụng cấp độ thứ hai, rất khó trực tiếp giết chết bọn họ. Thần ẩn đế quốc phương diện, tên tướng quân kia cùng hắn khống chế giới chủ nhóm cũng là tinh bị lực tấn. Hưu, đột nhiên ở giữa, vô số phi kiếm ánh sáng ảm đạm, kiếm trận tiêu tán. Vân Phi Dương đứng ở phía xa, hai tay ôm ngực, cười nói, chư vị, ta kiếm này trận tạm được. chương 1492, bị chấn động giới chủ nhóm. Vân Phi Dương thủ tại trong vũ trụ, quanh thân phiêu đáng vô số bình thuốc. Bố trí ra chu thiên kiếm trận, đem trên dưới 100 tên thời đỉnh cao võ giả toàn ngược thành trọng thương hao phí không ít đan dược. Tinh thông đan đạo, lại có không ít dược tài, chút tổn thất này không tính là gì. Mà tại kiếm trận triệt tiêu về sau, bác môn khôn bọn người thì là từng cái sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thương thế thật nặng. Vừa rồi loại kia không ngừng nhỉ oanh tạc, đối bọn hắn tới nói, thực tại quá kinh khủng, thậm chí lấp kín hoài nghi mình có thể muốn vẫn lạc. Nếu như vạn giới võ giả biết, Vân Phi Dương chỉ dựa vào một tòa kiếm trận, liền đem trên dưới 100 tên cùng cảnh giới cường giả, ngược khổ không thể tả, nhất định sẽ rất là chấn kinh. Các ngươi, Vân Phi Dương thản nhiên nói, còn có tư cách ngăn đón ta sao? Đáng, đáng giận, bác môn khôn ánh mắt lấp lóe lửa giận, nhưng cuối cùng vẫn truyền âm cho đồng bạn, lấy bác môn ra đặc thù bí pháp, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Lấy bọn họ loại trạng thái này, khẳng định không thể lại thủ hộ thôn vệ chi ngọn nguồn. Bác môn ra võ giả rời đi, đồng dạng bị thương tướng quân khẳng định cũng muốn rút lui. Bất quá, chính muốn làm như thế thời điểm, khủng bố linh hồn lực lan tràn mà đến, bao phủ khống chế giới chủ nhóm, khiến cho hắn trong nháy mắt mất đi đối mọi người trưởng khống. Người có thể lăn, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, nhưng là, bọn họ đến lưu lại. Tên tướng quân kia sắc mặt dị thường khó coi, nhưng vẫn là bất đắc dĩ thi triển bí pháp tự hành rời đi. Khi bọn hắn đều đi về sau, biểu hiện vô cùng lãnh ngạo Vân Phi Dương, sắc mặt cũng biến thành dị thường khó nhìn lên. Hưu, tâm niệm nhất động, liên đồng mất đi tư duy giới chủ, cùng chính mình cũng tiến vào phi dương giới lấy vân phi dương tính cách đem bắc môn khôn bọn người cuồng loạn thành trọng thương khẳng định phải đem diệt trừ lấy tuyệt hậu hoạn nhưng thể xác tinh thần dã rời không cách nào trèo chống hắn đi làm như thế chu thiên kiếm trận không chỉ có tiêu háo năng lượng còn tiêu hao linh hồn lực vừa rồi cuồng oanh loạn tạc đã để hắn tinh bì lực tấn loại này trên linh hồn suy yếu không cách nào dùng đan dược đến đề thăng chỉ có thể dựa vào thời gian tĩnh dưỡng nếu như lúc ấy lấy cấp độ thứ hai đến oanh giết bọn hắn, ta sợ rằng cũng phải nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tĩnh dưỡng lên, bất quá, có thể đem hơn 100 tên thời đỉnh cao ngược thành trọng thương cũng không sai. Vân Phi Dương rất thỏa mãn, dù sao, nếu như không phải Chu Thiên kiếm trận, lấy hắn thực lực bây giờ, dù là át chủ bài toàn ra cũng làm không được. Một tháng sau, Vân Phi Dương loại kia tâm thần phía trên tiêu hao triệt để khôi phục. Sau đó, đi vào an trí giới chủ nhóm đình viện, gặp bọn họ vẫn ngơ ngơ ngác ngác, không có tư duy. Vân Phi Dương khoác lên dược giới giới chủ trên cổ tay, phát hiện thể nội tồn tại một cỗ đặc biệt âm u năng lượng, trở ngại lấy tự thân linh hồn cùng tư duy dung hợp. Linh hồn cùng tư duy không thể dung hợp kết quả, liền như là cái xác không hồn. Hẳn là một loại độc, Vân Phi Dương cao mày nói, những năm gần đây, hắn một mực đắm chìm trong võ đạo bên trong, rất ít đi nghiên cứu độc đạo. Đúng, Vân Phi Dương nói, thiên huyền độc đan, hẳn là có thể giải loại độc này. Đang khi nói chuyện, tâm niệm nhất động, tồn tại ở trong đan điền, viên kia ẩn chứa trí cường độc tố độc đan phiêu nhiên mà ra. Vật này là cùng lang xa la âm dương giao hợp lúc phục chế tới, đối với võ đạo không có gì trợ giúp, nhưng đang giải độc phía trên lại có hiệu quả. Hưu, thiên huyền độc đan tại vân phi dương khống chế hạ, dung nhập dược giới giới chủ bên trong thân thể. Vù vù, trong khoảnh khắc, trải rộng tại kinh mạch cùng trong thức hải độc tố, Phảng phất bị lực lượng nào đó hấp thu, điên cuồng hướng về Thiên Huyền Độc Đan vào tới. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, này bá đạo độc tố liền bị độc đan thu lấy. Dược Giới Giới chủ tự thân linh hồn một lần nữa trưởng khống tư duy, chống rông ánh mắt dần dần có sáng bóng, khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương thì là hiện ra mờ mịt biểu lộ. Tại trong trí nhớ, mình bị mời đến thần ẩn đế quốc, phục dụng một viên thuốc, sau đó thì quên hết mọi thứ. Vân Tiểu Hữu, Dược Giới Giới chủ mờ mịt nói, chuyện gì xảy ra? Làm một tên cường giả, tư duy đột nhiên gián đoạn, lại xuất hiện tại thế giới xa lạ, khẳng định muốn tìm hiểu tình hình. Vân Phi Dương cũng không rõ ràng, nhưng vẫn là đem những gì mình biết, đều nói cho dược giới giới chủ. Mà tại minh bạch chính mình trúng độc, là bị hắn hóa giải, dược giới giới chủ thì là vô cùng cảm kích nói, đa tạ Vân Tiểu hữu xuất thủ hóa giải lão hủ thể nội độc tố. Một kiện việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới, Vân Phi Dương khiêm tốn nói, dược giới giới chủ lúc này mới quan sát tỉ mỉ Phi Dương giới, nói vân tiểu hữu nơi đây là trong lòng của hắn rất rung động bởi vì này vị diện ẩn chứa thiên địa thuộc tính mạnh phi thường đồng thời vẫn tồn tại như ẩn như hiện đạo ý dù là mạnh nhất bốn cái đại giới cũng chưa chắc có nghiêu như vậy a à. vân phi dương cười nói đây là ta trưởng khống thế giới tên là phi dương giới vân tiểu hữu trưởng khống thế giới dược giới giới chủ thần sắc kinh biến âm thầm nghĩ người trẻ tuổi kia cũng là nhất giới chi chủ a à. nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói nắm giữ phi dương giới vân phi dương thật đúng là nhất giới chi chủ. Tiền bối, người nghỉ ngươi trước, ta tới thay giới chủ khác giải độc. Ân, dược giới giới chủ tự hành rời đi, dù lãm phi dương giới. Bởi vì tiếp nhận vạn thế đại lục nhân loại, phi dương giới thế giới đồng dạng chia làm vô số quận quốc. Mà thiết cốt thành còn tọa lạc tại đông lăng quận bên trong, dược giới giới chủ từ đó quận bắt đầu quan sát, mỗi qua nhất thành đều bị rung động thật sâu. Cái thế giới này ở lại nhân loại, đều tại tu luyện võ đạo, dù là ba tuổi hài tử, quanh thân đều tản ra nhàn nhạt võ đạo khí tức. Chật chật, dược giới giới chủ cảm khái nói, giới này thượng võ chi phong, quả thật lão hủ bình sinh không thấy. Sau đó, vị lão giả này lại phát hiện, mỗi một tòa thành trì bên trong, đều có võ đạo học phủ, ra vào học sinh, đều có cực tốt võ đạo tư chất. Đây là tất nhiên, phi dương giới bên trong thiên địa thuộc tính cực mạnh, ở chỗ này sinh ra sinh mệnh, võ đạo thiên phú khẳng định rất ưu tú. Càng làm cho dược giới giới chủ sợ hãi thán phục là, học phủ thụ nghiệp đạo sư, cảnh giới cũng cực cao, thấp nhất cũng phải là trí tôn cấp. Cũng không lâu lắm, những bị đó độc tố khống chế giới chủ, nhao nhao bị vân phi dương thiên huyền độc đan hóa giải. Bọn họ cũng cùng dược giới giới chủ một dạng, tu dưỡng thời điểm, dù lãm lấy phi dương giới trong thành chỉ cùng biển rộng núi cao. Như thế vị diện, quả thật khủng bố, e là cho dù là mạnh nhất tứ giới, tại giới này trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Chư giới giới chủ bị thật sâu chấn kinh khi bọn hắn mắt thấy hạ lan thành quân doanh mắt thấy mấy triệu đại quân dị tộc thao luyện càng là rung động tới cực điểm trong lúc nhất thời rất nhiều giới chủ kết luận lấy những binh lính này cường hãn hoàn toàn có năng lực hướng bất luận cái gì một giới khởi xướng chiến tranh từ đó nhẹ nhõm đem dẹp yên nhưng mà tại giới chiến trước đó thì bị khống chế giới chủ nhóm cũng không biết thực lúc trước không lâu vân phi dương đại quân liền đã đơn đấu hai đại siêu cấp giới chư vị một ngày nào đó Vân Phi Dương đem khôi phục ý thức giới chủ nhóm mời đến phủ thành chủ, cười nói, Vân Mỗ có một chuyện muốn nhờ. Dược giới giới chủ nói, Vân giới chủ, mời nói. Nắm giữ Phi Dương giới Vân Phi Dương, thu hoạch được giới chủ danh xưng này. Vân Phi Dương ngược lại không thèm để ý giới chủ, mà chính là cười nói, còn mời chư vị, theo ta cùng một chỗ thảo phạt thần ẩn đế quốc. chương 1493, Chiến, Tiểu Thần Chủ. Vân Phi Dương đem bị khống chế giới chủ nhóm đưa vào Phi Dương giới, giúp bọn hắn giải độc, không phải không quan trọng tại chuyện tốt, mà chính là tính toán lôi kéo bọn họ, cùng một chỗ nhằm vào thần ẩn đế quốc. Được, dược giới giới chủ đầu tiên tỏ thái độ nói, ta dược giới nguyện đứng tại vân giới chủ phương này, thảo phạt thần ẩn đế quốc. Hắn vừa mở miệng, giới chủ khác cũng theo phụ họa. Dù sao vân phi dương có ân với chính mình, đồng thời cam hận tại đế quân thiên thủ đoạn hèn hạ. Chư vị, vân phi dương nói, vân mố hiện tại thì đưa các ngươi rời đi, các ngươi chỉ cần tại giới bên trong yên lặng chờ liền có thể thảo phạt thần ẩn đế quốc là một kiện đại sự, hắn cần phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, mà lại bây giờ hàng đầu mục đích thì là trước diệt đi thôn vệ chi ngọn nguồn. Hưu, hưu, tâm niệm nhất động, dược giới giới chủ bọn người bị truyền tống ra ngoài. Khi bọn hắn đưa thân vào hảo hán vũ trụ, lại là từng cái thần sắc ngốc trệ. Nguyên bản còn tại giới bên trong, đột nhiên xuất hiện tại trong vũ trụ, cái này thực sự quá bất khả tư nghị. Phi dương giới đâu, một tên giới chủ nguyên niệm thi triển, tìm tòi xung quanh khu vực, lại không có bất luận phát hiện gì. Dược giới giới chủ ngưng trọng nói, xem ra, Vân giới chủ giới cần phải ẩn chứa một loại nào đó cao thâm trận pháp, rất khó khiến người ta nhìn trộm. Không sai, chúng giới chủ bày tỏ đồng ý, nhưng mà, bọn họ cũng không biết, Phi Dương giới cũng không phải là dựa vào trận pháp ẩn tàng tại trong vũ trụ, mà chính là ẩn tàng tại Vân Phi Dương bên trong thân thể. Rất nhiều giới chủ làm bạn mà đi, bọn họ tại về đến mỗi người giới về sau, bắt đầu tích cực chuẩn bị đế quân thiên hành vi, để bọn hắn rất tức giận, nguyên bản loại kia không tranh quyền thế tâm tính cũng cải biến. Vân Phi Dương đưa đi chư giới giới chủ, xuất hiện tại thôn vệ chi ngọn nguồn trước. Nhìn lấy thôn vệ vô số sinh linh cùng đại lục vòng xoáy màu đen, ánh mắt của hắn càng lãnh lệ. Hô, Vân Phi Dương hai tay mở ra, cường thế tử liên nghiệp hỏa bộc phát ra. Phật môn thánh hỏa có tịnh hóa tà mị công năng, dùng để xua tan thôn vệ khí tức không còn gì tốt hơn. Vù vù từng đoàn từng đoàn màu tím ngọn lửa lao nhanh mà ra, hình thành liên hoa hình. Thôn vệ chi khí cùng như thế hỏa diễm tiếp xúc, trong nháy mắt bị bốc hơi, hóa thành khói xanh lượn lờ. Từ liên nghiệp hỏa khắc chế thôn vệ chi khí, nhưng vật này tồn tại vạn năm, lan tràn cực lớn, muốn triệt để tịnh hóa cần thời gian. Vân Phi Dương không vội, chỉ cần có thể đem vật này giải quyết hết, dù là dùng 10 năm, trăm năm cũng không quan trọng. Vân Phi Dương bên này tịnh hóa thôn vệ chi ngọn nguồn, tiểu thần giới không gian cũng đang không ngừng run rẩy, khiến cho nơi này sinh linh lòng sinh bất an đáng giận trong cung điện bác môn cửu thiếu giận dữ không thôi phổ thân lưu lại thôn vệ chi ngọn nguồn cùng tiểu thần giới bản nguyên tức tức liền nhau mà bên kia bị hao tổn phương thế giới này khẳng định sẽ phải chịu luyện lụy chủ thượng tả sứ ngưng tụ nói phải ngăn cản vân phi dương bác môn cửu thiếu mục quang âm tình bất định sau cùng hận hận nói bản chủ đi chiếu cố hắn Hưu, vừa dứt lời người cũng biến mất thôn vệ chi ngọn nguồn bầu trời không gian vỡ vụn, Bắc môn cửu thiếu phẫn nộ xuất hiện. Ừm, đang tịnh hóa thôn phệ chi ngọn nguồn vân phi dương nhẹ nhàng nâng đầu, ý thức được người tới là tiểu thần giới tiểu thần chủ, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Vân phi dương, Bắc môn cửu thiếu lãnh đạm nói, để ngươi cầu thả sống lâu như thế, hôm nay bản chủ liền đòi mạng ngươi. Hô, đang khi nói chuyện, lực lượng kinh khủng bạo phát, tại trong vũ trụ ngưng tụ ra trưởng ấn, ngang nhiên trấn áp xuống. Theo cường độ đến xem, Bắc môn cửu thiếu đã đạt tới thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, nếu như đổi lại trước kia, tuyệt đối một trưởng vỗ chết Vân phi dương. Nhưng mà, cái kia vẻn vẹn trước kia, bây giờ hắn, dựa vào bực này lực lượng, muốn dung chuyển vân phi dương, hoàn toàn không thể nào. Hô, đột nhiên, trưởng ấn chân áp xuống trong nháy mắt, chín tòa hoang cổ đại mà hiện lên. Muốn muốn giết ta, vân phi dương cười lạnh nói, người có tư cách này sao? Hô, vừa dứt lời, đến từ cửu hoang lực lượng ra chỉ quyền bên trong, Đột nhiên oanh ra cửu hoang trấn ngục quyền. Hô, cường thế lực lượng bạo phát mà thành, hình thành mắt trần có thể thấy quyền ấn, làm sụp đổ toái không ở giữa khí thế, đánh phía trấn áp xuống trưởng ấn. Về mặt sức mạnh, phân phi dương một quyền này, hoàn toàn không kém gì Bắc Môn Cửu thiếu. Thậm chí, chiếm thượng phong, bành, quyền ấn cùng trưởng ấn kịch liệt chạm vào nhau, mấy vạn dặm không gian đang trùng kích lực bạo phát phía dưới sụp đổ. Bắc Môn Cửu thiếu hưu một chút lui lại mấy chục trượng đợi ổn định thân thể, máu trong cơ thể kịch liệt lăn lộn. Đã từng Vân Phi Dương, ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới. Cùng trầm lận phong định ra trăm năm ước hẹn, cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Theo bác môn cửu thiếu, coi như cho tên kia ngàn năm, vạn năm thời gian, chính mình muốn giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, định ra trăm năm ước hẹn sau, Vân Phi Dương mỗi lần xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, đều sẽ biểu hiện ra phi thường khủng bố tốc độ phát triển. Đến mức, Tại tiểu thần giới cùng linh vũ giới giới thời gian chiến tranh sau đó, Bắc Môn Cử thiếu ý thức được, không thể tùy ý kẻ này trưởng thành tiếp. Mình không thể động thủ, có thể tìm trợ thủ, kết quả là, Vân Phi Dương rời đi tiểu thần giới, lần lượt đối mặt đến từ chân vũ thần vực cường giả truy sát. Ở trong loại hoàn cảnh này, hắn sống sót, cũng có ngày hôm nay, đánh với tiểu thần chủ một trận, thậm chí áp chế cảnh giới. Nếu như ngươi thì chúc thực lực ấy lời nói, Vân Phi Dương nghĩ một lát, cười nói ta khuyên ngươi vẫn là mau mau cút đi trong ngôn ngữ, bộc lộ ra hoàn toàn như trước đây phách lối cùng cuồng ngạo. Tiểu tử này, trầm ra vị diện, trầm lận phong cùng trầm lận nguyên nhao nhao lắc đầu. Trên bầu trời có màn sáng, chỗ xuất hiện hình ảnh, chính là Vân Phi Dương tại đối mặt Bắc môn cửu thiếu. Vân Thúc Quá Châu, Trầm Huy cùng Trầm Minh còn sùng bái không thôi, bọn họ thật sâu nhớ kỹ, tiểu vũ sơ đem Vân Thúc đưa đến Trầm ra, cảnh giới mới thối cốt kỳ. Cho đến ngày nay, không chỉ có đạt tới thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, càng là có mạnh hơn giới chủ thực lực như thế tốc độ phát triển hoàn toàn không kém gì ra ra a à. lại nói bác môn cửu thiếu giờ phút này hắn ánh mắt vô cùng âm u một cái đã từng có thể tùy ý chà đạp con kiến hôi lớn lối như thế khẳng định vô cùng khó chịu vân phi dương bác môn cửu thiếu lãnh đạm nói ngươi cho rằng bản chủ là linh vũ giới giới chủ như vậy mà đơn giản thì sẽ bại bởi ngươi không phải sao vân phi dương cười nhạt nói cái này tiểu thần chủ thấu phát khí tức hắn thấy cùng linh vũ giới giới chủ không có gì khác biệt chính mình muốn giết chết cũng là dễ như trở bàn tay hô đột nhiên bác môn cử thiếu quanh thân bộc phát ra khí thức khủng bố lạnh lẽo âm u nói tiểu tử ta hôm nay liền để ngươi biết ta cùng giới bên trong võ giả tranh lệch chật chật vân phi dương cười nói ngươi linh ngự khí quyết lĩnh ngộ tầng thứ không thấp nha bác môn cử thiếu sắc mặt kinh biến người này vậy mà biết mình tu luyện là linh ngự khí quyết phải Vân Đại Tiện Thần đem Bắc Môn Lê Không Gian Giới chỉ chiếm thành của mình, đối Bắc Môn ra rất nhiều vũ khí tâm pháp như lòng bàn tay. Hô, Bắc Môn Cửu Thiếu thu hồi tâm thần, quát lạnh nói, lại tiếp ta một trường. Hô, đang khi nói chuyện, đại thủ bỗng nhiên huy động, bên trong thân thể tăng vọt lực lượng như là như hồng thủy điên cuồng tuôn ra, ngừng tụ trăm trượng bao quát thủ trưởng ấn. Một trường này lực lượng, rõ ràng muốn so lúc trước mạnh rất nhiều. Đúng thôi, Vân Phi Dương cười nhạt nói, dạng này mới thú vị. Hô, đang khi nói chuyện, sợi tóc hóa thành kim sắc, cửu hoang chấn ngục quyền lần nữa thi triển mà ra. chương 1494, 6, song tiện kết hợp, linh vũ giới giới chủ cũng là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, nhưng từ mọi phương diện tới nói, hoàn toàn không cách nào cùng bác môn cửu thiếu đánh đồng. Dù sao, bác môn cửu thiếu đến từ chân vũ thần vực, cũng là bác môn ra đời thứ ba bên trong người nổi bật. Cũng tỉ như thi triển linh ngự khí quyết, chính là chuẩn tiên sơ kỳ cấp, vẫn lạc linh vũ giới giới chủ mạnh nhất vũ ký, có điều thời đỉnh cao tầng thứ. Bắc môn cử thiếu đối với linh ngự khí quyết lĩnh hội, có thể nói đạt đến cực hạn, vì cung cấp lực lượng tăng phúc vô cùng rõ rệt. Vân Phi Dương không dám khinh thường, cho nên khi thức vận dụng chiến thần hồn thể đệ nhất biến, cũng thi triển ra cửu hoang trấn mục quyền. Trường ấn, quyền ấn lần nữa trình lên phía dưới chi thế oanh tới, lấy bẻ gãy nghiền nát tốc độ, vỡ nát lấy không gian xung quanh. Oanh, cuối cùng, quyền trưởng hai ấn tướng đụng, liên y năng lượng ba động, trong nháy mắt tại vũ trụ lộng hành quấy rối, dẫn tới không gian dập dờn, cũng vỡ nát càng xa. Vân Phi Dương cùng Bắc Môn Cửu thiếu một kích này đối kháng, tuyệt đối là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn cấp trong quyết đấu, lực lượng nhất là sao sao. Đáng tiếc, hiện trường không có người xem, cũng chỉ có người trầm ra, mượn nhờ màn sáng mắt thấy bọn họ giao chiến. Hô, vỡ nát không gian, gió lạnh cuồng suy, hồi lâu sau, bắt đầu tự hành tái tạo, lần nữa trở về nguyên trạng bác môn cử thiếu lập tại nguyên chỗ quanh thân bị khủng bố khí lãng bao phủ ánh mắt bộc lộ ra giận dữ tại hắn đối diện vân phi dương cũng là ngạo mà đứng tóc hiện lên kim sắc quanh thân bị như là ánh lôi thần lực bao phủ theo hai người biểu lộ đến xem vừa rồi liều mạng một chiêu ai cũng không làm sao được người nào đáng giận bác môn cử thiếu nắm chặt quyền đầu chính mình liên gia tộc vũ kỹ đều vận dụng vẫn không cách nào dung chuyển người này Xoát, đột nhiên hai cánh tay hắn dựa vào mười ngón cấp tốc đánh võ ấn. Mặc thiên chỉ, Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, loại vũ kỹ này là bác môn gia thu nhận sử dụng chuẩn tiên sơ kỳ vũ kỹ bên trong, có chức thượng thừa một loại. Hiệu quả ở chỗ, dựa vào tự thân năng lượng, đến ngưng tụ ra chỉ quang, tu luyện cực hạn có thể xuyên thấu vạn vật. Theo hắn thủ pháp đến xem, cần phải lĩnh ngộ được tầng lớp rất cao lần. Vân Phi Dương nỉ non nói, bác môn cử thiếu biến hóa mười ngón, đột nhiên dừng lại, hai tay nhô ra, tay trái tay phải ôm cùng một chỗ, ngón giữa cùng ngón trỏ nhô ra, lạnh nhạt nói, mặc thiên chỉ. Hô, trong khoảnh khắc, đầu ngón tay ánh sáng lấp lóe, trướng mắt chói mắt. Bành, một đạo nhỏ bé bạch mang nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt lôi kéo ra thật dài lưu quang, phảng phất theo bầu trời xẹt qua sao băng. Thật nhanh, trầm lận phong cùng trầm lận nguyên mặt kinh biến, lấy thực lực bọn hắn, bắt bạch mang vô cùng khó khăn. Nhưng mà, đối mặt mạnh mẽ chỉ mang đột kích, Vân Phi Dương lại là một mặt bình tĩnh, Bác môn cử thiếu âm thầm cười lạnh, hắn thấy, chỉ cần tên kia không né tránh, một khi bị đánh chúng tất nhiên là không chết cũng bị thương. Xác thực, tại linh ngự khí quyết ra trì hạ, hắn chỗ thi triển chiêu này mặc thiên chỉ, uy lực tất nhiên là thật chưa từng có cường đại. Nếu như tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới đánh lén chuẩn tiên, cũng đều vì mang đến phiền toái không nhỏ. Hưu, chỉ mang nổ bắn ra mà đến, mang theo khí tức khủng bố. Nhưng mà, Vân Phi Dương vẫn đứng ở tại chỗ, không chỉ có không có né tránh, cũng như là không có phản kích tính toán. Vân huynh đệ là trốn không thoát sao, trầm lận phong ngưng trọng nói, trầm lận nguyên còn lo lắng nói, mạnh mẽ như vậy chỉ mang, bị oanh bên trong khẳng định xảy ra chuyện. Hưu, hai người nói chuyện ở giữa, thủ tại trong vũ trụ vân phi dương, tại chỉ mang sắp đánh tới trong nháy mắt, cả người nhất thời biến mất. Bác môn cửu thiếu sắc mặt kinh biến, vân phi dương biến mất quá đột ngột, hắn căn bản không có bắt được, liền phảng phất hư không tiêu thất. Một người, không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Bác môn cửu thiếu lúc này ý thức được, Vân Phi Dương nhất định là thi phát triển không gian hệ thân pháp, tan nhập không gian bên trong. Hô, đột nhiên, đằng sau thân thể âm thanh xé gió. Không tốt, bác môn cửu thiếu tâm thần đại biến, lúc này liền muốn né tránh, nhưng vẫn là trễ một bước, bị Vân Phi Dương một quyền đánh vào trên lưng. Bành, mạnh mẽ lực lượng bạo phát, nhất thời đem hắn đánh bay ra ngoài. Hưu, nhưng mà, bạo bay trong quá trình, Vân Phi Dương lần nữa thi triển túng bộ di vị, xuất hiện tại bắc môn cử thiếu phi hành lộ tuyến bên trong. Hô, chín tòa hoang cổ đại địa ngưng tụ mà ra, oanh, cuối cùng, Vân Phi Dương một quyền đánh ra, đem cái kia bay tới bắc môn cử thiếu, như là bóng cao su một dạng lần nữa đánh bay ra ngoài. Cái này, trầm lận phong cùng trầm lận nguyên trợn tròn con mắt, Vân Phi Dương hai lần biến mất, hai lần xuất hiện, quả thực quá huyền diệu. Thậm chí suy đoán, tên này có phải hay không lĩnh ngộ không gian thuộc tính, mới có thể như thế dễ như trở bàn tay không gian chuyển vị. Hô, gặp hai lần oanh kích bác môn cửu thiếu chật vật ổn định thân thể, sắc mặt dị thường khó coi, mà hắn áo mặc cũng đã đều vỡ vụn, lõa lổ bắp thịt lấp lóe nhạt đạm kim quang. Thân thể đại thành, Vân Phi Dương có chút kinh ngạc, bác môn cửu thiếu đè ép thân thể đau đớn, lạnh lẽo âm u cười nói thật bất ngờ sao. Thật bất ngờ, Vân Phi Dương lần thứ nhất gặp được cũng giống như mình thần thể đại thành đối thủ. Vân Phi Dương, bắc môn cửu thiếu lắc lắc thân thể, Ngạo nghễ nói, ta mặc dù không làm gì được ngươi, mà ngươi cũng khó có thể làm gì được ta. Thật sao, Vân Phi Dương cười lạnh, lần nữa thi triển túm bộ di vị xuất hiện tại hắn trước người. Oanh, đấm ra một quyền, lần nữa đem bác môn cửu thiếu đánh bay ra ngoài, lực lượng tuy nhiên rất cường đại, nhưng mà vẻn vẹn để huyết dịch của hắn sôi trào, cảm nhận được đau đớn. Còn về đem đả thương, còn vô cùng khó khăn, thân thể đại thành bác môn cửu thiếu, lại phối hợp linh ngự khí quyết, phòng ngự phía trên vẫn là rất mạnh. Xoát, Vân Phi Dương không tin tà, xuất thủ lần nữa. Bành, bành, liên tiếp đếm quyền, mặc dù đem bác môn cử thiếu đánh bay ra ngoài, nhưng vẫn không có thương tổn đến hắn. Ha ha ha, bác môn cử thiếu ổn định thân thể, đè ép đau đớn cười nói, Vân Phi Dương, người đã cũng là thần thể đại thành, chẳng lẽ không biết loại này thân thể rất khó bị phá rồi chứ? Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, xem ra phải nghiêm túc. Hưu, đang khi nói chuyện, sau lưng không gian nhất thời vặn vẹo, hình thành vòng xoáy hình, một cỗ kinh khủng kiếm ý lan tràn ra. Ừm, bác môn cửu thiếu thần sắc khẽ giật mình. Hô, nương theo lấy kiếm ý tuôn ra, một thanh bao vây lấy dây vải chuôi kiếm đầu tiên bày biện ra tới. Cùng lúc đó, vùng vũ trụ này không gian, tại chuôi kiếm sau khi xuất hiện, nhất thời trở nên táo động. Hô, càng thêm nồng đậm kiếm ý, điên cuồng tràn ngập, bác môn cửu thiếu sắc mặt càng ngưng trọng, nội tâm bắt đầu bất an. Hô, một thanh lấp lòe ánh sáng kiếm, theo hư không bên trong xuất hiện, Mang theo vương giả kiếm ý Kiếm này, Trầm Lận Phong Dung động nói Không phải là từ hốn nguyên chi khí Cùng hỗn nguyên thạch chú tạo Mà thành hốn nguyên cản khôn kiếm Nhất định là, Trầm Lận Nguyên ngưng trọng nói Năm đó phụ thân từng đang đàm luận Thiên hạ trí bảo lúc Để cập qua hốn nguyên cản khôn kiếm Cho ra đánh giá phi thường cao hưu Vân Phi Dương cầm kiếm vung lên Nói, ông bạn già, vạn năm sau ngày hôm nay Người ta lần nữa kể vai chiến đấu a à, ha ha kiếm thể bên trong truyền đến bất diệt kiếm linh tiếng cười. Một cái là thần giới tiện thần, một cái được xưng là tiểu tiện tiện, một người một linh lần nữa kể vai chiến đấu, chẳng khác nào là song tiện kết hợp. chương 1495, 7, chảm lui bắc môn cửu thiếu, làm vân phi dương nắm lấy hỗn nguyên càn khôn kiếm, cùng bất diệt kiếm linh câu thông trong nháy mắt, quanh thân bộc phát ra một cỗ càng thêm nồng đậm kiếm ý. Một khắc này, hắn phảng phất hóa thân thành kiếm, kiếm cũng là hắn. Đây là trí cao kiếm đạo cảnh giới, có thể xưng là nhân kiếm hợp nhất, cũng có thể gọi là người linh hợp nhất. Đã từng ngàn năm ở chung, đã từng ngàn năm sinh tử lịch luyện, phân Phi Dương cùng bất diệt chi kiếm loại kia cảm tình, mặc dù trải qua vạn năm luân hồi, lại chưa từng đứt gãy qua. Bây giờ lần nữa gặp nhau, lẫn nhau ở giữa ăn ý vẫn còn, dung hợp có thể nói thuận tự nhiên, nước chảy thành sông. Long viêm kiếm bên trong kiếm hồn cũng là âm thầm sợ hãi thán phục. Dưới cái nhìn của nó, cái này một người một linh không phải chủ tớ, càng giống là sinh tử chi giao huynh đệ. Đứng ở đằng xa bắc môn cửu thiếu, ánh mắt thì là càng ngưng trọng lên. Từ khi hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện về sau, trong lòng của hắn thì dâng lên bất an, càng vân phi dương cầm kiếm về sau, loại kia bất an càng thêm mãnh liệt. Kiếm này tuyệt đối bất phàm, bắc môn cửu thiếu ánh mắt lấp lẽ, trong lòng cũng là đang suy nghĩ muốn hay không rút lui. Hiu, nhưng vào lúc này, vân phi dương một tay phất lên, hỗn nguyên càn khôn kiếm hoa phá thương khung, hình thành một giải lụa vô song kiếm khí. Lấy người đứng xem góc độ đến xem, một kiếm này bình thản không có gì lạ, nhưng ở bất diệt kiếm linh gia trì hạ, kiếm khí lại ẩn chứa cường thế kiếm ý. Bắc Môn cử thiếu sắc mặt biến hóa, lúc này đem phòng ngự toàn bộ khai hỏa, trước người cấp tốc hình thành phòng ngự kết giới. Oanh, một kiếm oanh đến, thiên địa chấn động, Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên nhất thời trừng to mắt. Kiếm khí nhìn như bình thản tự nhiên, không nghĩ tới lại ẩn chứa khủng bố như thế uy lực tạch 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 đột nhiên tiếng vỡ vụn truyền đến hình thành phòng ngự kết giới tại tiếp nhận một kiếm về sau nhất thời vỡ nát hư vô bắc môn cửu thiếu sắc mặt khó coi trong lòng càng kinh hãi hơn hắn có thể cảm giác được vân phi dương một kiếm này ẩn chứa lực lượng tuyệt đối có thể phá mất chính mình thân thể a à, vân phi dương nói vậy mà đỡ được cái này ngôn ngữ như là thật bất ngờ rất xem thường bắc môn cửu thiếu ha 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 bất diệt kiếm linh hưng phấn nói lại đến một kiếm Ngủ say vạn năm, hắn rất muốn thoải mái lâm ly nhất chiến. Được, vân phi dương thỏa mãn tiểu tiện tiện nguyện vọng hỗn nguyên càn khôn kiếm lần nữa huy động. Vù vù, trong khoảnh khắc vô số kiếm ý bạo phát, hình thành một đạo như có như không kiếm ảnh ngạo nghễ thủ tại vũ trụ ở giữa. đệ nhất kiếm vân phi dương rất tùy ý, mà cái này kiếm thứ hai còn biểu hiện hết sức chăm chú. bất diệt kiếm linh cũng tại lấy thực lực bản thân gia trì kiếm ảnh uy lực liên tiếp trèo cao đối mặt khủng bố kiếm ảnh. Bắc môn cử thiếu trong lòng bất an càng mãnh liệt, cũng khiến cho hắn cuối cùng lựa chọn rút lui. Hưu, suy nghĩ vừa mới dâng lên, hắn liền chân đạp huyền diệu thân pháp, hướng phía sau bạo bay mà đi. Muốn chạy, Vân Phi dường ánh mắt lạnh lẽo, cánh tay phải huy động, ngưng tụ mà thành kiếm ảnh nhất thời chém ra đi. Hưu, kiếm ảnh gào thét mà đi, tốc độ cực nhanh, tạch tạch tạch, những nơi đi qua, không gian nhao nhao vỡ nát, di lưu ra một đạo sâu xa kiếm ngân, phảng phất đem vũ trụ cho chém ra. Trầm lận phong cùng trầm lận nguyên vẻ mặt nghiêm túc, tuy nhiên sạch bản thân ở đây quan chiến, nhưng cũng theo kiếm ảnh tạo thành lực phá hoại cảm giác được, bên trong ẩn chứa uy lực nhất định phi thường khủng bố. Trầm lận phong sợ hãi than nói, không nghĩ tới, đã từng vẫn lạc thần giới, lại có như thế trí bảo, quả thật khiến người ngoài ý. Phụ thân nói qua, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Trầm lận nguyên nói, có chút tầng thứ không cao vị diện, có lẽ thì sẽ sinh ra khiến người ta rung động trí bảo. Trầm lận phong cười nói, vân huynh để kiếm này nơi tay, đủ để khinh thường giới bên trong. Không sai, trầm lận nguyên đồng ý nói, bên cạnh trầm minh cùng trầm huy thì là há to mồm đi. Khinh thường giới bên trong, vân thúc hiện tại như vậy châu ha, à, oanh, nhưng vào lúc này, màn sáng bên trên truyền đến tiếng vang, hai người lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Chạy trốn đại diện tiểu thần trên lưng, bị chém ra một đạo sâu xa kiếm ngân, máu tươi ảo ảo chảy dòng. Thần thể đại thành hắn, bị Vân Phi Dương nhất kiếm phá phòng đáng đáng giận Bắc Môn cửu thiếu phẫn nộ quay người hận hận nói Vân Phi Dương chờ đó cho ta hưu đang khi nói chuyện bị thương hắn cuối cùng vẫn thi triển Bắc Môn ra bí pháp lấy nỗ lực đắt đỏ đại giới cấp tốc biến mất ừm đang chuẩn bị lại trả một kiếm Vân Phi Dương khẽ nhíu mày theo Bắc Môn lê trong không gian giới chỉ hắn cũng không có gặp loại này có thể trong nháy mắt biến mất vũ khí Tiểu Tiện Tiện nói lão tử còn không có đánh đủ hắn chạy thế nào không có việc gì vân phi dương cười nói về sau có là cơ hội tốt a à, tiểu tiện tiện nói tiễn ta về đi ta muốn tiếp tục hấp thu thần lực tên này tại thần ma sơn điên cuồng thu lấy thần lực bây giờ đã khôi phục vạn năm trước trình độ nhưng vẫn chưa đủ nhân là chủ nhân vân phi dương đã là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn chính mình phải nỗ lực đuổi theo tiểu tiện tiện hiện tại trạng thái đơn giản cũng là thiên tôn cấp cùng vân phi dương dung hợp về sau thao túng hỗn nguyên càn khôn kiếm, một kiếm chém bị thương thần thể đại thành tiểu thần chủ. Rất khó tưởng tượng, khi hắn đã tới cùng chủ nhân không kém bao nhiêu tầng thứ, cả hai lần nữa dung hợp, sẽ bộc phát ra kinh khủng bực nào lực lượng tới. Có quan hệ điểm này, cũng Vân Phi Dương vô cùng chờ mong. Hắn tin tưởng, nếu như tiểu tiện tiện có thể có cùng mình bắt cặp tầng thứ, tuyệt đối có thể kiếm chảm chuẩn tiên. Bảy khối mảnh vỡ tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm, tại kiếm hồn gia trì hạ, từng chém giết Bắc môn lê dạng này chuẩn tiên cường giả. Trên lý luận tới nói, bất diệt kiếm linh khẳng định không cách nào cùng kiếm hồn đánh đồng. Nhưng Vân Phi Dương sở dĩ tin tưởng vững chắc, tiểu tiện tiện đạt tới chính mình tầng thứ, có thể chạm chuẩn tiên là bởi vì hiện tại hỗn nguyên càn khôn kiếm đã tái tạo hoàn tất. Huống chi, lúc ấy hắn mặc dù cùng kiếm hồn người linh hợp nhất, nhưng dù sao không phải rất ăn ý. Đi theo chính mình ngàn năm tiểu tiện tiện, lẫn nhau ở giữa dung hợp hoàn mỹ không một tỷ vết, phối hợp hoàn chỉnh hỗn nguyên càn khôn kiếm, chém giết chuẩn tiên tuyệt không lại lời nói dưới. Đương nhiên, đây hết thảy khả năng, đều muốn xây dựng ở bất diệt kiếm linh, phải nắm giữ vân phi dương hiện tại tầng thứ. Muốn theo thiên tôn đột phá đến thời đỉnh cao, cần thiết thời gian, chỉ sợ cũng dài đằng đẵng Một kiếm chém bị thương bắc môn cửu thiếu, phát động dùng bí pháp chạy trốn. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, vân phi dương có bất diệt kiếm linh ra chỉ hỗn nguyên cản khôn kiếm, thực lực đề cao rất nhiều. Mà hắn vẫn chưa đủ, bởi vì mặt trên còn có chuẩn tiên, còn có tiên nhân, thậm chí trí cao vô thượng tiên đế. Ô, Vân Phi Dương buông lỏng tâm tính, ánh mắt khóa chặt vô tận thôn vệ chi ngọn nguồn. Hưu, tử liên nghiệp hỏa lần nữa xuất hiện, bắt đầu dài rằng giặc tính hóa. Bị thương bác môn cửu thiếu về đến cung điện về sau, thì là sắc mặt tái nhợt, cực kỳ suy yếu. Bị Vân Phi Dương chảm một kiếm, thương tới sau lưng, lại vận dụng bí pháp chạy trốn, bây giờ hắn đã gần đến hồ hư thoát. Chủ thượng, tả sứ cả kinh nói, ngài không có sao chứ. Bác môn cửu thiếu đè ép thương thế, muốn rách cả mí mắt nói, nhanh truyền tin cho phụ thân ta, để hắn điều động càng mạnh võ giả hạ giới. Đúng, tả sứ lúc này lui ra, bác môn cử thiếu còn lúc này lựa chọn bế quan, điều dưỡng thương thế. Vài ngày sau, chân vũ thần vực bác môn ra, bác môn xanh thu hoạch được tả sứ truyền đến thư tín, đến con trai của biết rõ bị vân phi dương đánh sấp, ánh mắt lấp lé lạnh lùng. chương 1496, 498 Công đức chi lực, chảm lui bác môn cử thiếu về sau, Vân Phi Dương đem tinh lực tất cả đều đưa lên tại tịnh hóa thôn vệ chi ngọn nguồn bên trên. Loại này âm u thuộc tính, theo thần giới vỡ nát trung tâm bắt đầu lan tràn, trải qua vạn năm, đã hình thành mấy chục quang bên trong phạm vi, muốn triệt để tịnh hóa, chỉ ít cần một đoạn thời gian rất dài. Vô luận như thế nào, cũng muốn đem loại trừ. Vân Phi Dương thái độ kiên quyết, bắt đầu điên cuồng tịnh hóa. Một tháng sau, mảng lớn thôn vệ khí thức bị luyện hóa, nguyên bản bị bao phủ hắc ám khu vực cũng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Làm tử liên nghiệp hỏa tiếp tục tính hóa thời điểm, một người tàn phế tinh cầu đàn lộ ra, hiển nhiên bị thôn phệ về sau, chưa triệt để phai mờ. Ừm, đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện tại rời ra phá làm vị diện bên trong trên núi cao, đứng thẳng một tên toàn thân sói mòn lão giả, thấu phát khí tức thì là hóa thần cảnh. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, trống rông ánh mắt nhìn về phía thần giới vỡ nát phương vị, hai tay hơi hơi mở rộng, phảng phất tại làm lấy cầu nguyện. Cái này đã không thể cung cấp nhân loại ở lại vị diện, gọi là ngũ hành đại lục. Cái kia bị thôn vệ chi lực ăn mòn, sớm đã không có có bất luận hơi thở của sự sống nào lão giả, chính là ngũ hành lão tổ. Đã từng hắn, vốn có thể theo hậu nhân cùng một chỗ rời đi, nhưng sau cùng lựa chọn cùng gia viên của mình, cùng vô số sinh linh cùng một chỗ cùng tồn vong. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, trong lúc mơ hồ, hắn theo cỗ thi thể này bên trên, cảm nhận được một cỗ tinh thuần vô cùng tín ngưỡng. Có lẽ, Vân Phi Dương nỉ non nói, hắn tại trước khi chết, vẫn tại hướng thần cầu nguyện. Vâng, Ngũ hành lão tổ trước khi chết, tại thành kính cầu nguyện. Cũng tin tưởng cuối cùng có một ngày, thần sẽ lần nữa trở về, cứu vãn vạn giới sinh linh cùng trong nước lửa. Một ngày này, tới, làm đã từng thần, vân phi dương rơi ở trên núi, rơi ở trước mặt hắn. Một khắc này, ngũ hành lão tổ thi thể nhẹ nhàng run rẩy trống rộng ánh mắt hiện lên một tia hào quang nhỏ yếu. Tồn tại ở giữa thiên địa, những cái kia đã chết sinh linh vong hồn, phảng phất đạt được giải thoát, dần dần tiêu tán thành vô hình bên trong làm thần hàng lâm tổn hại ngũ hành đại lục, cùng cùng tồn vong lão giả và các sinh linh, rốt cục có thể mỉm cười cửu tuyền. Chẳng biết tại sao, Vân Phi dương tâm tình nặng nề. Hắn nhìn lấy cô kia phảng phất đạt được giải thoát thi thể, vô hạn tự trách nói, thật có lỗi, ta tới quá muộn. Ngũ hành đại lục bị thôn phệ lúc, hắn tại vạn thế đại lục tu luyện, cảnh giới chưa đạt tới vũ thần cảnh. Khi đó, khẳng định không có năng lực đi hóa giải thôn phệ chi lực, không cách nào giải cứu những thứ này từng thuộc về thần giới trần thế vị diện. Bây giờ khác biệt, Vân Phi Dương thực lực đã kinh biến đến mức đủ cường đại. Hắn muốn triệt để đem cái này thôn vệ vô số đại lục cùng sinh linh tội ác cội nguồn tịnh hóa, tránh bất hắn phạm giới lại gặp tai họa ngập đầu. Vân Phi Dương đem tổn hại ngũ hành đại lục, cùng cái kia tràn ngập tín ngưỡng khi tức lão giả thu nhập Phi Dương giới. Sau đó, lần nữa đem ánh mắt khóa chặt tại thôn vệ chi ngọn nguồn bên trên, bắt đầu tiếp tục tịnh hóa. Lại qua mấy tháng, lan tràn cực lớn thôn vệ chi ngọn nguồn, đã bị Vân Phi Dương tịnh hóa 2 phần 10. Mà tại tiểu thần giới, bầu trời không gian theo thoạt đầu run nhè nhẹ, cho tới bây giờ tần suất từng bước tăng tốc. Thân ở phương này vị diện sinh linh, có một loại sắp nghênh đón ngày tận thế cảm giác. Chuyện gì xảy ra, cảm giác trời giống như tùy thời muốn sập a. Rất nhiều võ giả hoảng sợ không thôi, thân ở trong cung điện tả sứ thì là gấp xoay quanh. Chủ thượng thụ thương, bế quan tu luyện, lão chủ thượng phương diện cũng từ đầu đến cuối không có tin tức. Tả sứ một chút không biết, nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể ở trong cung điện tiếp tục chờ đợi. Lại qua mấy tháng, tiểu thần giới không gian, theo thoạt đầu quy luật nhảy lên, cho tới bây giờ đã phát triển đến run rẩy kịch liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ nát. Rất nhiều tông môn cùng thế lực ý thức được không ổn, nhao nhao làm tốt rút lui tính toán. Tiểu thần giới xây lập thời gian không dài, nội tình cũng không đủ, tại đối mặt hủy diệt tính nguy hiểm, khẳng định cây đổ bầy khỉ tan. Làm sao bây giờ, trong cung điện, tả sứ gấp đầu đầy mồ hôi, hắn biết tạo thành tiểu thần giới không gian bất ổn tình huống, nhất định cùng vân phi dương tịnh hóa thôn vệ bản nguyên có quan hệ. Nhưng là, liền chủ thượng đều bị đánh thương tổn, chính mình đi qua, khẳng định cũng là chịu chết. Ông, một ngày, liên tiếp chân vũ thần vực trận pháp lấp lè ánh sáng, hai tên thân thể mặc trường bào lão giả từ bên trong đi ra. Tả sứ nhìn thấy người đến, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, vội vàng đi ra cung điện, cung cung kính kính nghênh đón nói, thuộc hạ tả sứ, tham kiến mấy vị trưởng lão. Đến hai tên lão giả, là bác môn gia trưởng lão, thực lực đều là chuẩn tiên cấp. Bác môn gia tộc chức vụ phân chia, cùng rất nhiều hạ giới tông môn không khác gì nhiều, chia làm phổ thông trưởng lão cùng nội vụ trưởng lão. Phổ thông trưởng lão, cũng là chỉ có trưởng lão tên không có thực quyền, nội vụ trưởng lão thì là địa vị gần với gia chủ, trưởng quản gia tộc mỗi cái sự vụ. Đến hai cái lão giả, chính là bác môn gia phổ thông trưởng lão. Bàn về địa vị cùng thực lực, khẳng định phải so lúc trước hạ giới Bắc Môn Lê càng mạnh. Tên là Bắc Môn Tùng lão giả ngạo nghễ gật đầu, phát hiện tiểu thần giới không gian bất ổn, cau mày nói, hiện tại tình huống như thế nào? Bẩm trưởng lão, Tả sứ vội vàng nói, Vân Phi Dương Tịnh Hóa thôn phệ chi ngọn nguồn đã qua nửa. Hừ, Bắc Môn Tùng lạnh lùng nói, ta Bắc Môn gia lưu tại hạ giới thôn phệ chi ngọn nguồn, kẻ này lại mưu toan Tịnh Hóa, quả thật muốn chết. Hạo Hán vũ trụ bên trong, gần nửa đếm thôn phệ chi ngọn nguồn, đã bị Vân Phi Dương hóa đi. Dài đến trong nửa năm, hắn một mực thôi động tử liên nghiệp hỏa, lấy cường đại linh hồn lực lan tràn, có thể nói phí không ít tâm thần. Loại này tịnh hóa, còn là tốt nhất, Vân Phi Dương có thể ý thức được, chính mình linh hồn lực so trước kia mạnh hơn, đối với tử liên nghiệp hỏa trưởng khống, còn càng thêm như cá gặp nước. Càng kỳ diệu hơn là, theo tịnh hóa đến ngũ hành đại lục, theo hắn không ngừng tiến lên, một cỗ kỳ diệu khí tức không gián đoạn mà tràn vào bên trong thân thể. Mới đầu Vân Phi Dương không biết, loại khí thức này là vật gì. Cho đến có một ngày, khi hắn lấy tử liên nghiệp hỏa, lần nữa tịnh hóa một mảnh vỡ nát vị diện mới ý thức tới, cái này đặc thù khí thức là vô số vong linh chi khí đạt được giải thoát sau phản hồi cho mình năng lượng. Đây là, long viêm kiếm bên trong kiếm hồn trầm ngâm sơ qua, nói công đức chi lực. Công đức chi lực, Vân Phi Dương có chút không hiểu, kiếm hồn giải thích nói, bị thôn vệ chi ngọn nguồn thôn vệ sinh linh, sau khi chết hóa thành vong hồn, người lấy thần thân phận tịnh hóa, thu hoạch được công đức thì ra là thế vân phi dương có điểm minh bạch năm đó sư tôn cũng từng nói qua nếu như có thể tái tạo thần giới liền có thể đạt được vô lượng công đức ở trong thiên địa này huyền diệu nhất không ai qua được công đức bởi vì nó không là dựa vào võ giả tu luyện liền có thể ngưng tụ tiểu tử kiếm hồn ngưng trọng nói công đức loại này tồn tại áp đảo thuộc tính cùng cảnh giới phía trên thậm chí cao hơn đạo ý nếu như ngươi ngưng tụ đủ nhiều có thể trực tiếp tiến hành đại cảnh giới đề bạt như như vậy vân phi dương kinh ngạc không thôi Kiếm hồn nói, mau chóng tịnh hóa đi, loại này công đức chi lực, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ừm, Vân Phi Dương lúc này hết sức chăm chú bắt đầu tịnh hóa. Bất quá, không bao lâu, liền cảm giác được đằng sau thân thể hai cố cường đại dị thường khí tức. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nói chuẩn tiên, chương 1497, Vân Phi Dương một thân là bảo bối. Hạo hán vũ trụ bên trong, Bắc môn tùng cùng Bắc môn hạc hai tên Bắc môn ra phổ thông trưởng lão phi tốc mà đến, cuối cùng rơi vào Vân Phi Dương cách đó không xa. Hai người đục ngầu trong ánh mắt, thấu phát nồng đậm sát cơ, chuẩn tiên cấp khí tức càng là bại lộ không thể nghi ngờ. a à, Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, đột nhiên đến hai tên chuẩn tiên, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, khẳng định là bác môn ra phái tới. Mà chuẩn tiên có thể hạ giới, hẳn là thu hoạch được tiên đế phê chuẩn. Người chính là Vân Phi Dương, bác môn tùng thản nhiên nói, trong ngôn ngữ, thấu phát khinh thường cùng xem thường hiển nhiên không có đem cái này chỉ có thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn tiểu gia hỏa để vào mắt. Vân Phi Dương nhún nhún vai, cười nói, làm ngươi thấy ta, nên kết luận ta là Vân Phi Dương, bởi vì tại vạn giới bên trong rất khó nhìn thấy ta đẹp trai như vậy nam nhân. Hai tên trưởng lão khóe miệng co giật, bọn họ tại Bắc Môn ra nghe nói qua Vân Phi Dương sự việc, biết kẻ này cuồng ngạo tự đại, lại không nghĩ rằng càng như thế không biết xấu hổ. Tiểu tử, Bắc Môn Tùng cười lạnh nói, người lá gan không nhỏ a à cũng dám tự tiện tịnh hóa ta bắc môn ra thôn vệ chi ngọn nguồn vân phi dương nói lớn như vậy một khối rác rưởi tồn tại ở vạn giới ta phải thanh lý mất không phải vậy nhìn lấy chướng mắt trùng hợp bắc môn tùng thản nhiên nói bản trưởng lão nhìn ngươi cũng rất chướng mắt ngày hôm nay thì phải thanh lý mất nếu như ngươi có năng lực như thế vân phi dương cười nói ta không ngại ngươi đến đem ta thanh lý mất bắc môn tùng ánh mắt âm sâm xuống tới hiển nhiên muốn động thủ đem tiểu tử này triệt để mặt sát Đứng ở bên cạnh bác môn hạc liền nói, tam ca, tiểu tử này giao cho ta. Cũng tốt, bác môn tùng gật đầu nói. Bác môn hạc thân thể lóe lên, xuất hiện tại vân phi dương trước mặt, cười lạnh nói, tiểu tử, chịu chết đi. Hô, trong khoảnh khắc, lực lượng kinh khủng gào thét mà đến. Vân phi dương biến sắc, lúc này dẫm lên túng bộ di vị, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, cũng xuất hiện tại ngoài trăm trường. Bành, bác môn hạc một quyền thất bại, có chút kinh ngạc đứng ở đằng xa Bắc môn tùng cũng là rất giật mình, nói chuẩn tiên trung kỳ thân pháp. Bác môn hạc cười nói, tam ca, tiểu tử này trên người có hàng A. Bác môn tùng nói, kẻ này thắng được tam giới chi chiến, thu hoạch được không ít công huân, hẳn là tại công huân các đổi lấy chuẩn tiên trung kỳ vũ kỹ. Ha ha, bác môn hạc cười nói, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Hai người mặc dù là bác môn gia trưởng lão, nhưng trừ một số bí pháp bên ngoài, cũng không tiếp xúc qua chuẩn tiên trung kỳ vũ kỹ. Cho nên, làm Vân Phi Dương thi triển ra túng bộ di vị, hai người nhất thời rất là tâm động. Gia tộc cho nhiệm vụ là giết chết kẻ này, nhưng cũng không nói xử trí như thế nào trên người hắn trí bảo cùng vũ kỹ. Chỉ cần đem tên này giết chết, lấy ra không gian giới chỉ, đồ, vật chính là mình. Muốn ta vũ kỹ, Vân Phi Dương cười nói, vậy cũng phải nhìn, người có hay không cái này năng lực. Thật sao, bác môn hạc cười lạnh, ngưng tụ bên trong thân thể lực lượng kinh khủng bạo phát, nhất thời tràn ngập trong vòng nhìn dặm hình thành cường thế uy áp vân phi dương có thể rõ ràng cảm giác được mảnh không gian này bị triệt để phong tỏa hô bác môn hạc vung tay lên khủng bố trưởng ấn từ trên trời giáng xuống bác môn cửu thiếu đã từng thi triển qua một chiêu này nhưng ở chuẩn tiên cấp cường giả trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới có chút mạnh a à, vân phi dương nhíu mày lại hưu đột nhiên hỗn nguyên càn khôn kiếm theo hư không bay ra hắn một phát bắt được chuôi kiếm bỗng nhiên giơ kiếm chém về phía cái kia chân áp xuống trưởng ấn Ô, oh, tại tiểu tiện tiện gia trì hạ, khủng bố kiếm khí gào thét mà ra. Bành, cuối cùng, kiếm khí nghênh tiếp trưởng ấn, đem trực tiếp đánh nát hư vô. Bắc Môn Hạc sắc mặt kinh biến, quan chiến Bắc Môn Tùng cũng là trừng to mắt, tiểu tử này một kiếm, có thể phá mất tứ đệ trưởng ấn, cũng quá bất khả tư nghị đi. Vẫn là nói, trong tay hắn kiếm phẩm chất bất phàm. Bắc Môn Tùng gắt gao khóa chặt tại Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bên trên, gặp lấp lóe sáng chói bạch mang, ánh mắt lần nữa hiện ra nồng đậm tham lam ánh sáng. Làm một tên sắp bước vào chuẩn tiên trung kỳ cường giả, nếu như không thể phán đoán một thanh kiếm tốt xấu, cái kia thật sống uổng phí. Tứ đệ, bác môn tùng cười nói, tên này một thân là bảo bối A. Bác môn hạc ánh mắt cũng là lấp lóe tinh mang, cười nói, lần này hạ giới đến đánh giết hắn, cũng là một kiện việc cực kỳ khủng khiếp. Hô, vừa dứt lời, hắn song trưởng giơ lên, điên cuồng huy động. Vù vù, từng đạo từng đạo trưởng ấn, tại trong vũ trụ ngưng tụ, mang theo lực lượng kinh khủng, lần lượt đánh xuống tới ngoả tàu bất diệt kiếm linh nói có chút mãnh liệt vân phi dương khẽ nhíu mày lúc này thi triển túng bộ di vị xuyên qua không gian càng không ngừng hướng phía sau lui nhanh mà cái này càng làm cho bác môn hạc giật mình phải biết hắn đã trước dùng tiên uy trói buộc không gian kẻ này lại vẫn có thể như cá gặp nước ở chính giữa xuyên tới xuyên lui cũng liền đại biểu hắn thân pháp nhất định là chuyển tiên trung kỳ bên trong thượng thừa nhất ha 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 bắc môn hạc cười to nói tiểu tử người không thoát Dát, đột nhiên, tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì Vân Phi Dương đang không ngừng lệch vị trí bên trong, đột nhiên biến mất, liền khí tức cũng không. Cái loại cảm giác này, thật giống như đã chạy xa. Sao làm sao có thể? Bắc Môn Tùng cùng Bắc Môn Hạc nhất thời mắt trợn tròn. Hai người tiên niệm một mực bao phủ mấy chục vạn dặm khu vực, tên kia coi như vận dụng bí pháp nào đó, cũng tuyệt không có khả năng trong nháy mắt biến mất a. À? Hô, Bắc Môn Tùng tiên niệm điên cuồng thi triển, thăm dò phương viên mấy chục vạn dặm nhưng cũng phát hiện trừ tản mát hòn đá cùng cát bụi bên ngoài, tất nhiên là thật không có Vân Phi Dương bóng dáng. Đáng giận, hắn phẫn nộ nói, tên kia chạy, bác Môn Hạc cũng là giận dữ không thôi, dù sao đây chính là một tảng mỡ dày a. À. Trầm ra, làm Trầm Lận Nguyên mắt thấy Vân Phi Dương biến mất, nắm bắt chiến đế lệnh tay cũng buông ra tới. Rất hiển nhiên, nếu như Vân huynh đệ gặp được nguy cơ, hắn biết không chút do so dự liên lạc chân vũ thần vực phụ thân. Kỳ quái, Trầm lận phong khó hiểu nói, Vân huynh đệ làm sao lại không có đâu. Hai người giống như bác môn tùng, cũng là nghĩ không thông, một người tại sao lại hư không tiêu thất đây. Trên thực tế Vân Phi Dương cũng không có biến mất, giờ phút này hắn đã dung nhập Phi Dương giới, mà tại hảo hán vũ trụ trung tác nhiều một khỏa cực không thấy được cắt bụi. Không có cách nào, hai cái chuẩn tiên cấp cường giả, khẳng định đánh không lại, lựa chọn tốt nhất cũng là chuồn đi. Mà lại chuồn đi thời điểm, cố ý thi triển túng bộ di vị, vì cũng là mê hoặc hai người, từ đó mượn cơ hội tiến vào phi dương giới. Không thể không nói, loại này chạy trốn phương thức rất hoàn mỹ. Bắc môn tùng cùng Bắc môn hạc hai người, căn bản không quan tâm phiêu đáng tại trong vũ trụ cắt bụi, mà là nghĩ đến, tên kia nhất định ỉ vào không gian thân pháp chạy xa. Mẹ, tiến vào phi dương giới về sau, vân phi dương thở hổn hển nói, Bắc môn ra phái tới chuẩn tiên, sau so lúc trước chảm giết cái kia mạnh quá nhiều. Ngoá, tiểu tiện tiện nói, khẩu khí này núi không trôi làm theo vân phi dương pha trộn nhiều năm bất diệt kiếm linh tính khí cũng là thẳng táo bạo người bây giờ là cái gì tầng thứ vân phi dương dò hỏi tiểu tiện tiện nói dựa theo giới nội thể hệ tính toán ta hiện tại cần phải có thể so với nhất phẩm bán tiên đi vân phi dương sụp đổ nói chậm như vậy hắn tịnh hóa thôn vệ chi ngọn nguồn dùng nửa năm phi dương giới còn đi qua trăm năm tên này mới theo thiên tôn cấp bước vào bán tiên tầng thứ để bạt không phải rất hài lòng tiểu tiện tiện ủy khuất nói ta lại không phải nhân loại không có cách nào tu luyện tâm pháp vũ kỹ chỉ có thể chậm rãi hấp thu vậy cũng đúng vân phi dương nói người tính toán đạt tới bán tiền đại viên mãn cần phải bao lâu tiểu tiện tiện hơi chút cân nhắc nói một ngàn năm đi phi dương giới ngàn năm ngoại giới thì là năm năm vân phi dương chân thành nói người tiếp tục hấp thu đột phá đến bán tiền đại viên mãn tầng thứ chúng ta lại đi ngược cái kia hai cái lão đầu được tiểu tiện tiện nói đến lúc đó lão tử phải dùng hỗn nguyên cản khôn kiếm mũi kiếm bạo bọn họ cúc hoa. Chương 1498, là thời điểm ra ngoài. Năm đó chém giết Bắc Ngôn Lê, là bởi vì kiếm hồn gia trì, hình thành một kiếm uy lực khủng bố. Bây giờ, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm mặc dù hoàn chỉnh, nhưng tiểu tiện tiện thực lực quá yếu, Vân Phi Dương muốn chiến thắng Chuẩn Tiên cũng là phi thường khó khăn. Không quan hệ, Vân Đại Tiện Thần không giận nổi. Hắn thấy, chỉ cần có đầy đủ thời gian để tiểu tiện tiện hấp thu thần lực, một khi đạt tới cùng mình ngang hàng tầng thứ khẳng định có đánh với chuẩn tiên một trận tư cách. Thừa dịp thời gian này, tới tu luyện chư thần thần thông. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm lĩnh hội. Vượt ngoại chiến trường nhất chiến, hắn thu hoạch được hơn 10 loại thần thông, muốn tái tạo thần giới phải lĩnh ngộ cực hạn. Bất diệt kiếm linh đưa thân vào thần ma sơn bên trong, điên cuồng thu lấy thần lực mạnh đại tự ngã, Vân Phi Dương còn không ngừng lĩnh hội thần thông, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Trăm năm sau, Vân Phi Dương đã đem năm loại thần thông triệt để lĩnh hội bất diệt kiếm linh cũng theo nhất phẩm bán tiên, đột phá đến tam phẩm bán tiên tầng thứ. Tiểu tiện tiện mặc dù không phải nhân loại, khó có thể tu luyện tâm pháp, nhưng thân là kiếm linh nó có một cái ưu thế cự lớn. Chỉ cần có sung túc thần lực hấp thu, liền có thể ổn định đề bạt, không có cảnh giới bình cảnh. Lại hơn trăm năm, tiểu tiện tiện từ tam phẩm bán tiên tầng thứ đột phá đến ngũ phẩm bán tiên. Loại tầng thứ này đề bạt, cơ hồ mỗi trăm năm hai cái giai đoạn, như thế ổn định, dù là yêu nghiệt phân phi dương cũng làm không được phi dương giới thời gian gia tốc khu vực 200 năm, ngoại giới đi qua một năm. Bác môn tùng cùng bác môn hạc hai người, đau khổ tìm kiếm thật lâu về sau, không tìm được vân phi dương, liền canh giữ ở thôn Phệ chi ngọn nguồn trước. Bọn họ rất ảo não, ảo não tại đại dê béo cứ như vậy chạy. Tứ đệ, bác môn tùng âm thanh lạnh lùng nói, gặp lại tiểu tử kia, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, mau chóng đem bắt giữ hắn. Được, bác môn hạc gật đầu nói, hai người không nói nữa, yên tĩnh trông coi thôn vệ chi ngọn nguồn mơ hồ suy đoán tên kia có lẽ sẽ còn lại đến hai tên chuẩn tiên nhất cử nhất động bị vân phi dương quan sát đến hắn cười lạnh nói chờ ta lại xuất hiện chính là hai người các người mất mạng thời điểm tiểu tiện tiện tầng thứ đề cao cả hai từng dung hợp qua khu động hỗn nguyên cản khôn kiếm hình thành uy lực so trước kia càng mạnh vân phi dương có thể xác định làm tiểu tiện tiện tầng thứ đã tới bán tiên đại viên mãn đánh với chuẩn tiên một trận cũng không có vấn đề đương nhiên Vân Phi Dương cũng biết, cùng hai tên chuẩn tiên giao thủ, độ khó khăn càng lớn, cho nên nhất định phải nghĩ tốt đối sách. Như thế nào mới có thể đem hai tên chuẩn tiên chém giết? Càng nghĩ, Vân Phi Dương vẫn là đem hy vọng ký thác vào Chu Thiên Kiếm trận bên trên. Vì thế, tại lĩnh ngộ thần thông về sau, liền gọi tới là một bọn người, tiếp tục lấy thực chiến phương thức đến để cao độ thuần thục. 500 năm sau, Vân Phi Dương đem thu lấy thần thông, toàn bộ lĩnh ngộ cực hạn. Đối với Chu Thiên Kiếm trận cấp độ thứ hai trưởng khống, cũng là lô hỏa thuần thanh. Duy nhất thiếu hụt là, loại này đại sát trận, lấy trước mắt hắn cảnh giới cùng năng lượng, thi triển một lần liền sẽ tinh bị lực tấn. Phải nắm chắc cơ hội, làm đến một chiêu giết địch. Vân Phi Dương nỉ non nói, tại đây thời gian 500 năm bên trong, bất diệt kiếm linh niên cuồng thu lấy thần lực thuộc tính, tầng thứ đạt tới vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn. Sau đó, lại hấp thu 200 năm, cuối cùng đột phá đến thời đỉnh cao. Chật chật, Vân Phi Dương cảm thán nói, 900 năm thời gian, theo nhất phẩm đột phá đến thời đỉnh cao tiểu tiện tiện ngươi tốc độ này có thể a à. tiểu tiện tiện ngạo nghễ nói ta dù sao cũng là cực hiếm thấy bất diệt kiếm linh đây đi đi vân phi dương bĩu môi nói nếu không phải ta cái này phi dương giới thần lực thuộc tính mạnh hơn thần giới gấp mấy chục lần ngươi lại có thể nhanh như vậy đột phá hắc hắc tiểu tiện tiện cười nói vậy cũng đúng được vân phi dương chân thành nói tầng thứ cũng cao chúng ta bắt đầu tu luyện đi tiểu tiện tiện hét lên còn tu luyện cái gì a à? trực tiếp ra ngoài, bảo hai tên khốn kiếp kia cúc hoa. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, ngươi cho rằng hai cái chuẩn tiên, cứ như vậy tốt sao sao hoa sao. Người ta song tiện kết hợp, trong thiên hạ này, người nào cúc hoa không thể bảo. Tiểu tiện tiện ngạo nghễ nói, tên này phách lối, hoàn toàn không kém gì Vân Phi Dương. Đừng nói nhảm, Vân Phi Dương nắm lấy hỗn nguyên cản khôn kiếm, ngưng trọng nói, đi, chúng ta đi nghiên cứu chu thiên kiếm trận. Một mảnh đất trống chỗ, Vân Phi Dương ngạo mà đứng, bạch y tung bay, tại dưới chân hắn, hỗn nguyên càn khôn kiếm cắm ở trong bùn đất, thân kiếm lấp lóe tia sáng chói mắt. Hiu, đột nhiên, Vân Phi Dương hai tay vung lên, vô số lợi kiếm bỗng dưng mà ra, lấy chính mình làm trung tâm, hình thành một cái cự đại hình tròn kiếm trận. Những thứ này lợi kiếm, toàn xuất từ Âu Dương Tuệ làm ra, phẩm chất đồng đều đạt tới cửu phẩm bán tiên tầng thứ. 10000 chuôi cửu phẩm bán tiên kiếm khí, đến tạo thành kiếm trận, cái này nếu như truyền đi, khẳng định tiện sát không ít võ giả kiếm khí mà đứng, kiếm trận hình thành, nhưng là vị trí trung tâm lại không có vật gì. Đây là kiếm trận tuyệt đối mắt trận, không có kiếm gia trì lời nói, kiếm trận cũng đem không cách nào vận chuyển bình thường. Ông, nhưng vào lúc này, Hỗn Nguyên Cản Khôn kiếm nhẹ nhàng run rẩy, trật tự bay đi, mũi kiếm hướng xuống treo tại vị trí trung tâm, cấu thành kiếm trận trọng yếu nhất kiếm trận. Vù vù, mắt trận quy vị về sau, Chu Thiên kiếm trận vận chuyển, cường thế kiếm ý điên cuồng hiện lên. Cùng lúc đó Vạn Thanh kiếm khí hơi run rẩy, một cuồn cuộn tinh thuần kiếm ý phiêu nhiên mà ra, ngừng tụ tại hỗn nguyên càn khôn kiếm bên trong. Hỗn nguyên càn khôn kiếm phát ra ánh sáng, như là cao cao tại thượng vương giả, mà vạn kiếm còn phảng phất tại chiều bái nó. Quả nhiên, Vân Phi Dương vui vẻ nói, lấy hỗn nguyên càn khôn kiếm đến tạo thành trọng yếu mắt trận, nhưng để Chu Thiên kiếm trận cường độ đề cao, kiếm trận lấy kiếm tạo thành, bình thường nhất kiếm cùng phẩm chất cực cao kiếm tạo thành kiếm trận, khẳng định là hai loại khái niệm. Vân Phi Dương đánh sắp 130 tên thời đỉnh cao võ giả, bố trí kiếm trận kiếm khí phẩm chất cũng không cao lắm. Bây giờ 10 000 chuôi cửu phẩm thứ tiên cấp kiếm khí, phụ tá hỗn nguyên càn khôn kiếm, hình thành Chu Thiên kiếm trận, khẳng định có lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Là Mục bọn người được mời tiến vào kiếm trận, nhất thời thì ý thức được, Phi Dương ca lần nữa bố trí mà thành kiếm trận, uy lực so trước kia mạnh quá nhiều. Có chút nguy hiểm a, à, ta là cảm thấy, chúng ta vẫn là rút lui đi. Vân Lịch đề nghị hưu, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Chủ trận nhãn hốn nguyên càn khôn kiếm lấp lè ánh sáng, câu thông vạn kiếm, hình thành cấp độ thứ nhất kiếm vũ. Vù vù, trong khoảnh khắc, giống như nước thủy triều lực lượng, theo trên không ẩm vang áp xuống tới, khiến cho la mục đám người sắc mặt đại biến, cũng nhao nhao thi triển thần thông đến hóa giải. Kết quả rất khổ cực, chỉ là trải qua hai vòng oanh tạc, la mục bọn họ thần thông liền bị kiếm vũ phá mất, vết thương đầy người ngã trên mặt đất. 900 năm đến, mọi người cảnh giới cũng theo vững chắc kỳ bước vào thời đỉnh cao nhưng ở lấy càng mạnh kiếm khí tạo thành kiếm trận trước mặt vẫn lại yếu không chịu nổi một kích cũng không sai lắm vân phi dương hài lòng cười nói sau đó thời gian mấy năm hắn một mực lấy hỗn nguyên càn khôn kiếm vì chủ trận nhãn tu luyện kiếm trận cùng tiểu tiện tiện phối hợp cũng càng ngày càng hoàn mỹ hưu một ngày nào đó vân phi dương như thường lệ đem làm một bọn người ngược một hồi về sau triệt tiêu kiếm trận tiên niệm thôn ra hướng ngoại giới khóe miệng dơ lên tà tiếu, nói, là thời điểm ra ngoài. chương 1499, 1, đơn đấu hai tên chuẩn tiên, vạn giới chú mục, phi dương giới gần ngàn năm, ngoại giới đi qua 5 năm. Đến từ Bắc Môn ra hai tên chuẩn tiên, vẫn đau khổ ngồi chờ tại thôn vệ chi ngọn nguồn khu vực biên giới. Tam ca, Bắc Môn hạc cao mày nói, tiểu tử kia hẳn là sẽ không tới đi. Ai biết được, Bắc Môn Tùng cũng rất phiền muộn hai anh em ở chỗ này ngồi sổm 5 năm, chẳng khác nào lãng phí 5 năm tu luyện thời gian. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như có thể đợi đến Vân Phi Dương, thu hoạch được trên người hắn bảo bối, dù là lãng phí trăm năm thời gian cái kia cũng đáng. Trầm ra, Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên cũng tại lưu ý lấy thôn vệ chi ngọn nguồn. Bọn họ nghĩ đến, Vân Huynh đệ tốt nhất đừng xuất hiện, nếu không cùng hai tên chuẩn tiên gặp nhau, chắc chắn sẽ không lại may mắn đào tẩu. Mau nhìn, đột nhiên, Trầm Minh cùng Trầm Huy quái khiếu mà nói. Suy nghĩ bên trong Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên lúc này nhìn về phía màn sáng, chỉ thấy hạo hãn vũ trụ bên trong, toàn thân áo trắng vân phi dương tung bay mà đứng. Hắn khóe môi nhếch lên mỉm cười, ánh mắt khóa chặt tại hai tên chuẩn tiên trên thân, ánh mắt bên trong bộc lộ ra xem thường. Trầm Lận Phong hai người nhất thời sụp đổ, bọn họ theo vân phi dương ánh mắt bên trong nhìn ra được, tên này là cố ý tới. Hưu, Trầm Lận Phong quả quyết đem chiến đế lệnh gọi ra tới hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Vân Phi Dương gặp được nguy hiểm, trước tiên bóp nát chiến đế lệnh, triệu hoán phụ thân đến tương trợ. Ha ha ha, bác môn hạc cười to nói, tiểu tử, ngươi lại còn dám đến. Đau khổ chờ 5 năm, năm, lần nữa đợi đến cái này toàn thân là bảo ra băng, quả nhiên là tâm tình sảng khoái vô cùng a. À. Tứ đệ, bác môn tùng thì là âm thanh lạnh lùng nói, đừng tìm hắn nói nhảm, đồng loạt ra tay. Tốt, hai người chuyển tiên khí thế bạo phát, nhất thời hình thành khủng bố uy áp, lấy cực nhanh tốc độ phong tỏa không gian hiển nhiên đây là sợ vân phi dương lại trượt chật chật vân phi dương cười nói làm cho hai tên chuẩn tiên đồng loạt ra tay ta vân phi dương rất cảm thấy vinh hạnh à. một tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn bị hai tên chuẩn tiên liên thủ công kích dù là tại chân vũ thần vực cũng là cực hiếm thấy nếu như đổi lại người khác cư nhiên bại cũng có thể nói khoác cả một đời chết đi nhưng vào lúc này bắc môn tùng ngưng tụ ra trưởng ấn hình thành hủy thiên diệt địa chi uy, ngang nhiên áp xuống tới. Theo trưởng ấn khí thế đến xem, rõ ràng mạnh hơn Bắc Môn Hạc. Hô, đối mặt trưởng ấn chân áp mà đến, Vân Phi Dương một tay phất lên, theo trong hư không rút ra Hỗn Nguyên cản Khôn kiếm, nước chảy mây trôi chém ra một kiếm. Vù vù, tại cảnh giới tầng thứ đề cao sau tiểu tiện tiện ra trì hạ, một kiếm này hình thành kiếm khí, uy lực không thể so sánh nổi. Oanh, cường thế kiếm khí trực tiếp phá mất trưởng ấn. Bắc Môn Tùng sắc mặt biến hóa, rõ ràng ý thức được, tiểu tử này thực lực so 5 năm trước càng mạnh. Hắn làm sao làm được, vẫn là, ăn linh đan gì tiên dược. Hô, bác môn hạc theo khía cạnh dơ trưởng oanh đến, hình thành trưởng ấn có thể nói thanh thế to lớn. Hưu, vân phi dương cổ tay chuyển một cái, lấp lóe tia sáng trói mắt hỗn nguyên cản khôn kiếm xẹt qua hư không, hình thành thất luyện vô song kiếm khí. ầm ầm tiếng vang lần nữa truyền đến, bác môn hạc chỗ ngưng tụ trưởng ấn, cũng bị kiếm khí triệt để vỡ nát. Đứng ở trong vũ trụ Vân Phi Dương, cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, quanh thân thấu phát một cỗ bế nghế thiên hạ khí thế. Lấy thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn cảnh giới, đối kháng hai tên đến từ chân vũ thần vực chuyển tiên, nếu như bị vạn giới võ giả biết được, tất nhiên sẽ nhắc lên xưa nay chưa từng có rung động. Nguyên ca, Vân huynh đệ giống như không rơi vào thế hạ phong a. Trầm Lận Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Trầm Lận Nguyên liền nói, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ánh sáng rất mãnh liệt năm năm qua, chúng kiếm linh nhất định đề bạt không ít. Ta cũng cho rằng như vậy, Trầm Lận Phong đồng ý nói, nắm bắt chiến đế lệnh tay cũng hơi hơi thả ra một số, như là đã từ bỏ triệu hoán phụ thân đến trợ tính toán. Vân huynh đệ vào hôm nay, lực chiến hai tên chuẩn tiên, có thể nói vang dội cổ kim. Trầm Lận Nguyên chân thành nói, Phong đệ, mở ra phụ thân lưu lại hình ảnh trận pháp, để vạn giới võ giả đều tới chứng kiến cái này vĩ đại một màn. Được, Trầm Lận Phong hai mắt khép hờ, nguyên niệm điên cuồng tràn vào, Câu thông tồn tại từ trong vô hình trận pháp. Hưu, chầm ra trong không gian, từng cái từng cái văn tuyến xuất hiện, như là giống như mạng nhện lan tràn ra. Ước chừng một lát, văn tuyến lan tràn đến bầu trời màn sáng bên trên, cũng mang theo hình ảnh, bắt đầu câu thông vạn giới, tiến hành nhanh chóng hình ảnh truyền bá. Ông, mỗ giới bầu trời hơi run rẩy, ừm, giới này giới chủ sắc mặt kinh biến. Hắn cảm nhận được một cỗ đáng sợ trận pháp khí tức, cưỡng ép đột phá không gian hàng rào, tại tiến hành bá đạo ngưng tụ tình huống như thế nào, giới bên trong võ giả cũng là nhao nhao hoảng hốt, không bao lâu, bầu trời ở giữa cái kia mảng run rẩy khu vực, dần dần hiện ra một cái cự hình màn sáng. Giống nhau một màn, tại càng nhiều giới bên trong hiện ra, quét sạch màn xuất hiện phương thức quá bá đạo, rất nhiều giới chủ căn bản bất lực đi ngăn cản. Mà chư giới võ giả nhìn lấy trống giống xuất hiện màn sáng, thì là một mặt mờ mịt. Chẳng lẽ, lại có đại giới khai chiến, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có giới chiến mở ra mới có thể tại bầu trời xuất hiện màn sáng hiu đột nhiên hiện lên hoàn toàn mơ hồ màn sáng nhất thời trở nên rõ ràng bày biện ra đến vẽ mặt thì là một mảnh hảo hãn vũ trụ chư giới võ giả trước tiên kết luận đây không phải giới chiến ta đi có người cả kinh nói là vân phi dương chư giới võ giả rất nhanh liền theo màn sáng trong hình nhìn thấy cầm kiếm thủ tại trong vũ trụ vân phi dương làm tam giới chi người chiến thắng vân phi dương tên có thể nói như mặt trời giữa trưa hắn xuất hiện tại màn sáng bên trên, nhất thời hấp dẫn tất cả võ giả ánh mắt. Còn có hai cái lão giả, chư giới võ giả phát hiện bắc môn tùng cùng bác môn hạc. Chẳng lẽ ba người bọn họ đang chiến đấu? Hẳn là, có thể ở trên bầu trời xuất hiện màn sáng, giữa bọn hắn chiến đấu cũng không đơn giản nha. Mọi người tranh nhau nghị luận, những cảnh giới này không cao võ giả, còn có thể giữ vững tỉnh táo, mà các giới giới chủ thì là từng người trợn to hai mắt. Bọn họ theo bắc môn tùng cùng bắc môn hạc bạo phát khí thức gián đoạn định, hai người hẳn là chuẩn tiên cấp cường giả ta thiên vân phi dương tại cùng hai tên chuẩn tiên giao thủ đây cũng quá kinh bạo đi chư giới giới chủ bị rung động thật sâu nhưng vào lúc này màn sáng phía trên bắc môn tùng cùng bắc môn hạc xuất thủ lần nữa phân biệt đánh ra bắc môn ra độc hữu trưởng ấn vù vù hai cỗ trưởng ấn hai cỗ lực lượng gào thét mà đến mấy chục vạn dặm không gian cùng nhau vỡ nát mẹ ta nha khủng bố như vậy lực lượng chư giới võ giả ánh mắt xuất hiện hãi nhiên Quan chiến qua tam giới chi chiến cũng mắt thấy qua thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn xuất thủ, bọn họ nhất thời phán định hai cái này lão giả đã siêu việt bán tiên tầm thứ. Nói cách khác, bọn họ là chuẩn tiên. t chư giới võ giả suy đoán ra Bắc môn tùng hai người cảnh giới nheo nheo hít một hơi lãnh khí. Chuẩn tiên cấp cường giả vẫn là hai tên đồng loạt ra tay, hình tượng này để bọn hắn không dám tưởng tượng. Oanh, oanh, nhưng vào lúc này hai tiếng nổ mạnh truyền đến, chư giới võ giả tận mắt nhìn thấy. Vân Phi Dương xuất liên tục lưỡng kiếm, dễ như trở bàn tay chém vỡ hai đạo khủng bố trường ấn. Một khắc này, vạn giới lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch, vô số ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, ánh mắt bên trong bộc lộ ra chấn kinh, hãi nhiên, khó có thể tin thần sắc. Một tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, đơn đấu hai tên chuẩn tiên cấp cường giả. Cái này, không phải đang nằm mơ chứ. Trường 1500, chảm bắc môn hạc.